Người này nhắm mắt đứng tại cây trúc trước, cầm kiếm đâm vào cây trúc phía trên, ngay tại cảm ngộ kiếm ý. Người này dáng người khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 2 mét, một đầu màu vàng nhạt tóc rối bời, tại Nguyệt thần tộc bên trong có thể nói 10 phần đặc biệt, hắn khí chất cuồng dã hào phóng, tại lấy ưu nhã vì mỹ Nguyệt thần tộc bên trong, cũng tính là khác loại. Ta có thể cùng hắn cùng một chỗ tu hành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, một cái cây trúc, cùng một thời gian, chỉ có thể một người lĩnh ngộ. Nguyệt thần kỳ nói. Ngươi không phải nói, chỉ có một người có thể tu thành sao? Cũng là hắn, Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải, chính thức đem, Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, đại thành, là chúng ta bệ hạ. Đương nhiên, cái này một vị, hắn giống như lĩnh ngộ trong đó một kiếm. Nguyệt thần kỳ nhìn lấy nam tử này ánh mắt, tựa hồ hơi có chút phức tạp, trốn tránh. Hắn là ai? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là bệ hạ đệ đệ nhỏ nhất, trước Dương Thân Vương, Nguyệt Thần Hạo. Nguyệt thần kỳ nói. Còn tại Nguyệt Dạ tiểu trúc tu hành, nói rõ hắn không đến 100 tuổi. Hy hoàng phụ mẫu, đều không phải là trên một đời Nguyệt chi thần cảnh hoàng đế, mà lại bọn họ đều khỏe mạnh đây. Vài thập niên trước còn sinh con, ngược lại cũng bình thường. Thân phận rất cao, Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, Nguyệt thần kỳ gật đầu. Hắn muốn tu luyện bao lâu? Tiểu thân vương, mỗi lần tu hành, đại khái đều phải muốn 10 ngày nửa tháng đi. Nguyệt thần kỳ nói. Ta không chờ được, đem hắn đuổi đi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Cái gì? Nguyệt thần kỳ ngây ra một lúc. Đem hắn đuổi đi, Lý Thiên Mệnh nói. Cái này, Nguyệt thần kỳ tâm lý có chút im lặng, nhưng nàng vẫn là chân thành nói, không cần thiết a. Muốn không ngươi đổi một cái khác thử một chút. Dù sao trước Dương Thân Vương tính khí không thật là tốt, ta nào dám đuổi đi hắn. Truyền đi, hắn nhưng là không còn mặt mũi, mà lại ta cũng không có quyền lực này. Đế sư không phải nói, cầu được ước thầy a. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta làm không được, Nguyệt thần kỳ cúi đầu nói. Vậy liền đi tìm đế sư, hỏi nàng một chút, có thể không thể làm được. Lý Thiên Mệnh nói. 10 ngày nửa tháng. Tối hôm qua gặp cái kia huyết trì về sau. Lý Thiên Mệnh một ngày cũng không chờ. Mệnh đều nhanh không có, còn cùng Nguyệt thần tộc khách khí. Tốt a. Nguyệt thần kỳ nhìn một chút hắn, tâm lý có rất nhiều lời oán giận, lại đều cũng không nói ra miệng, mà chính là tranh thủ thời gian rời đi. Một phút sau. Không ngoài dự liệu, đế sư tới, biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Nguyệt thần kỳ đi theo nàng đằng sau, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Trước Dương, dừng một cái. Đế sư hô một tiếng. Đang tu luyện, tiểu thân vương, chậm chạp mở cặp mắt ra. Làm hắn quay đầu lại thời điểm, liền có thể phát hiện cái này mình Trần Đại Hán, dài đến cùng hùng sư giống như, cùng Nguyệt thần tộc quả thật có chút không đáp. Đế sư, chuyện gì? Trước Dương thân vương hỏi. Bệ hạ an bài hắn, đến luyện Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, tránh ra đi. Đế sư nói. Ừm. Nguyệt thần Hạo chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, thì nhận ra hắn. Hắn ngây ngốc một chút. Lý Thiên Mệnh cho là hắn sẽ nổi giận, không nghĩ tới một hồi, hắn lắc đầu nở nụ cười, nói. Không nghĩ tới Nguyệt chi thần cảnh đệ nhất thiên tài, hãnh diện đến Nguyệt Dạ tiểu trúc, vinh hạnh, vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi mời. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh nói xong, hướng cái kia một bên mà đi. Nguyệt thần Hạo tránh ra, đồng thời cười nói, không cần khách khí, là thiên tài nhường đường, là mỗi cái đầu ngu cơ bản tu dưỡng. Khiêm tốn. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, liền đem chú ý lực, đặt ở trước mắt cây trúc phía trên. Tâm thần dần dần chìm vào trong đó, chậm đợi, bát nguyệt kiếm tôn, kiếm đạo biểu diễn. Phía sau của hắn, trước Dương Thân Vương, Nguyệt Thần Hạo, biểu lộ, dần dần biến đến lạnh phai nhạt đi. Hắn nhìn đế sư liếc một chút, méo một chút đầu. Đem ngươi đuổi đi, nếu là lúc trước, người nào nói với ngươi loại lời này, có phải hay không sẽ bị tại chỗ phân thây? Đế sư nói. Đế sư, người mới nói, cái kia lúc trước a, bây giờ tân sủng vào cung, khắp thiên hạ đều phải thoái vị, không thể không phục a. Trước Dương Thân Vương nhếch miệng cười nói. Trưởng thành, có thể nhịn. Đế sư nói. Kỳ thật cũng không có gì, loại này tự cao ân sủng, không coi ai ra gì tiểu hài tử còn nhiều, rất nhiều, sau cùng, không đều yên lặng a. Nguyệt thần Hạo thản nhiên nói. Im miệng. Đế sư nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh. Được, dù sao cũng sẽ trở ngại mất một lúc, con hàng này vốn là nắm giữ 4 cái kiếp vòng mệnh kiếp tộc, vẫn còn vẽ rắn thêm chân dùng huyết thần khế ước, bây giờ bị cộng sinh hệ thống tu luyện chỗ liên lụy,
loại tình huống này, đạp thiên cảnh đều cao nữa là, hắn đến cùng là xảy ra điều gì chuyện rắc rối, có thể hỗn thành dạng này. Hắn hỏi. Không biết, đế sư lắc đầu. Dù sao, ta cảm giác, ngân thương sắp đầu, vặn vặn một cái, liền biết là quả thực là mềm nhũn. Nguyệt thần hạo nói. Khác mù động, làm hư, người đền không nổi. Đế sư cảnh cáo nói. Biết, chơi chán tranh thủ thời gian ném đi, mỗi lần đều như vậy, phiền. Nguyệt thần hạo buồn bực nói. Một kiếm này, người tiến triển như thế nào? Đế sư đổi đề tài. Đệ nhất kiếm thành, đệ nhị kiếm còn không có mặt mày. Quá khó khăn, dù sao nguyên bản là ngũ cảnh thần quyết. Nguyệt thần hạo nói. Hao phí nắm chắc năm công phu a, kỳ thật có thể, ngoại trừ ngươi, những người khác nhập môn cũng khó khăn. Đế sư nói. Đó là tự nhiên, Nguyệt thần hạo nở nụ cười. Cũng là tự tin như vậy. Kỳ thật đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn phách lối hay không, đều không có ý nghĩa. Hắn tại cái này Nguyệt thần thiên thành vận mệnh như thế nào, đều quyết định bởi tại một người, cái kia chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng cho hắn quyền hạn, hắn căn bản không cần sợ đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ có Hy Hoàng có thể quyết định sinh tử của hắn. Đã như vậy, cũng không cần quản những cái kia phiền nhiễu. Hắn chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là cường đại. Cường đại, mới có thể tự vệ, mới có thể cứu người. Đứng tại cái này cây trúc trước, hắn nín thở, đem trường kiếm đâm vào cái này cây trúc phía trên. Tới gần về sau, hóa thành cây trúc truyền thừa kết giới, rất nhanh liền ở trước mặt của hắn, bày ra hắn bộ mặt thật sự. Ong ong ong, cây trúc bên trong, cảnh vật biến hóa. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn. Ông, một vòng bao la hùng vĩ trăng sáng, xuất hiện tại hắn trước mắt. Thiên địa vạn vật biến mất, trong tầm mắt, chỉ có một vòng lập lòe ngân nguyệt. Bỗng nhiên, ngân nguyệt bên trong, nhảy ra một bóng người. Người kia một tay một kiếm, tại hoa anh đào bay múa bên trong, không ngừng lấp lóe. Hậu nhân, nghe kỹ, đây là sát nhân chi kiếm. Không hoa chiêu, chỉ cần mệnh. Cái kia so lục đạo kiếm thần càng cổ lão thanh âm, ở bên tai oanh minh quanh quẩn. Nguyệt dạ, giết người, một kiếm kinh hồn, một kiếm mất mạng. Theo thanh âm quanh quẩn, cái kia bóng người màu đen lấy tốc độ khủng khiếp, tại cây anh đào phía dưới biến hóa. Đệ nhất kiếm, hải thượng sinh minh nguyệt. Xuất kiếm, thiểm ảnh. Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu tiên, cũng là nhanh. Cảm giác đầu tiên, cũng là ảo tưởng. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, khắp nơi đều là huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời, phảng phất có ngàn vạn trăng sáng, trên mặt biển bay lên mà đi, tạo thành chói lọi hình ảnh. Siêu siêu siêu. Trăng sáng mới lên, kiếm ảnh lấp lóe. Phốc phốc phốc. Từng mảnh hoa anh đào, đang bay múa bên trong, đều bị cắt chém thành hai nửa. Đệ nhị kiếm, thiên nhai cộng thử thời. Hắn trước đó nói, đệ nhất kiếm kinh hồn, đệ nhị kiếm mất mạng. Làm một kiếm này giết ra thời điểm, huyễn ảnh lại biến hóa. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, tại trong kiếm thế, bóng người kia trên thân đột nhiên xuất hiện 8 cái thức thần. Cái kia 8 cái thức thần đều là cầm kiếm, thân mặc áo giáp ngàn mét tồn tại. Bọn họ vây quanh bóng người, bạo sát xuống. Trong lúc nhất thời như là có 100.000 trăng sáng vẫn lạc. Người cùng thức thần kiếm, kỳ thật hoàn toàn khác biệt, phối hợp lẫn nhau, thành tựu kiếm trận. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhìn mà than thở. Hiện tại Nguyệt thần tộc, tuy nhiên mức độ không tính quá cao, nhưng tổ tiên bọn họ, vẫn còn có chút bản lãnh. Cái này Nguyệt giả tiểu sát kiếm, đã chứng minh điểm này. Kỳ thật, cùng lục đạo sinh tử kiếm tương đối, cái này lưỡng kiếm kiếm ý, cũng không có mạnh đến mức nào. Có điều, tại thức thần phối hợp, còn có kiếm quyết độ hoàn hảo, cùng thiên tinh luân lực lượng khai quật phía trên, so với đến từ viêm hoàng đại lục đạo sinh tử kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Nói ngắn gọn, lục đạo sinh tử kiếm rất thiên môn. Lục đạo kiếm thần tại viêm hoàng đại lục, đều có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, kỳ thật hắn thiếu hụt, cũng là một cái đỉnh cấp thế giới, đi phát huy tài năng của hắn. Chiêu kiếm của hắn bên trong, đối lục đạo thế giới luân hồi tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói tuyệt diệu. Nhưng rất đáng tiếc, tầng thứ quyết định hạn mức cao nhất. Mặc kệ kiếm ý lại diệu, Nguyệt giả tiểu sát kiếm, liền sẽ mạnh hơn nó rất nhiều, mà lại chỉ là phiên bản đơn giản hóa vốn. Hắn không nghĩ nữa lục đạo sinh tử kiếm sự tình, mà chính là đem chuyên chú lực, hoàn toàn đặt ở cái này Nguyệt giả tiểu sát kiếm phía trên. Dưới ánh trăng, hắn một lần lại một lần, quan sát một kiếm này vô cùng phức tạp kiếm thế biến hóa. Cái môn này kiếm pháp, nội tình không tính quá thâm hậu.
phức tạp đều tại mặt ngoài. Thế mà, chính là cái này thiên biến vạn hóa mặt ngoài, tạo thành tinh luân thần quyết, lực sát thương. Đối lý thiên mệnh tới nói, mặt ngoài phức tạp, so kiếm ý thâm thúy, muốn dễ lý giải rất nhiều. Lục đạo sinh tử kiếm, cần ngộ. Nhưng là tại cái này cao cấp hơn hệ thống bên trong, tương đương với chỉ cần IQ cao, đi nhớ kỹ kiếm thế biến hóa, liền có thể tại lần lượt thuần thục bên trong, sử dụng ra mạnh hơn kiếm quyết. Nếu như lục đạo sinh tử kiếm, thậm chí là thiên địa nhân tam sát kiếm, có thể xứng với cái này phức tạp hệ thống, có lẽ có thể đạt tới, so cái này nguyệt dạ tiểu sát kiếm càng sâu độ cao. Kỳ thật lý thiên mệnh rất rõ ràng. Hằng tinh nguyên thế giới, cường tại ngàn vạn năm truyền thừa cùng cao cấp hệ thống. Hạt bụi thế giới, yếu tại truyền thừa thường xuyên đoạn tuyệt, hệ thống hỗn loạn, linh khí suy yếu, huyết mạch yếu kém. Làm hắn bây giờ nắm giữ phá kiếp sau, mệnh hồn thái nhất, hiệu quả về sau, đầu óc của hắn, lỗ tai, ánh mắt, đều rõ ràng đến đáng sợ. Nói thật, hắn không sợ nhất, ngược lại là loại này phức tạp hệ thống. Nó tựa như là một loại số học đề, làm nắm giữ đầy đủ kỹ xảo cùng phương pháp phá giải về sau, nó bí quyết, so với, ngộ kiếm, ngược lại nhẹ nhõm. Hắn từng lần một đi xem cái kia bát nguyệt kiếm tôn động tác. Đối phương nhanh đến cực hạn. Nhưng đối với hắn hiện tại phá kiếp thiên phú tới nói, hắn có thể đem những động tác này, biến đến rất chậm. Một chút xíu phân tích, lý giải, đi học tập thiên tinh luân chi lực tại thể nội vận dụng, như thế nào hoàn mỹ bao trùm tại kiếm chiêu phía trên. Cùng lúc đó, lại học tập thức thần, như là phối hợp bản thể, đánh ra một chiêu này mạnh nhất hiệu quả. Cái này một số nghiêm mật trình tự, là chỉ dựa vào kiếm ý liền có thể thi triển ra lục đạo sinh tử kiếm, không thể so sánh phương diện. Một kiếm này, chỉ cần, vẽ, đúng chỗ, uy lực của nó, thì đi ra. Cho nên, loại này kiếm chiêu, với ta mà nói, ngược lại lại càng dễ. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, lúc trước rất nhanh liền học xong thiên tinh nhất khí quyền nguyên nhân. Không thể phủ nhận, bọn họ uy lực mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh tam hồn thái nhất, có thể nhẹ nhõm nắm giữ bọn họ. Ngay cả như vậy, cái này phức tạp kiếm chiêu biến hóa. Còn có sức mạnh cùng thức thần vận chuyển, phối hợp, vẫn bỏ ra Lý Thiên Mệnh tiếp cận thời gian một ngày, mới cuối cùng làm rõ. Tối thiểu nhất, hắn đem hết thảy đều nhớ kỹ. Nơi này, không lại dùng tới. Cần gì như trước Dương Thân Vương một dạng, mấy năm như một ngày, ở chỗ này tu luyện. Đệ nhất kiếm, ta luyện nhiều mấy chục lần, hẳn là có thể dựa theo hình thức, tu luyện được. Tinh không thế giới, thật sự là lợi hại a, có thể trực tiếp để tử tôn, không dùng ngươi ngộ. Đem khuôn mẫu làm tốt, trực tiếp phục chế, đều có thể cường đại lên. Chỉ cần có thể mạnh, cái kia chính là đạo lý quyết định. Đương nhiên, chính bọn hắn, có thể sáng tạo phức tạp như vậy hệ thống, đó cũng là bản lĩnh thật sự. Tự sáng tạo chiến quyết, cái kia thật không đơn giản. Làm xong cái này nguyệt dạ tiểu sát kiếm, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, kết thúc tu hành. Quay đầu thời điểm, hắn vậy mà phát hiện, trước Dương Thân Vương cùng Nguyệt Thần Kỳ, lại còn đang chờ hắn. Luyện thành một kiếm này sao? Thiên tài, Nguyệt Thần Hạo khoanh tay, mỉm cười hỏi. Kém xa, Lý Thiên Mệnh nói. Ngày mai lại đến chứ? Nguyệt Thần Hạo nói. Không tới. Không kiên trì một chút nữa. Nói không chừng hai ngày ngươi liền học được. Hắn nói. Thôi, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sớm nói khác lãng phí thời gian. Nguyệt Thần Kỳ lẩm bẩm một câu, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh giả bộ như không nghe thấy, cùng hai người này tạm biệt, hai vị, hữu duyên gặp lại. Gặp lại đi, Nguyệt Thần Hạo đem, gặp chữ, cắn đến rất nặng. Nguyệt Thần Kỳ thì phụ trách đưa Lý Thiên Mệnh rời đi. Kỳ tỷ, Nguyệt Thần Hạo bỗng nhiên hô nàng một tiếng. Nguyệt Thần Kỳ toàn thân trì trệ, chậm chạp quay đầu. Buổi tối, gặp ở chỗ cũ, Nguyệt Thần Hạo nói. Nguyệt Thần Kỳ ánh mắt bối rối, vội vàng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi. Tòng Nguyệt đêm tiểu trúc đi ra, màn đêm đã buông xuống. Lý Thiên Mệnh một mình, đi tại Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong. Huỳnh Hỏa, ta nghĩ thông suốt một việc, Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì a lão đệ? Huỳnh Hỏa còn tại cộng sinh không gian phi thiên độn địa, bày ra nó dương cương chi lực đây. Cái kia trong ao máu, toàn bộ đều là thi thể, ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, xuống chàng khẳng định giống như bọn họ. Thi Hoàng đã muốn ta chết. Ngươi nói, ngoại trừ ta triệt để chế trụ nàng, nàng làm sao có thể, sẽ nghịch phản trật tự thiên tộc, trợ giúp ta cứu ra Tiểu Phong. Ý của ngươi là,
ao máu này, phá hủy ngươi đối Hy Hoàng tất cả tưởng tượng. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Ta vốn là không có tưởng tượng, chỉ là nghĩ tiến đến, hiểu rõ hơn nàng, có lẽ càng có biện pháp, nhưng bây giờ nhìn, đường này không thông. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đi thôi, dù sao Huy Dạ Thi, ngươi cũng cứu được. Tiểu Phong sự tình, ngươi coi như đem chính mình gấp điên đều vô dụng. Hôm nay còn kiếm lời một môn chiến quyết, cái này sóng không lỗ, mau trốn đi. Huỳnh Hỏa nói. Sau khi ra ngoài, lại có thể thế nào? Tiểu Phong bây giờ bị dị ma vần quanh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta muốn biết, ta chính là lão đại rồi, còn dùng bị ngươi chà đạp. Huỳnh Hỏa nói. Lan. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn Hy Hoàng cung phương hướng. Nguyệt thần thiên thành không loạn, ta sẽ chỉ từng bước một, bước vào Hy Hoàng tử cục. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Người nào, có thể để trong này, loạn lên, để cho ta đang động loạn bên trong, tìm tới một tia cơ hội. Đáp án, chỉ có một cái. Tiểu Lý Tử, người nói người nào nha, là cái kia lớn đầu hói sao? Tiên tiên linh thể, treo ở Lý Thiên Mệnh trên cổ hỏi. Bồ đề. Huỳnh Hỏa duỗi ra hai cánh, chải sửa lại một chút kiểu tóc, nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, hắn tuyệt đối là Hy Hoàng nhức đầu nhất người, cũng là tại cái này Nguyệt Chi thần cảnh, duy nhất có thể đánh loạn Hy Hoàng tiết tấu người. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thâm trầm nói. Cần Hy Hoàng không rảnh bận tâm chính mình, mới có an toàn cùng sinh lộ có thể nói. Ngươi là dự định lập lại chiêu cũ, đi theo Viêm Hoàng như thế. Huỳnh Hỏa nói. Mượn đao giết người không dùng đến. Nhưng nếu như có thể để bọn hắn cho cắn chó, mặc kệ như thế nào, đối với ta đều có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng phải, bản mèo chống đỡ. Miêu miêu thụy nhãn mông lung, mơ hồ nghe một đoạn, trở mình, ngủ tiếp. Bồ đề sau lưng có quỷ thần tộc, Hy Hoàng sau lưng có nguyệt thần tộc, đằng sau ta, có Viêm Hoàng nhân tộc. Cho đến nay, ta cùng Viêm Hoàng nhân tộc, đều tại tìm một cái, trong khe hẹp cơ hội sinh tồn. Ta muốn thở một ngụm. Tại cục thế biến hóa bên trong, tìm tới một cái cứu Tiểu Phong cơ hội, khả năng duy nhất, cũng là trợ giúp, dẫn bạo chiến tranh giữa bọn họ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Gặp mặt cái kia huyết trì về sau, hắn hoàn toàn bỏ đi hòa bình tưởng tượng. Nói cũng phải, người, không thể chờ kiếm đâm đến vị trí hiểm yếu, mới biết mình sắp chết. Huỳnh Hỏa nói. Nhìn như trời trong gió nhẹ, lúc nào cũng có thể, lại là nhất kích chí mệnh. Vấn đề là. Làm sao để bọn hắn cắn đâu? Lam Hoàng quơ hai cái đầu rồng, một bên tả hữu hỗ bác lẫn nhau cắn, một bên hỏi. Chạy đi, chủ động tìm bồ đề, lợi dụng ngươi trộm thiên nhất tộc thiên phú, hợp tác với hắn, đem hắn mang vào Nguyệt Thần Thiên Thành, để hắn quấy rối. Huỳnh Hỏa nói. Cái này không được, ý nghĩ này quá lý tưởng hóa, đừng quên ta giết hắn thái tử, hắn cùng ta đồng dạng không đội trời chung. Ta thật muốn chủ động đi tìm hắn, coi như hắn. Cho ta cơ hội nói chuyện, chờ ta đem hắn mang vào Nguyệt Thần Thiên Thành, giá trị lợi dụng kết thúc, hắn cái thứ nhất liền sẽ muốn mạng của ta. Còn có một chút, hắn nếu như biết rõ, ta biết được thân phận của hắn, hắn một tỷ quỷ thần thì có bị Nguyệt Thần tộc đồ diệt mạo hiểm, với hắn mà nói, ta là một cái càng lớn tai họa ngầm. Muốn là ngươi, giết hay không? Lý Thiên Mệnh nói, muốn là ta, coi như vào không được Nguyệt Thần Thiên Thành, đều phải trước làm thịt ngươi. Cái này sướng rồi. Hai người cao thủ, đều muốn mạng của ngươi, ngươi bị kẹp ở giữa. Huỳnh Hỏa nói. Thật là làm sao xử lý a? Phức tạp, Lam Hoàng buồn bực nói. Bất kể nói thế nào, Hy Hoàng bên này tuyệt đối không có chuyện tốt, hiện tại Thi Thi không sao, chúng ta còn phải thần nguyên, chiến quyết, ta quyết định, rút lui trước lại nói. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia huyết trì, để hắn đối Hy Hoàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thôi được, sau khi rời khỏi đây. Lại nghĩ biện pháp, nói không chừng muốn chọn động mâu thuẫn của bọn họ, không nhất định phải tại bồ đề trước mặt hiện thân. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói đúng. Việc cấp bách, vẫn là thoát ly hiểm cảnh. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tiểu Phong sự tình lại gấp, ta không thể rối tung lên. Ta loạn, thì phiền toái hơn. Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều, như thế yếu ớt. Chiến tranh tùy thời đều có thể tác động đến đi qua. Lý Thiên Mệnh trên tay. Nắm hắn mạng của mình, còn có cộng sinh thú mệnh, càng có Khương Phi Linh, còn có Viêm Hoàng nhân tộc vận mệnh. Một bước này đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Sinh tử một đường, mới gọi người trưởng thành đi. Trước kia dựa vào một thân thiên phú, trực tiếp chiến là được. Hiện tại, không có Lý Vô Địch, tôn thần loại hình chỗ dựa, thân là nhân hoàng,
còn phải dùng não tử cùng quyết đoán đến đánh cược. Đi! Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, Tòng Nguyệt đêm Tiểu Trúc đi ra, hắn liền hướng phương Nam mà đi. Thi Hoàng cần phải nghĩ không ra, Nguyệt Thần Thiên Thành, kỳ thật khốn không được ta. Hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn đến Nguyệt Thần Thiên Thành thủ hộ kết giới, tại Bồ Đề không có xuất hiện trước, nơi này thủ hộ kết giới đều lâu dài mở ra. Toàn bộ trong thành trì, tất cả mọi người, đều là Nguyệt Thần tộc. Lý Thiên Mệnh lăn lộn ở trong đó, tại nơi hẻo lánh cùng trong bóng tối hành tẩu, hướng thành tường phương hướng mà đi. Hắn cô dám quá nhanh, mà chính là cưỡi ngựa xem hoa, nếu là đi được vội vàng, ngược lại dễ dàng gây nên người khác chú ý. Lý Thiên Mệnh còn cố ý nhìn một chút, phía sau hắn cũng không có kẻ theo dõi. Điều này nói rõ Hy Hoàng đối Nguyệt Thần Thiên Thành thủ hộ kết giới, rất có lòng tin. Ánh trăng bên trong, phồn hoa Nguyệt Thần Thiên Thành, tựa như là một tòa trên đám mây thành trì. Tại Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng pha trộn bên trong, hết thảy tựa như ảo mộng. Đại khái qua một canh giờ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn một chút, hắn cách thành tường vị trí, lấy trước mắt loại tốc độ này, đại khái còn có một phút lộ trình. Bất quá, trước mắt là một mảnh hoa anh đào sơn lâm, ít ai lui tới. Đến cái này về sau, hắn đã chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Đang lúc hắn lên nhanh thời điểm. Ta đi. Không để ý, vậy mà đâm vào một bức tường phía trên. Đương nhiên, đây là lấp kín trong suốt bức tường. Nói xác thực hơn, đây cũng là một cái bình chướng kết giới. Nó ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh rời đi trên đường. Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong công cộng khu vực, vì sao lại có dạng này cản đường kết giới? Lý Thiên Mệnh không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này ít ai lui tới. Hắn đang muốn đi vòng qua tới, không nghĩ tới, hắn phá kiếp về sau, tai mắt quá mức thư thái, vậy mà nghe được, trong kết giới có nữ tử cầu cứu thanh âm. Thanh âm kia, có thể nói 10 phần thê thảm, muốn đến hẳn là đang bị xâm phạm. Cho nên, có người chuyên môn bố trí ở chỗ này một cái kết giới, sau đó đem người đưa vào đi làm chuyện xấu. Hắn kỳ thật muốn đi, dù sao, Nguyệt Thần tộc sự tình, cùng mình có quan hệ gì đâu. Bất quá, đi chưa được hai bước, vẫn là có ý định quản một chút. Cái này không quan hệ thánh mẫu, chỉ là gặp chuyện bất bình, đi thẳng một mạch, sẽ để cho mình biến đến chết lặng. Dù sao đụng phải, chiến đấu, tàn sát, xác thực rất dữ tợn, đại cục phía dưới, rất nhiều người vô tội chết thảm. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, vì để cho Viêm Hoàng nhân tộc sống sót, mượn Nguyệt Thần tộc tay, trực tiếp diệt mấy vạn quỷ thần cường giả. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là lo liệu lấy bản tâm, không muốn đi làm một cái chết lặng người. Sau đó, hắn từ một nơi bí mật gần đó, đưa tay trái ra hắc ám tí, dễ như trở bàn tay, phá vỡ kết giới bức tường ngăn cản. Cái kia kinh hoàng cầu cứu thanh âm cô gái, một chút thì biến lớn rất nhiều. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, kết giới bên trong, có một cái dáng người khôi ngô nam tử, đem một nữ tử, ấn tại dưới thân. Hắn ngay tại tàn bạo, xé rách lấy, nàng quần áo. Ngươi đừng như vậy, ta có phu quân, hắn là ngươi lớn nhất bằng hữu, ngươi. Nữ tử kia ra sức phản kháng lấy, không làm gì được là nam tử đối thủ, chỉ nghe xoẹt âm thanh vang lên tới. Nàng đã, biến đến trắng bóng một mảnh. Bằng hữu tốt nhất, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi phu quân chỉ là ta chó. Ngươi cùng ta mập mờ bao lâu, trang cái gì rụt rè, là ngươi trộm ta, hiểu không? Thanh âm nam tử thô kịch, nàng chết đè xuống nữ tử hai tay, đang chuẩn bị lấy đưa trong tay con mồi, ăn như gió cuốn. Không muốn, ta đã mang bầu, đừng, nữ tử thê lương nói. Vậy ta liền đem vật nhỏ này đâm chết. Lý Thiên Mệnh bây giờ nhìn không nổi nữa. Vợ của bạn, không thể lừa gạt a. Người này ngược lại tốt, liền mang thai đều không buông tha. Mắt thấy hắn muốn được xính, Lý Thiên Mệnh trên ngón tay, rất nhiều tinh luân nguyên lực, ngưng kết thành một đạo kiếm khí, đột nhiên bay bắn đi ra, đâm về phía nam tử kia. Nam tử chính huyết mạch sôi sục, tay chân đủ dùng thời khắc, đột nhiên ý thức được sau lưng gặp nguy hiểm. Hắn dọa đến mềm nhũn, vội vàng nhảy dựng lên, hỗn loạn dựng lấy quần áo, đồng thời trừng lớn mắt hổ, liếc một chút thì khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Là ngươi. Hai người bọn họ, gần như đồng thời phát ra ngạc nhiên thanh âm. Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Thiên Thành, người quen biết không cao hơn 5 cái. Không nghĩ tới, một canh giờ trước vừa đã gặp mặt, bây giờ đang ở nơi này đụng phải. Hắn là, trước Dương Thân Vương, Nguyệt Thần Hạo. Vừa rồi hắn ghé vào cái kia trên thân người, Lý Thiên Mệnh không nhận ra được.
đường đường trước Dương Thân Vương, tại cái này cưỡng chiếm dân nữ. Hơn nữa còn là phụ nữ có chồng. Ngươi cử chỉ này, có chút hạ giá a. Lý Thiên Mệnh nhìn không được lắc đầu. Hắn cảm giác Nguyệt Thần tộc, có điểm giống là Thần Đô Cửu Minh nhất tộc. Bọn họ đều là trong phạm vi nhất định bá chủ, không có vô địch thủ, cho nên quá phận truy cầu phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Chỉ là Cửu Minh nhất tộc càng làm càn, mà Nguyệt Thần tộc tự xưng là cao nhã. Cao nhã hoàng tộc, lại làm loại này chơi chẽn sự tình, đủ để cho Lý Thiên Mệnh trong lòng Nguyệt Thần tộc hình tượng, lần nữa ngã xuống. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút quản một chút nhàn sự, cứu một chút cái kia bị xâm phạm nữ tử, cái này trước Dương Thân Vương cũng không dám động đến hắn, không ảnh hưởng chính mình ra khỏi thành. Bất quá, làm nữ tử kia một mặt kinh hoàng, cuống quýt che khuất thân thể mềm mại, đứng dậy thời điểm, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây cũng là một người quen. Chính là hôm nay, cho mình dẫn đường Nguyệt Thần Kỳ. Các người đây là chơi đến cái nào vừa ra đâu? Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Nguyệt Thần Kỳ đã lấy chồng, phu quân là trước Dương Thân Vương bằng hữu. Hai người quan hệ hỗn loạn, ban ngày vừa gặp mặt, buổi tối tại cái này. Lý Thiên Mệnh, trước Dương Thân Vương híp mắt, lạnh lẽo nhìn lấy hắn, ban ngày loại kia cười đùa tí tửng hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh không có phản ứng đến hắn, mà chính là đối Nguyệt Thần Kỳ nói, trùng hợp đi ngang qua, giúp ngươi một vấn đề nhỏ, làm hồi báo ngươi ban ngày dẫn đường. Đi nhanh lên đi. Nguyệt Thần Kỳ hốc mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh tròng. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nàng sẽ đối với mình mang ơn, sau đó rời đi, cái kia trước Dương Thân Vương lấy chính mình không có cách, chỉ có thể tức giận rời đi. Không nghĩ tới, Nguyệt Thần Kỳ ngược lại đứng ở Nguyệt Thần Hạo bên người, khẩn trương hỏi. Việc này muốn là truyền đi, đối ngươi danh tiếng ảnh hưởng rất lớn, nếu để cho phu quân ta biết, hắn đoán chừng sẽ tìm ngươi náo, làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ai để ngươi la to? Nguyệt Thần Hạo ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn quát lớn hết Nguyệt Thần Kỳ, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi có thể bảo chứng, bất hòa bất luận kẻ nào nhắc lên, chuyện đã xảy ra hôm nay sao? Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Nguyệt Thần Kỳ, nói, làm phiền ngươi nói một chút, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là ta xen vào việc của người khác, quấy rầy các ngươi rồi? Ha ha, vậy coi như ta xúi quẩy, gặp lại hai vị. Lý Thiên Mệnh, ngươi không hiểu. Nguyệt Thần Kỳ nói, cái gì không hiểu, ngươi xác thực giúp ta, nhưng là, thanh danh của chúng ta, không thể để cho ngươi phá hủy. Nguyệt Thần Kỳ nói, dạng này a, cái kia yên tâm đi, ta coi như chỉ gặp hai đầu chó, còn lại đều không nhìn thấy, ta sẽ không ngoại truyền, ta không có cái này nhàn hạ thoải mái. Hắn dở khóc dở cười, là chính nàng làm cho thảm, Lý Thiên Mệnh giúp nàng, kết quả nàng hiện tại, sợ Lý Thiên Mệnh lan rộng ra ngoài, ảnh hưởng bọn họ danh tiếng. Điều này nói rõ, Nguyệt Thần Kỳ tuy nhiên không nguyện ý hôm nay làm việc, nhưng nàng cùng cái này trước Dương Thân Vương, vẫn là có một chân. Bằng không, nàng làm sao lại chủ động, chạy đến cái này xa xôi địa phương đến. Ngươi làm thật sẽ không ngoại truyền sao? Nguyệt Thần Kỳ cắn răng hỏi. Không có công phu kia. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Đứng lại. Trước Dương Thân Vương bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ta không tín nhiệm ngươi, ngươi như vậy thích xen vào việc của người khác, vậy ngươi thì đi chết đi. Trước Dương Thân Vương nói. Lý Thiên Mệnh quả thực một cái đầu, hai cái lớn. Đây tuyệt đối là hắn, cảm giác buồn nôn nhất một lần, làm việc tốt. Hắn vừa mới động thủ, đã tiến vào kết giới này bên trong. Kết giới không nhỏ, cho nên trước Dương Thân Vương có, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lặng lẽ giết chết Lý Thiên Mệnh ý nghĩ. Vì danh âm thanh, hắn giống như quyết định mạo hiểm. Dù sao cái này muốn là truyền đi, thật đúng là xì căng đan. Có lầm hay không, hai vị. Lý Thiên Mệnh có chút phục tức giận. Trước Dương Thân Vương cùng Nguyệt Thần Kỳ liếc nhau một cái, quyết định lập tức làm ra. Ta đến làm thịt hắn, người giúp ta ra cố một chút kết giới. Đừng để hắn ra ngoài, trước Dương Thân Vương nói. Cái kia, để cho ta đem đứa bé này, sinh ra tới đi. Nguyệt Thần Kỳ cúi đầu nói. Không được. Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, vì sao nhất định muốn trêu chọc ta? Ưa thích, đam mê, không được sao? Cái này lời thoại, càng làm cho Lý Thiên Mệnh lộn xộn. Hắn chỉ có thể nói, thêm kiến thức. Còn có chuyên môn ưa thích phụ nữ có chồng. Mấu chốt là,
Nguyệt thần kỳ cái này rõ ràng cũng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ỡm ờ. Nôn. Lý Thiên Mệnh chỉ coi chính mình vận khí không tốt, đụng tới suối quẩy. Hắn lập tức quay người, duỗi ra hắc ám tí liền đi xé rách kết giới. Không nghĩ tới, hai gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác, nói giết người thì giết người. Trực tiếp động thủ. Nguyệt thần kỳ nắm giữ lục kiếp thiên phú. Nàng thức thần, là một loại cùng loại, vũ sinh la, dây leo. Cái kia 6 cây dây leo theo nàng kiếp vòng bên trong, cấp tốc lui trời mà lên, phân hóa ra vô số chi nhánh, bao phủ bốn phía. Những thứ này dây leo, không có công kích Lý Thiên Mệnh, nhưng lại bám vào tại kết giới bên trong mặt ngoài, ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước người. Này bằng với tại trong kết giới, lại thêm một tầng gông xiềng, đem Lý Thiên Mệnh triệt để khóa kín ở bên trong. Theo thức thần chi lực phía trên nhìn, Nguyệt thần kỳ cảnh giới, cần phải tại, lục hợp thiên, trình độ này. Cảnh giới này, đối Lý Thiên Mệnh cơ bản không uy hiếp. Ngược lại là cái kia trước Dương Thân Vương, Nguyệt Thần Hạo, hắn tuổi tác so Nguyệt Thần Kỳ còn muốn nhỏ một số, nhưng lại càng mạnh. Hắn dám làm ra giết người, bảo vệ danh tiếng quyết định, tự nhiên có nắm chắc chém giết Lý Thiên Mệnh. Đạp thiên nhất trọng tiến bộ, tối thiểu mấy năm. Bọn họ lấy Nguyệt Thần tộc thiên tài logic, đến đối đãi phá kiếp sau Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối 10 phần sai. Lý Thiên Mệnh hiện tại công khai tư liệu là đánh bại đạp thiên tầng thứ 5 huy nguyệt kiếp. Nguyệt thần hạo nếu như biết rõ, lục hợp thiên huy nguyệt hải cái chết, đều là Lý Thiên Mệnh tạo thành, đoán chừng hắn sẽ ước lượng đo một cái. Giết hắn, muốn là bệ hạ biết, nên làm cái gì? Nguyệt thần kỳ có chút khẩn trương nói. Chỉ có người biết rõ, ta biết rõ, người khác làm sao có thể biết? Lại nói, thì ta độc chiếm, sau cùng còn không phải đều mai danh ẩn tích, đều như thế. Trước Dương Thân Vương ban ngày bị Lý Thiên Mệnh đuổi đi, tâm lý sớm đã có tức giận. Loại này tức giận, cũng là hắn cấp trên nguyên nhân. Quyết định như vậy chỉ cần mở miệng, nhất định phải một đường đụng đầu. Cho nên, hắn giết, đó là trực tiếp chơi hung ác, không có chút nào mập mờ, trực tiếp liền muốn đoạt mệnh. Lúc nói chuyện, trước Dương Thân Vương trong tay, đã nắm lấy một thanh kim sắc hỏa diễm thần kiếm. Cái kia thần kiếm phía trên, kim diễm đốt cháy. Chuôi kiếm là một cái xoay tròn lấy bàn quay, cả thanh kiếm thần uy hừng hực, rõ ràng là tương đương cường hãn thần vật. Kỳ danh là Đại Nhật Thần Luân Kiếm. Tại cái này Đại Nhật Thần Luân Kiếm xuất hiện thời điểm, trước Dương Thân Vương trên ngực, ngăn cách quần áo, đều có thể nhìn đến 6 cái như là mặt trời một dạng kiếp vòng phần đốt lên, tựa như là 6 cái con mắt màu vàng kim. 6 cái thức thần, theo cái này kiếp vòng bên trong sinh ra. Hắn tự xưng cái này kiếp vòng vì mặt trời kiếp vòng. Kỳ thật đây là nguyệt chi kiếp vòng biến hóa, bản chất là kim nguyệt kiếp vòng. Ngay cả như vậy, so với huy nguyệt kiếp như là giọt nước mắt huyết nguyệt kiếp vòng, cái này đốt cháy, mỗi một cái đều có lớn chừng quả đấm kim nguyệt kiếp vòng, trùng kích lực càng mạnh. Hắn bên trong lao ra 6 cái thức thần, đồng dạng càng hùng vĩ hơn, bá đạo. Theo thức thần trên độ cao nhìn, trước Dương Thân Vương không đến 100 tuổi, cảnh giới cần phải tại thất diệu thiên, trình độ. Nhưng hắn tương đương với 6.5 kiếp vòng, rõ ràng so huy nguyệt độ muốn mạnh hơn không ít. Dù sao, đây là nguyệt thần hoàng tộc tinh anh. Cái này 6 cái thức thần phía trên, đốt cháy kim sắc liệt diễm, mỗi một cái cao lớn khôi ngô, trên tay nắm lấy một thanh kim sắc cự kiếm, đều là cầm giữ có hình người thiên chi thức thần, thứ nhất thăng bằng cùng toàn diện. Bọn họ thậm chí còn hất lên khôi giáp dày cộm nặng nề, mỗi một cái đều như là hỏa diễm chiến thần. Đầu nó không có miệng mũi. Chỉ có một vòng mặt trời vàng óng chói chang, thoạt nhìn như là ánh mắt của bọn nó. Loại này thức thần, tên là Liệt Nhật Viêm Thần. Tại hiện tại Nguyệt Thần tộc, chỉ xem thức thần thiên phú, đủ để đứng hàng trước năm. Lần này, đảo ngược thức, anh hùng cứu Mỹ, để Lý Thiên Mệnh cảm giác rất phiền. Hắn là muốn rời đi sớm một chút tới, mấu chốt là đối phương ngăn cản. Hiện tại, đừng nói trước Dương Thân Vương đã động thủ, cái kia Nguyệt Thần kỳ thức thần đều cho hắn chế tạo phiền phức. Được, vậy liền đánh bọn hắn lại đi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lý Thiên Mệnh lúc này làm ra quyết đoán. Chiến. Lần này đến Nguyệt Thần Thiên Thành, thu hoạch lớn nhất cũng là cộng sinh thú tiến hóa. Bọn họ đều 4.500 ngôi sao trở lên. Lên. Lý Thiên Mệnh tính khí nóng nảy, ra lệnh một tiếng, huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang cùng tiên tiên, toàn viên xuất thủ. Lại nhanh lại mãnh liệt. Phốc phốc phốc, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, lại cao lớn hơn không ít, nó vốn là chiến tranh lợi khí,
nhưng đối mặt cái này quy mô nhỏ chiến đấu, uy lực vẫn rất lớn. So như bây giờ, Nguyệt Thần Kỳ đã lấy thức thần vây khốn Lý Thiên Mệnh, tiên tiên liền trực tiếp tại kết giới này bên trong căng ra. Trong lúc nhất thời, Thánh Quang Đằng Mạn toàn bộ quấn quanh ở Nguyệt Thần Kỳ thức thần phía trên. Mạn Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ, đầy trời lao vút, trực tiếp bao trùm Nguyệt Thần Kỳ tất cả thức thần. Cùng lúc đó, nó mới nhất mở ra đóa hoa màu tím, mà âm mộng yểm, trực tiếp nở rộ. Cái này hình dáng như một chuỗi màu tím quả nho ma hoa, lại như là một chuỗi linh đăng, lúc này lặng yên rung vang. Tam hồn ma âm. Tam hồn ma âm, đủ để xuyên qua thiên mệnh tam hồn, là âm thanh khủng bố mê hồn thần thông. Thiên hồn không cách nào cảm thụ, nhưng là mệnh hồn địa hồn, tuyệt đối chạy không khỏi. Đinh linh linh. Ngay từ đầu nghe, thanh âm này rất thanh thúy, nhưng càng nghe càng không đúng. Đây là thôi miên thần khúc, theo thanh âm nhập hồn. Tại cái này tà âm ảnh hưởng dưới, Nguyệt Thần Hạo cùng Nguyệt Thần Kỳ hai cái mệnh hồn, đều có chút mê hoặc, mê muội. Cái kia cùng nhau 12 cái thức thần, càng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tam hồn ma âm không đơn thuần là thôi miên, cái này thần thông thi triển, là tiếp tục tính, theo thôi miên bắt đầu, đến đâm hồn, mê hồn, khống hồn. Dù sao, chỉ cần không phá được ma âm mộng yểm đóa hoa này, đối thủ tuyệt đối đau đầu. Chỉ là tiên tiên cái này cộng sinh thú. Liền để thức thần tu luyện giả chịu nhiều đau khổ. Lại càng không cần phải nói, còn lại ba cái cộng sinh thú. Thí dụ như Miu Miu, không nói hai lời, đem bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo dung nhập thần thông bên trong. Nó đều không cần thi triển đế ma hỗn độn, duy trì càng tốc độ khủng khiếp, trực tiếp trốn ở lam hoang trên thân, đem mình làm một cái lôi đỉnh máy bay ném bom khí. Hồn thiên điện ngục, hỗn độn thiên kiếp chờ một chút thần thông. Toàn hướng cái kia thức thần, liệt nhật viêm thần, trên thân bắt chuyện. Tại nó yểm hộ phía dưới, Lam Hoang hiện tại thì cùng con nhím giống như, toàn thân đều là tinh ma chi kiếm. Nó trực tiếp đi lên, cùng đó cùng nó hình thể tương đương liệt nhật viêm thần sáp lá cà. Cái này trước Dương Thân Vương xác thực rất có bản lĩnh, tại loại này trùng kích vào, hắn còn có thể kháng trụ. Chỉ là, cái này vừa thấy mặt, lông mày của hắn, đã thật sâu nhíu lại. Hắn thực lực này. Có vấn đề a. Hắn không có thời gian nghi hoặc, bởi vì không hoàn thủ, rõ ràng liền sẽ chiến bại. Hắn quyết định thật nhanh, thi triển thức thần đạo kiếp, phần thiên chi ma. Ong ong ong. Thức thần đạo kiếp thi triển, trên đỉnh đầu hắn 6 cái liệt nhật viêm thần, đứng vững miêu miêu lôi đình, trong tiếng gầm giống tức giận, vậy mà hòa làm một thể. Làm. Một kiếm quét ngang, đem vừa nhào lên lam hoang, đánh bay ra ngoài. Ngọn lửa màu vàng óng. Đầy trời bao phủ. Chết. Trước Dương Thân Vương hai tay nắm ở cái kia, Đại Nhật Thần Luân Kiếm, cùng trên đỉnh đầu phần thiên chi ma cùng một chỗ, bạo loạn trùng sát. Huyết thần khế ước đổ bỏ đi, lấy cái gì cùng chúng ta thức thần so sánh. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh đều nhịn cười không được. Bị áp chế thành dạng này, còn có tâm tư thanh tú cảm giác ưu việt. Nói quy ra là đổ bỏ đi. Lam Hoàng bỏ lên. Nó phần lưng có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân, nhưng bây giờ đã huyết nhục nhúc nhích, cấp tốc khôi phục. Nó trực tiếp vọt lên, phóng lên. Thần thông, khai thiên thế giới chảm. Nó cái kia lớn như vậy thân thể, sau lưng chín tòa quỳ núi thành kiếm, lại thêm cái đuôi, hình thành một cái kinh khủng kiếm luân, cứ như vậy đâm vào cái kia lục hợp nhất phần thiên chi ma phía trên. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung. Trước Dương Thân Vương tại sông về phía trước, nó thức thần lại tại đâm đến lui lại. Ở ngực cơ hồ bị xé rách, tay cầm kiếm đều bị chém đứt. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Xì xì xì. Tại Lam Hoang trên thân, đột nhiên lao vút ra hai đạo huyết sắc trường mâu. Đây là Miêu Miêu lấy điện ma chi nhãn thi triển ra thần thông càn khôn điện mâu, là nó mạnh nhất thần thông. Cái này càn khôn điện mâu một cái nhắm ngay cái này to lớn thức thần đầu, một cái nhắm ngay trái tim. Trong lúc nhất thời huyết điện lăn lộn. Điện ma chi nhãn cùng bôn lôi kiếp uy lực dung hợp một thể, nhanh đến long trời lở đất. Trên cơ bản tại Lam Hoang trước đó, cái này hai cùng lôi đình trường mâu, thì trong nháy mắt xuyên thủng cái kia lục hợp nhất phần thiên chi ma. Ầm ầm, một cái đầu, tại chỗ nổ tung. Thậm chí ngay cả ở ngực, đều bị xuyên thủng. Vừa mới lục hợp nhất thức thần, tại miêu miêu lôi đình nổ tung phía dưới, trực tiếp xé rách thành 6 bộ phận, lại lần nữa thành liệt nhật viêm thần. Này bằng với trước Dương Thân Vương thức thần đạo kiếp, bị phá. Trước Dương Thân Vương có chút mơ hồ. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, trên trời đột nhiên xuất hiện hơn vạn hỏa diễm điểu, mỗi một đầu đều cùng thật giống như.
Bọn họ thiêu đốt lên, như là thiên thạch một dạng, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập vào 6 cái liệt nhật viêm thần phía trên, càng đập vào hắn cùng nguyệt thần kỳ trên thân. Cảnh giới của hắn, trọn vẹn so Lý Thiên Mệnh cao hơn tứ trọng. Nhưng là, cái này tử vong luyện ngục uy lực, lại thêm huỳnh hỏa ở trong đó, lăn lộn chính mình nắm giữ vũ trụ hỏa nhận lông vũ, dẫn đến cái kia 6 cái liệt nhật viêm thần, bị tạc nứt, xuyên thủng. Sao một cái thảm chữ đến? Thế mà, họa vô đơn chí. Liệt nhật viêm thần bị bạo ngược thời điểm, trước Dương Thân Vương chỉ muốn tại Lý Thiên Mệnh trên thân lấy lại danh dự. Nhưng, làm hắn ngẩng đầu, nhìn đến Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, bên người còn có tứ phương thần kiếm thời điểm, sự ác độc của hắn hung ác quấn một chút. Ban ngày, hắn chả làm Lý Thiên Mệnh, chỉ là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, Hy Hoàng vì cái gì đối Lý Thiên Mệnh, coi trọng đến trình độ như vậy. Lý Thiên Mệnh đây là lôi đình thủ đoạn. Hắn cũng mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, hắn phân ra Nam Thiên Hỗn Động Kiếm cùng Tây Minh Tổ Ma Kiếm, đi thu thập Nguyệt Thần Kỳ, chính mình mang theo Đông Thần Thái Hạo Kiếm cùng Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, một lạnh một nóng, tăng thêm trong tay Đông Hoàng Kiếm, tại huỳnh hỏa bọn họ bão nổi đồng thời, trùng kích mà lên. Giết! Trước Dương Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó liệt nhật viêm thần thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng suy yếu. Hắn lại mang theo bọn họ, tại tam hồn ma âm gai hồn dưới, còn đang kiên trì. Một kiếm diệt sát hắn, ta còn có cơ hội. Một bước đi nhầm, không có cách nào quay đầu. Hắn khổ luyện nhiều năm như vậy, nguyệt dạ tiểu sát kiếm, chính là vì tại cùng cấp bậc đối thủ trong quyết đấu, có thể chiếm cứ ưu thế. Lý Thiên Mệnh tại lực lượng phương diện phía trên, còn là không bằng hắn, dù sao bốn trọng cảnh giới tinh luân nguyên lực khác biệt rất lớn. Coi như tính chất cao, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với lục hợp thiên, còn không bằng nguyệt thần kỳ. Đây là trước Dương Thân Vương sau cùng phản công. Nguyệt dạ tiểu sát kiếm hải thượng sinh minh nguyệt. Kiếm thế của hắn bên trong, thăng lên không phải trăng sáng, mà chính là mặt trời vàng óng chói chang. Ong ong ong. Hàng tháng nhảy lên, một kiếm phía dưới, vạn nguyệt cộng sinh. Hắn liệt nhật viêm thần chống được thương thế, cùng hắn cùng một chỗ, hoàn thiện một chiêu này. Bảy kiếm cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu tuyệt sát nhân kiếm trận, bao phủ hướng Lý Thiên Mệnh. Dự định cá chết rách lưới. Một chiêu này, được, coi như giúp ta ôn tập một chút. Lý Thiên Mệnh đều suy nghĩ một ngày, gặp một chiêu này giết hướng mình, hắn lãnh đạm cười một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ, Đông Hoàng Kiếm, trong tay biến hóa. Tự thân thức thần phối hợp, dựa theo cố định hình thức, thiên tinh luân lực lượng tại thể nội phun trào. Kiếm thế biến hóa, trăng sáng mới sinh. Kiếm của hắn bên trong ánh trăng, có kim sắc, có màu đen. Mà Đông Thần Thái Hạo Kiếm phía trên, điệp ra thanh kiếm này bản thân đặc thù tính, trăng sáng thành hỏa hồng sắc mặt trời, mà Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm phía trên, sau đó, để băng nguyệt. Loại này tam cảnh thần quyết, bản thể cùng thức thần, có thể hình thành phối hợp, coi như chỉ có hai thanh, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cái kia cũng đủ rồi. Dù sao, trước Dương Thân Vương 6 cái thức thần, đã sớm sắp bị huỳnh hỏa bọn họ đánh phế đi. Bây giờ còn có thể còn lại 1/5 lực lượng. Cái kia cũng không tệ. Nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Sát nhân chi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trăng sáng chói mắt. Làm Lý Thiên Mệnh đem một kiếm này thi triển ra một khắc, trước Dương Thân Vương kiêu ngạo tâm, triệt để nổ. Làm sao có thể? Lãnh huyết, túc sát Lý Thiên Mệnh, đã thế như trẻ tre, phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Một ngày, học hội Nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Một lần thi triển, liền thành. Hắn triệt để minh bạch. Chỉ có trật tự chi địa, mới tồn tại loại này thiên tài. Cái gọi là nguyệt chi thần cảnh thiên tài, ở trước mặt hắn, có lẽ cũng là một chuyện cười. Rung động quá lớn. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh chỉ là bởi vì phá kiếp sau tam hồn thái nhất, trùng hợp tại chiến quyết thiên phú phía trên, xác thực mạnh có chút khoa trương. Làm trước Dương Thân Vương run sợ run lên, hắn lực lượng mạnh hơn, cũng sẽ không tiếp tục có uy hiếp. Phốc phốc phốc. Chỉ là Đông Thần Thái Hạo Kiếm cùng Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm kiếm thế, đều đè lại đối thủ hư nhược 6 đại thức thần. Phốc phốc phốc, 6 cái thức thần, toàn bộ nổ tung, hóa thành địa hồn trở về, rõ ràng trọng thương. Kỳ thật huỳnh hỏa bọn họ, đều hủy đi bọn họ 4/5, đến Lý Thiên Mệnh trên tay, đã là nỏ mạnh hết đà. Trước Dương Thân Vương mặc dù là trạng thái toàn thịnh, nhưng tại Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm áp chế xuống, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm vẩy một cái, chặt chém phía dưới. Trước Dương Thân Vương trên đầu bị đập một kiếm, nhất thời mắt nổi đom đóm. Sau một khắc,
cánh tay kịch liệt đau nhức, nguyên lai là hắn cầm kiếm tay, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài. A! À. Trước Dương Thân Vương kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài. Thức thần vỡ tan, cánh tay gãy mất. Triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cùng trước Dương Thân Vương đụng va vào một phát. Phục sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đáng tiếc, đáng tiếc. Trước Dương Thân Vương ánh mắt run rẩy, lắc đầu nói ra. Hắn xác thực phục, nhưng, hắn lại nhìn thấu Lý Thiên Mệnh vận mệnh. Người đoán một cái, người có thể hay không chết? Lý Thiên Mệnh nói. Ta đoán sẽ không, ta là Hy Hoàng đệ đệ, giết ta, người hậu hoạn vô cùng. Người đoán sai. Siêu. Lý Thiên Mệnh đến trước mắt hắn, một kiếm quét ngang, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Bang bang bang. Cái kia đầu lăn trên mặt đất động. Lý Thiên Mệnh lập tức muốn rời đi cái này Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn cũng không thể để trước Dương Thân Vương, ra ngoài la to. Đối với loại này một lời không hợp, liền muốn tính mạng mình, Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay không khách khí. Trước Dương Thân Vương, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn đại khái không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh cũng ác như vậy. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi vào Nguyệt Thần Kỳ trên thân. Nguyệt Thần Kỳ sớm đã bị đánh tan, nàng thức thần, cũng bị tiên tiên toàn bộ hủy. Bất quá lúc này thời điểm, nàng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị ta tam hồn ma âm khống chế, đoán chừng sẽ choáng mấy ngày. Tiên tiên đắc ý nói. Được, coi như nàng nhặt về một cái mạng. Lý Thiên Mệnh muốn là rời đi cái này, khẳng định sẽ bị Hy Hoàng truy nã, giết hay không người, không có khác nhau. Hắn quyết định thật nhanh. Đi. Hắn đang chuẩn bị, xuyên qua kết giới này, rời đi cái này. Đúng vào lúc này, không khí giống như biến đến lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Dưới ánh trăng, một người mặc quần dài màu lam, mang trên mặt bạch miêu mặt nạ nữ tử, xuất hiện ở Nguyệt Thần Kỳ bên người. Nàng khẽ vươn tay, trên tay mấy đạo ánh kiếm màu xanh lam, đâm vào Nguyệt Thần Kỳ trên thân. Phốc phốc phốc, Nguyệt Thần Kỳ kêu thảm đều không phát ra, toàn thân xuyên thấu, trong nháy mắt chết thảm. Máu tươi, văng đến tay của cô gái chỉ phía trên. Nàng đem mặt nạ đi lên kéo một chút, đem ngón tay đặt ở trong môi đỏ, mút vào một chút. Sau đó, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, đêm đã khuya, bảo bối của ta nhi, nên trở về cung. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Nàng từ lúc nào, theo dõi chính mình. Hắn không biết, hắn rất cẩn thận, nhưng chỉ có thể nói, đối phương thủ đoạn quá mạnh. Vì cái gì giết nàng đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cẩu nam nữ, người giết một chỉ, ta giết một chỉ, chúng ta mới tán dương phối. Hy Hoàng mỉm cười nói. Há, có đạo lý. Cái kia chính là nói, quá trình chiến đấu, nàng đều nhìn. Trước mắt vị trí này, còn không tính tới gần thành tường, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn biết, nàng có thể hay không hoài nghi, chính mình nghĩ ra thành. Hắn biết, giống như phiền phức lớn rồi. Nữ nhân này xác thực rất cẩn thận, như giỏi trong xương. Nếu như nàng không biết mình nghĩ ra thành, cái kia còn tốt. Này bằng với trước Dương Thân Vương bọn họ, ở chỗ này làm loạn, ngược lại trợ giúp chính mình. Nếu như không có cách, tránh thái nhất tháp, là biện pháp duy nhất. Giờ khắc này, hãi hùng khiếp vía. Hắn đang đợi Hy Hoàng thẩm phán. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng hướng về hắn đi tới. Đến trước mắt hắn thời điểm, nàng duỗi ra vừa mới nhuốm máu ngón tay, đến tại Lý Thiên Mệnh trên cằm. Cái kia bạch miêu mặt nạ xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, xem ra 10 phần giảo hoạt. Nàng nói, ta muốn đi Nguyệt Hạch một chuyến, người bồi ta đi sao? Nguyệt Hạch, cũng là Nguyệt Tinh Nguyên Trung ương. Dị độ ký ức không gian thông đạo chỗ. Lý Thiên Mệnh giết Hy Hoàng đệ đệ, nàng không những không có truy cứu, ngược lại còn chấm dứt Nguyệt Thần Kỳ, càng phải mang Lý Thiên Mệnh đi Nguyệt Hạch. Cái này, là có ý gì? Tuy nhiên không biết, nữ nhân này trong hồ lô mua thuốc gì. Nhưng là rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh vừa định theo nàng trưởng khống tiết tấu bên trong, đi ra ngoài, nàng lại mạnh mẽ đem Lý Thiên Mệnh kéo trở về. Mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ cần ta tiến vào nàng tiết tấu, liền sẽ từng bước một bước vào tuyệt cảnh. Hiện tại, tính toán Lý Thiên Mệnh một lần nếm thử, triệt để thất bại. Sau đó phải thoát đi nàng trưởng khống, chỉ sợ càng khó. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có thái nhất tháp cùng, 10 kiếm thức thần, 2 cái át chủ bài. Chỉ cần có thể cuối cùng bảo mệnh, hắn cảm giác mình, còn có dây dưa tư bản.
Nguyệt Hạch. Đó là có thể mang về Dạ Lăng Phong địa phương. Hắn cũng muốn đi xem. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Đã nàng coi nơi này, sự tình gì đều không phát sinh. Lý Thiên Mệnh cũng xem như, hết thảy không có quan hệ gì với chính mình. Đuổi theo nha. Thân thể của nàng nhảy bay lên. Một bóng người xinh đẹp dưới ánh trăng bên trong chập chờn, trôi hướng Hy Hoàng Cung. Điều này nói rõ, Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong thông hướng Nguyệt Hạch Thông Đạo, ngay tại Hy Hoàng Cung bên trong. Một đường không nói chuyện. Sau đó không lâu, Hy Hoàng Cung đã đến. Hy Hoàng rơi vào, Uyên Ương Hí Thủy Cung trước, chậm rãi tiến vào. Đến cửa thời điểm, nàng xoay người lại, đối với Lý Thiên Mệnh vẫy tay. Lý Thiên Mệnh bước nhanh đi vào bên cạnh nàng. Sóng vai đi thôi. Ừm. Xuyên qua Uyên Ương Hí Thủy Cung, không ngoài sở liệu, dưới ánh trăng cái kia một mặt thanh tịnh như trăng sáng giống như hồ nước, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngăn cách cái kia mê chướng kết giới, hết thảy tự nhiên tựa như ảo mộng. Mở. Hy Hoàng cái kia ngón tay dài nhọn, quấn quanh lấy tinh luân nguyên lực. Tại nàng trưởng khống phía dưới, hồ nước trung tâm vị trí, bỗng nhiên mở ra một cái đường kính chừng 3 thước cửa động. Hồ nước hướng về 4 phía dũng mãnh lao tới, văng lên trong suốt bọt nước. Hoàn toàn nhìn không ra, cái kia lại là dòng máu. Tới đi. Hy Hoàng thanh âm, như là bên tai nói mê. Nàng mũi chân điểm nhẹ, váy dài phần phật bay múa. Cái kia váy xẻ tà rất lớn, dạng này bay lên, cái gì phong cảnh, đều rõ ràng hiện ra ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm ngưng thần, bất động thanh sắc. Nữ nhân này tựa như là hoa hồng. Rất xinh đẹp, nhưng là có gai. Hắn cùng Hy Hoàng cùng một chỗ, xuất hiện tại chỗ động khẩu. Hang động này bên trong có lấy bàng bạc nguyệt tinh nguyên lực lượng, từ nội bộ phát ra, vọt tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ong ong ong. Tại dạng này nguyệt tinh nguyên bao phủ dưới, hắn toàn thân thiên tinh luân đều chuyển động. Đúng vào lúc này, Hy Hoàng kéo hắn lại tay cầm, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Tựa như là phổ thông người yêu một dạng, mang theo Lý Thiên Mệnh, bỏ trốn tiến mặt trăng. Hô! Đón nguyệt tinh nguyên suối phun, tiến vào thông đạo, cùng một chỗ rơi đi xuống xuống. Thú vị là, nguyệt tinh nguyên là từ phía dưới đi lên phun trào. Điều này sẽ đưa đến nàng váy đều bay lên, đều đắp đến trên đầu đi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh một đôi tròng mắt, đều rơi vào phía dưới nguyệt tinh nguyên phía trên, căn bản không thấy bên cạnh cái này yêu nhiêu cảnh đẹp. Khi bọn hắn hạ xuống xong, đầu tiên sẽ xuyên qua rất dày nặng bùn đất tầng nham thạch. Đây là nguyệt chi thần cảnh lục địa. Dưới đất bằng, mới là cái kia rồi rào mãnh liệt, tạo nên vạn vật sinh linh nguyệt tinh nguyên. Tại bùn đất tầng nham thạch cùng nguyệt tinh nguyên ở giữa, ngăn cách một vật. Bởi vì thứ này tồn tại, nguyệt chi thần cảnh lục địa, mới không còn bị cuồng bạo nguyệt tinh nguyên lực lượng nuốt mất, trên đó chúng sinh mới có thể sinh tồn. Vật như vậy tên, gọi là tụ biến kết giới. Tụ biến kết giới, là khóa lại vũ trụ nguyên lực, vì nhân loại sử dụng căn bản. Mỗi một cái tụ biến kết giới sinh ra, đều hao phí vô số tiền bối, trên 100 vạn năm tâm huyết. Liền xem như nguyệt tinh nguyên tụ biến kết giới, đều rất đáng sợ. Tại trật tự tinh không có 2 loại kết giới, hắn phức tạp cùng cường độ, tuyệt đối xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai. Đệ nhất, cũng là tụ biến kết giới, nó là vận dụng hàng tinh nguyên lực lượng căn cơ. Thứ hai, là tinh thần thủ hộ kết giới. Tụ biến kết giới tầm quan trọng, còn tại tinh thần thủ hộ kết giới phía trên. Nguyệt chi thần cảnh cũng có tinh thần thủ hộ kết giới. Đây là vì chiến tranh chuẩn bị, không có cách nào phòng bồ đề loại này, đã ẩn vào tới sát thủ. Làm Lý Thiên Mệnh rơi xuống rất lâu, xuyên qua bùn đất tầng nham thạch thời điểm, phía dưới thế giới, biến đến ánh sáng cùng lóe sáng. Vô cùng mãnh liệt hàng tinh nguyên lực lượng, tựa như là nhiệt khí suối phun một dạng, đem hắn thiêu đến đầy mặt đỏ bừng. Liền bên cạnh Hy Hoàng, da thịt đều cùng là đào mật một dạng, non đến cơ hồ muốn giọt nước. Có một tầng cẩn trọng kết giới, ngăn trở Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng xuống. Đây chính là tụ biến kết giới. Lý Thiên Mệnh phá qua thiên nguyên chấn ngục kết giới. Kết giới kia đầy đủ phức tạp, mà ở cái này tụ biến kết giới trước mặt, tựa hồ hơi nhỏ khoa nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn đến có ức vạn thiên văn, ở tại bên trên du tẩu. Làm Hy Hoàng mở ra cái này tụ biến kết giới, mang Lý Thiên Mệnh đi xuống thời điểm. Hắn càng là phát hiện, chỉ là độ dày phía trên, tụ biến kết giới, đều là lúc đó nguyên chấn ngục kết giới năm hơn gấp 10 lần. Nếu là không đủ dày, căn bản chấn không được nguyệt tinh nguyên.
9 tầng địa ngục hiện tại là hành tinh chết, nhưng nó đã từng là trật tự tinh không tinh thần thế giới. Không biết, bọn họ tụ biến kết giới, phải chăng còn tồn tại? Lý Thiên Mệnh tâm lý nổi lên ý nghĩ này. Có tồn tại hay không, khai quật thông đạo, chui vào lòng đất liền biết. Hắn vừa toát ra ý nghĩ này, thân thể thì thông qua được tụ biến kết giới, đi tới chân chính Nguyệt Tinh Nguyên bên trong. Trước mắt tràng diện, để Lý Thiên Mệnh rung động. Hằng Tinh Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên, là thiên địa vũ trụ sinh mệnh căn cơ, vạn vật năng lượng nơi phát ra, là thiên địa đệ nhất trọng bảo. Dù là chỉ là Nguyệt Tinh Nguyên, trước mắt hắn chỗ đã thấy, cũng là một cái không có tận cùng vũ trụ nguyên lực thế giới. Không có cuối cùng. Tụ biến kết giới mở ra một cái lối đi, thẳng tới Nguyệt Tinh Nguyên trung ương. Lý Thiên Mệnh theo cái thông đạo này hướng xuống, tựa như là phía dưới giếng sâu, ngăn cách tụ biến kết giới bình chướng, cái kia như biển cả phong bạo một dạng gào thét, bao phủ, không ngừng nổ tung, oanh minh Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, ngay tại trước mắt hắn. Nếu như không phải tụ biến kết giới, khóa lại lực lượng, đoán chừng toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh lục địa, đều ngay lập tức sẽ bị nuốt. Nguyệt Chi Thần Cảnh rất lớn, muốn theo mặt đất đến địa tâm, tối thiểu muốn đi toàn bộ mặt trăng bán kính. Cái này bán kính trong thông đạo, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, là càng ngày càng bàng bạc Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng. Bọn họ cũng không phải là an tĩnh, mà chính là như là lò luyện bên trong hỏa diễm phong bạo. Thời thời khắc khắc, đều tại va chạm, nổ tung. Cộng sinh không gian bên trong, không chỉ là tiểu hôi trứng, còn lại mấy cái liền vết nứt đều không có thái cổ hỗn độn cự thú trứng, đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, có chút dục dịch. Phát hiện không có, Nguyệt Tinh Nguyên loại này vũ trụ nguyên lực bản chất, cùng loại linh tai. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Huỳnh Hỏa gật đầu. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đem tiểu hôi trứng, cầm trên tay. Cái này tiểu hôi trứng trước là có chút hưng phấn, có điều rất nhanh thì đối Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, đứng xa mà trông, có vẻ hơi ghét bỏ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta bây giờ đến đạp thiên chi cảnh, tối thiểu phải là Nguyệt Tinh Nguyên loại này lực lượng quy mô, mới có thể để cho tiểu hôi hôi xuất sinh. Nhưng tháng này Tinh Nguyên, cùng nó thuộc tính không hợp, cho nên lần này không đùa. Huỳnh Hỏa nói. Ý tứ chính là, nhất định tồn tại, cùng nó thuộc tính phù hợp vũ trụ nguyên lực. Miêu miêu bọn họ ba cái, đều dựa vào linh tai ra đời. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã đến, thượng thần cảnh giới, tối thiểu đều phải là thần cấp linh tai, mới có thể để cho tiểu ngũ xuất sinh. Hắn đổ là không nghĩ tới. Tựa hồ đối với so linh tai tới nói, loại này vũ trụ nguyên lực, ngược lại càng phù hợp, còn lại thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh một bên chìm xuống, một bên tường quan sát kỹ. Đó là cái gì? Hắn chợt phát hiện, bình chướng bên ngoài Nguyệt Tinh Nguyên, trong đó bộ, lẫn vào nguyên một đám vòng sáng. Mỗi một cái vòng sáng, đều có một loại giống như thiên văn ấn ký, mà cái này ấn ký bên trong, tựa hồ lại có vô số kiếp văn. Đây càng giống như là linh quặc, linh tai cùng linh túy bên trong, thiên nhiên đản sinh thiên văn, mà không phải kết giới, thiên văn thư bên trong, mọi người thông qua vẽ thiên văn, người làm chế tác thiên văn. Không ngớt văn đều có. Cho nên Nguyệt Tinh Nguyên bản chất, cùng loại linh tai. Cái gọi là linh tai, cũng là viêm hoàng đại lục ở bên trên, thiên nhiên đản sinh thủy hỏa lôi điện phong bạo chờ một chút tự nhiên nguyên tố. Bọn họ bởi vì mang thiên văn, thánh thiên văn cùng kiếp văn, uy lực to lớn, một đám lửa, đều có thể diệt thành. Người đang hỏi chấm. Bên tai chợt nhớ tới Hy Hoàng thanh âm. Lý Thiên Mệnh vừa nói một câu đó là cái gì, là theo bản năng tra hỏi, không phải cùng Huỳnh Hỏa tâm linh câu thông. Cho nên nàng nghe được. Đúng. Lý Thiên Mệnh có chút muốn làm rõ ràng, Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng cùng tiểu ngũ ra đời điều kiện. Nếu như Hy Hoàng nguyện ý giải hoặc, hắn cũng không để ý rửa tai lắng nghe. Dù sao, đến Nguyệt Hạch, còn phải một chút thời gian. Cái kia vòng sáng, nhưng thật ra là trật tự thần văn. Hy Hoàng nói, Nguyệt Tinh Nguyên bên trong, có trật tự thần văn. Lý Thiên Mệnh đối, trật tự thần văn, bốn chữ này, hơi có hiểu rõ. Biết đại khái, đó là thiên địa vũ trụ, tối cao cấp thần văn, tối thiểu so kiếp văn cao. Đương nhiên là có, trật tự thần văn, nó cũng là, thế giới trật tự pháp tắc, hiển hóa. Mọi người đều biết, thế giới pháp tắc, khống chế vũ trụ lực lượng. Nhỏ đến thân thể chúng ta, dùng thần ý khống chế tinh luân nguyên lực, lớn đến thiên địa vũ trụ, dùng trật tự thần văn, khống chế hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên lực lượng, đều là một loại hình thức, một chủng loại đạo lý.
Hy Hoàng nói ra. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Trước kia nghe nói, hằng tinh nguyên loại này vũ trụ nguyên lực, có thể diễn hóa, vận chuyển, là bởi vì thế giới bản thân, tồn tại trật tự pháp tắc, tại khống chế vũ trụ nguyên lực. Cái gọi là trật tự thần văn, cũng là thiên địa trật tự hiển hóa. Mọi người mắt thường có thể nhìn đến bộ phận. So sánh trật tự thần văn, tụ biến kết giới tác dụng, chỉ là khóa lại hằng tinh nguyên để bản thân sử dụng. Nếu như không có pháp tắc trưởng khống, người làm sáng tạo tụ biến kết giới, căn bản khống chế không nổi. Tu luyện giả thiên ý, thần ý, đều là nhân loại học tập vũ trụ trật tự pháp tắc, lấy được thành quả. Trật tự pháp tắc, trấn thủ lực lượng, là vũ trụ đệ nhất quy tắc. Hắn bây giờ thấy được những thứ này, trật tự thần văn, cùng nguyệt tinh nguyên làm bạn tương sinh, lẫn nhau tồn tại. Ta muốn biết, cái này nắm giữ trật tự thần văn, nguyệt tinh nguyên, cùng cầm giữ có thiên văn phổ thông, linh tai, có quan hệ gì a? Lý Thiên Mệnh thành tâm hỏi. Cái gọi là linh tai, kỳ thật cũng là vũ trụ nguyên lực biến chủng, so với nguyệt tinh nguyên, sẽ càng cuồng bạo hơn một số, không thích hợp thân thể tu luyện. Ngược lại là có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Hy Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nguyên lai, linh tai bản chất, là vũ trụ nguyên lực. Viêm Hoàng đại lục linh tai, kỳ thật cũng là thấp kém vũ trụ nguyên lực. Bọn họ cùng thiên địa linh khí, đều là một loại đồ vật. Chỉ là linh tai còn kế thừa, trật tự thần văn, một phần nhỏ pháp tắc. Mà thiên địa linh khí, thì là tiêu tán vũ trụ nguyên lực, không có có thiên văn. Cho nên nói, ta chỉ cần tìm được phù hợp tiểu ngũ thuộc tính tinh thần, liền có thể để nó ra đời. Hy Hoàng chỉ là giản yếu nói một lần, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể suy một ra ba. Hắn đối tinh thần thế giới nhận biết, sau cùng một khối mê hoặc chi địa, thiên văn lĩnh vực, đã bổ sung hoàn tất. Toàn bộ trật tự tinh không bên trong, trật tự thần văn, đều là tối cao cấp thần văn. Nó cùng vũ trụ nguyên lực, là một thể mà thành, thuộc về hằng tinh nguyên một bộ phận. Làm hằng tinh nguyên lực lượng tiêu tán, tư nhuận khoáng thạch, thảo mộc thời điểm, kỳ thật, trật tự thần văn, cũng sẽ phiêu tán, sẽ phân giải làm kiếp văn, thánh thiên văn, hoặc là phổ thông thiên văn, dung nhập khoáng thạch, thảo mộc. Khoáng thạch, thảo mộc, thời gian dài hấp thu vũ trụ nguyên lực, dung hội trật tự thần văn. Nếu là có thể sinh ra một đạo hoàn chỉnh trật tự thần văn, cái kia chính là thần cấp, linh quặc, linh túy. Bọn họ đem loại này, nắm giữ hoàn chỉnh trật tự thần văn, thiên tài địa bảo, phân biệt gọi là thiên địa thần khoáng, cùng thảo mộc thần linh. Hằng tinh nguyên cùng trật tự thần văn biến chủng, cũng là linh tai. Trong đó, nắm giữ kiếp văn, thánh thiên văn, đều là phổ thông linh tai. Có thể bảo tồn bất luận cái gì một đạo hoàn chỉnh, trật tự thần văn, mới có thể tính toán, thần cấp. Cho nên, trật tự tinh không vạn tộc, đem thần cấp linh tai, xưng là, nguyên tố thần tai. Nói ngắn gọn, linh quặng, nắm giữ một đường tới tự hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên trật tự thần văn, liền thành thiên địa thần khoáng. Linh túy, sau đó, để thảo mộc thần linh. Linh tai, cũng không phải là hấp thu, tư nhuận mà thành, mà chính là hằng tinh nguyên trực tiếp biến chủng, cuồng bạo một mặt. Nếu như nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, trật tự thần văn, cái kia chính là, nguyên tố thần tai. Miu miu bọn họ, đều là hấp thu thấp kém linh tai ra đời. Nếu như có thể đụng tới số lượng đủ nhiều, nguyên tố thần tai, tiểu ngũ sinh ra, cũng không nhất định phải nguyệt tinh nguyên hoặc là hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh còn biết một chút. Nguyên tố thần tai, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, cái này ba loại thiên tài địa bảo, mặc kệ cấp bậc gì, có trật tự thần văn, đều chỉ có một đạo. Không có khả năng có hai đạo. Thế mà, trật tự thần văn bản thân, có phẩm giai phân chia, tổng cộng chia làm cửu giai. Mỗi một loại trật tự thần văn, đều có đặc hữu tên. Mỗi một loại, đều có ghi chép. Cầm giữ có cái gì phẩm giai trật tự thần văn, thần khoáng, thần tai cái này ba loại thiên địa bảo vật, thì tính là gì phẩm giai. Trong lòng của hắn, toàn bộ thế giới hình dáng, cuối cùng hoàn thiện. Trên cơ bản tương đương. Đại biểu vũ trụ trật tự thần văn, tuôn ra hướng thiên địa, thành thiên tài địa bảo hạch tâm. Đại biểu vũ trụ lực lượng hằng tinh nguyên, tuôn ra hướng thiên địa, sau đó, để thiên tài địa bảo lực lượng. Nhìn như vậy lên, kỳ thật một khối thiên địa thần khoáng, nó tựa như thân thể một dạng, cũng là một cái tiểu vũ trụ. Linh quặng, linh tài cùng linh túy, là hết thảy căn bản, cũng là tu luyện giả binh khí cùng đan dược nơi phát ra. Tỷ như đại nhật thần luân kiếm, thiên tinh diệu long thần kích loại này thần binh, đều là dùng thiên địa thần khoáng, lấy nguyên tố thần tai đến đoán tạo,
đem thần khoáng cùng thần tai hai đạo, trật tự thần văn, chồng chất lên nhau, tạo thành thần binh uy lực. Dạng này rèn tạo nên binh khí, kỳ thật tất cả của bọn nó xưng, gọi là trật tự thần binh, bình thường tên gọi tắt thần binh. Viêm Hoàng đại lục mọi người trong mắt thần vật, kỳ thật cũng là trật tự thần binh. Trật tự thần binh phẩm giai, như thế nào giới định? Vẫn là lấy trật tự thần văn. Nói thí dụ như, một thanh thần binh, này thần khoáng trật tự thần văn vì cấp 2, thần tai chỉ có cấp 1, tổ hợp về sau, thanh thần binh này, sẽ có được hai đạo trật tự thần văn. Như vậy, phẩm cấp của nó, lấy tối cao trật tự thần văn phẩm giai đến xác định, cái kia chính là cấp 2 trật tự thần binh. Thần binh bên trong, nắm giữ trật tự thần văn lực lượng, đã có thần mỏ độ cứng, lại có thần tai lực sát thương. Cho nên nói, trật tự thần văn phẩm cấp, quyết định thần khoáng, thảo mộc thần linh cùng thần tai, còn có thần binh đẳng cấp. Trong đó, trước ba người chính là thiên địa tự nhiên sinh ra. Thần binh là người làm đoán tạo, mới sẽ có được hai đạo, thậm chí hai đạo trở lên trật tự thần văn. Ngoại trừ thần binh bên ngoài, kỳ thật toàn bộ trật tự tinh không, còn nắm giữ Viêm Hoàng đại lục, không có luyện đan chi thuật. Đối bọn hắn tới nói, trực tiếp phục dụng linh túy, nhưng thật ra là đối dược hiệu lãng phí. Tại lịch sử dài rằng giặc diễn biến bên trong, luyện đan sư đem thảo mộc thần linh, lấy nguyên tố thần tai đến đoán tạo, có thể luyện ra trật tự thần đan. Trật tự thần đan đồng dạng có thể nắm giữ hai đạo trở lên trật tự thần văn, mà lại mặc kệ là linh túy vẫn là linh tai, hắn bản chất đều là lực lượng. Có trật tự thần văn tồn tại, tu luyện giả nuốt, thậm chí có thể sinh ra thần ý trưởng thành, cùng lực lượng trưởng thành song trọng hiệu quả. Điểm này, thần khoáng tuy nhiên cũng có trật tự thần văn, nhưng không thể nuốt. Đây là thần khoáng cùng thảo mộc thần linh khác nhau, tạo thành thần binh cùng thần đan khác nhau. Sau đó, luyện đan chi thuật, kỳ thật so luyện khí chi thuật, càng cao thâm hơn, càng thêm chân quý. Thần khoáng cùng thần tai kết hợp thành thần binh. Thảo mộc thần linh cùng thần tai kết hợp thành thần đan. Luyện khí, luyện đan hai loại bí thuật, bọn chúng nội hạch, kỳ thật đều là trật tự thần văn, cho nên, trật tự thần văn lực lượng là thiên địa căn nguyên. Như vậy, ta Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, có mấy đạo trật tự thần văn. Những thứ này trật tự thần văn, đều là cái gì phẩm giai? Nói như vậy, có mấy đạo trật tự thần văn, sẽ quyết định binh khí công hiệu, có mấy cái. Cho nên, số lượng không phải quan trọng. Trật tự thần văn bản thân phẩm giai, quan trọng hơn. Hắn một mực rất ngạc nhiên, Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, là cái gì phẩm giai, trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh về suy nghĩ một chút. Nhớ ngày đó, hắn dùng Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp bên trong cổ quái thiên văn tu luyện, cổ vũ đế hoàng thiên ý. Vì cái gì những ngày kia văn, có thể làm cho mình thiên ý trưởng thành? Đó là bởi vì, cái kia một số kim màu đen thiên văn, kỳ thật cũng là trật tự thần văn một bộ phận. Trật tự thần văn cũng là vũ trụ trật tự pháp tắc, học tập trật tự thần văn, cũng là cùng trời học tập. Nói cách khác, hắn tại Đông Hoàng cảnh thời điểm, kỳ thật thì lấy trật tự thần văn tu luyện. Cho nên, Đông Hoàng kiếm trước mắt có 5 tòa cửa lớn, nó cần phải nắm giữ 5 đạo trật tự thần văn, đều khắc họa trên cửa, chỉ là mỗi một đạo, giống như đều không hoàn chỉnh. Thái Nhất Tháp có tầng 3, mỗi một tầng đều có thiên văn tồn tại, khả năng nắm giữ 3 đạo, trật tự thần văn, loại hình khác biệt, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, trật tự thần văn có mấy đạo, chỉ là công hiệu có mấy loại khác nhau. Chính thức quyết định uy lực, vẫn là trật tự thần văn bản thân phẩm giai. Những thứ này trật tự thần văn, đều không phải là hoàn chỉnh, vậy liền không có cách nào nhìn ra phẩm giai tới. Dù cho dạng này, Lý Thiên Mệnh đều cảm giác, cái này hai đại thần binh uy lực, so trước mắt chạm qua hiếu thắng. Hắn suy đoán, như sát thần giản, vong xuyên minh kỳ những thứ này thần binh trật tự thần văn, cần phải làm một giai mức độ. Thiên tinh diệu long thần kích, đại nhật thần luân kiếm, hẳn là cấp 2 trật tự thần binh. Mạnh hơn trật tự thần binh, hắn chả không có đụng phải. Thần khoáng, thần tai, thảo mộc thần linh, thần binh, thần đan phẩm giai, đều quyết định bởi tại bên trong bộ trật tự thần văn, phẩm giai. Đoạn thời gian trước, Khương Phi Linh còn cầm một bản trật tự thần văn đồ phổ đang nghiên cứu. Bên trong ghi chép mấy vạn loại trật tự thần văn, cấp 5 trở xuống toàn bộ có thu nhận sử dụng. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không có nhìn kỹ. Hắn lại nhìn thoáng qua, Nguyệt Tinh Nguyên bên trong trật tự thần văn. Tỷ như trước mắt, có một đạo trật tự thần văn, nó là một cái vòng tròn vòng sáng,
có điểm giống là ngôi sao. Nhìn kỹ, cái kia ngôi sao từ lít nha lít nhít kim sắc điểm nhỏ tạo thành, mỗi một cái kim sắc điểm nhỏ, giống như cũng là kiếp văn hoặc là thánh thiên văn. Bọn họ hình thành một thể, xây dựng ra thiên địa ảo diệu. Cái này trật tự thần văn, tên gọi kim linh thiên tinh, vì tam giai mức độ. Hy Hoàng nói. Có thể lấy ra dùng sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không thể, đụng một cái thì tản, trật tự thần văn nhất định phải có vật dẫn, trừ phi nó tự nhiên đến khoáng thạch thảo mộc phía trên, nếu không thì không dùng đến. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, tâm lý nói thầm. Nói tóm lại, tu luyện giả thế giới hết thảy khởi nguyên, bắt nguồn từ, hằng tinh nguyên, trật tự thần văn, hệ thống. Cộng sinh thú tiến hóa vũ trụ thần nguyên, thì độc lập bề ngoài, tự thành một thể. Đây chính là hắn trong khoảng thời gian này nhận biết. Trước kia chỉ biết là hằng tinh nguyên, đối trật tự thần văn, lại rất mơ hồ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, tổng tính toán rõ ràng. Trật tự thần văn cùng hằng tinh nguyên, cùng một chỗ ra đời thần khoáng, thần tai cùng thảo mộc thần linh, lại đi qua người làm cải tạo, diễn sinh thần binh, thần đan. Như thế nào để còn lại thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, mục tiêu cũng minh xác. Hoặc là số lượng to lớn nguyên tố thần tai, hoặc là chính thống vũ trụ nguyên lực. Đương nhiên, nhất định phải thuộc tính phù hợp. Nguyệt chi thần cảnh nguyệt tinh nguyên, thể số lượng lớn đầy đủ, nhưng rất đáng tiếc, tiểu ngũ không thích. Nghĩ tới đây, hắn cùng Hy Hoàng đã chìm xuống đến vô cùng sâu vị trí. Càng đến nơi đây, nguyệt tinh nguyên uy lực, thì càng cuồng bạo. Cái kia nổ tung, oanh minh thanh âm, đã đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh cảm giác, lỗ tai đều muốn nổ. Hắn cảm giác mình đến đáy biển, chỉ cần cái này tụ biến kết giới, hơi có chút sai lầm, hắn thì ngay lập tức sẽ bị nguyệt tinh nguyên chìm ngập. Không chỉ là hắn, Hy Hoàng cũng giống vậy. Tại cái này nguyệt tinh nguyên lực lượng dưới, nàng đều rất nhỏ bé. Đến. Rốt cục, bọn họ đến nguyệt hạch chính giữa. Đây là một cái vô cùng quỷ dị địa phương. Đến nơi này, hết thảy ngược lại lâm vào trong bóng tối. Liền phía ngoài tiếng oanh minh, ở chỗ này đều biến mất. Có thể là nguyệt tinh nguyên lực lượng quá lớn, cho nên vị trí này, liền không gian đều bóp méo. Loại tình huống này, không chỉ là chính mình, liền trước mắt Hy Hoàng, thân thể của nàng giống như biến đến càng gầy dài hơn. Cũng liền thiên tinh luân chi thể, mới có thể tiếp nhận loại này không gian lôi kéo. Người bình thường đi tới nơi này, thân thể đều bị xé nứt. Thật không hổ là lực lượng bạo phát chi địa. Hết thảy đều bóp méo, mới có thể sinh ra một cái, thông hướng thiên hồn thế giới thông đạo. Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này giây phút đầu tiên, cũng là triệt để xuống, trật tự thần văn, sự tình, đi tìm dị độ ký ức không gian lối vào. Hắn thứ nhất mắt, liền thấy một cái u ám vòng xoáy. Nó thì tồn tại ở trung ương, không gian lớn nhất vặn vẹo địa phương. Như thế dễ thấy. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy mắt. Cầm tới dị độ chi thằng, đi vào nơi này, liền có thể cứu Tiểu Phong. Tụ biến kết giới, ngăn không được ta, vấn đề duy nhất là, muốn như thế nào mới có thể cầm tới, dị độ chi thằng. Vấn đề này, phải xem Hy Hoàng. Nói thật, nơi này ngoại trừ dị độ ký ức không gian lối vào, không có cái gì. Hy Hoàng đem chính mình, mang tới nơi này, làm cái gì? Đi tới nơi này về sau. Nàng quay đầu, mang theo bạch miêu mặt nạ, một đôi sâu kín ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Khi nàng cùng này quỷ dị thế giới hòa làm một thể thời điểm, lộ ra nhất là khủng bố. Hết thảy tĩnh mịch. Rất hiển nhiên, nàng muốn ngả bài. Lý Thiên Mệnh giết Nguyệt Thần Hạo, sẽ luôn để cho cục diện, sinh ra một số biến hóa. Đúng vào lúc này, Hy Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, nàng theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một cái màu đen dây thừng. Cùng lúc đó, nàng trên tay kia, xuất hiện một cái trong suốt cái bình. Trong bình, xuất hiện một giọt máu. Màn này, vượt ra khỏi Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Đây là ai huyết? Nàng muốn nói với chính mình cái gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt, nhỏ hơi biến hóa một chút. Ai, nam nhân đều là đần độn sao? Cái gì thời điểm, các ngươi mới có thể học hội, một chút che giấu một chút, chính mình đối người khác quan tâm đâu? Hy Hoàng cười lắc đầu nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh rất đau đầu, hắn cảm giác nữ nhân này, so Lý Thải Vi còn muốn giảo hoạt. Thiên biến vạn hóa, tâm tư khó dò. Để cho ta đoán một cái. Hy Hoàng cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, ngươi là Dạ Lăng Phong bằng hữu, ngươi muốn cứu hắn,
sở dĩ chủ động xuất hiện tới tìm ta, đúng hay không đâu? Lý Thiên Mệnh nói không ra lời. Việc này, nàng đều biết, cái kia còn có cái gì, là nàng không biết. Ngươi muốn biết, ta là làm thế nào biết sao? Thi Hoàng nháy nháy mắt, nói tiếp. Rất đơn giản, cẩn thận, quan sát, tâm tư của nữ nhân kín đáo, là ngươi không tưởng tượng nổi, biết không? Không muốn tại trước mặt nữ nhân tự cho là thông minh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, chấm cái gì đều rõ ràng. Nam nhân đều là tự cho là đúng ngu xuẩn, ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng có chút đắc ý, ở trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là cái tiểu bằng hữu. Kỳ thật nàng đều đã nói ra miệng, liền không có phủ nhận ý nghĩa. Việc này phủ nhận thế nào đi nữa, đều không gạt được nàng. Lý Thiên Mệnh ngược lại là dứt khoát, nói thẳng, vậy ngươi đoán đúng, bất quá ta muốn biết, ta thua ở đâu. Vậy ngươi có thể được nghe cho kỹ, Thi Hoàng nói. Rửa tai lắng nghe, Lý Thiên Mệnh nói. Đệ nhất, tại Huy Nguyệt Thành, chấm nghe nói ngươi lấy không phải Nguyệt thần tộc thân phận, xuyên qua Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới. Chấm vì thế sinh ra lo nghĩ, tâm lý nhớ kỹ chuyện này. Thi Hoàng nói. Lúc ấy ngươi còn chưa thấy qua ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, thì chút chuyện này, ngươi ghi lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Chấm nhớ đến, chấm sẽ nhớ kỹ hết thảy không hợp lý sự tình, không có một cái nào chi tiết, có thể trốn qua chấm ánh mắt, ngươi cảm thấy đó là không có ý nghĩa chi tiết, tại ta trong mắt, là một cái vô cùng lớn lỗ thủng, chấm không làm rõ ràng, toàn thân không thoải mái. Thi Hoàng nói. Nói thật, dạng này người, có chút đáng sợ. Sau đó thì sao? Thứ hai, theo ngươi tiến Nguyệt Thần Thiên Thành bắt đầu, chấm cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng ngươi, cho nên, ngươi nhìn chấm huyết chỉ cái kia buổi tối, chấm thấy được tay của ngươi, phá ta kết giới. Buổi tối hôm nay, chấm cũng thấy được ngươi dùng cái tay kia, phá Nguyệt Thần Hạo kết giới. Thứ ba, hôm qua ngươi vừa tới Hy Hoàng Cung, cùng ta để điều kiện, muốn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh tự do hoạt động, nhưng ta chỉ hạn bình tĩnh Nguyệt Thần Thiên Thành, chấm nhìn đến nét mặt của ngươi, có biến hóa rất nhỏ. Nói rõ ngươi rất hài lòng chấm trả lời chắc chắn, tóm lại, chấm cho rằng, ngươi có tùy thời rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành phương pháp, dùng cũng là ngươi cái tay này. Nàng nói xong, tiếp tục mỉm cười, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm giác, mình bị phát hiện căn nguyên, đệ nhất, là bởi vì đánh giá thấp nàng cẩn thận, thứ hai, là đánh giá thấp nàng chính mình coi trọng. Chỉ cần coi trọng, nàng liền sẽ để bụng, liền sẽ hiểu rõ hết thảy. Tăng thêm nàng có thực lực ưu thế. Có thể tiềm tàng, vậy liền không có biện pháp. Liền Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới sự tình, nàng đều nhớ, sinh ra hoài nghi. Điều này nói rõ buổi tối hôm nay, chính mình làm sao đều khó có khả năng, rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Cái này cùng Dạ Lăng Phong, có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng rất đơn giản, Thi Hoàng mỉm cười nói. Không đơn giản đi, hai người chúng ta, hoàn toàn không quan hệ. Xác thực, xem ra không có quan hệ gì, nhưng... Có một loại đồ vật, gọi là trực giác của nữ nhân. Thi Hoàng nói. Nói thế nào? Ta nói mang ngươi tháng sau hạch thời điểm, ngươi, nhỏ biểu lộ, biến hóa một lần, rất nhỏ bé, nhưng là chạy không khỏi chậm ánh mắt. Ta lấy ra cái này dị độ chi thằng, cùng Dạ Lăng Phong huyết thời điểm, ngươi, nhỏ biểu lộ, lại biến hóa một lần. Cho dù là con của ngươi, chỉ có lại 1%, đều chạy không khỏi chậm ánh mắt. Mặc dù không có bất luận cái gì căn nguyên. Nhưng chấm trực giác cho rằng, người cùng Dạ Lăng Phong, có quan hệ. Thi Hoàng kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Cái này còn có thể nói cái gì? Quả thực cũng là một cái quan sát tiểu tay thiện nghệ. Kỳ thật Nguyệt Hạch, dị độ chi thằng cùng Dạ Lăng Phong huyết xuất hiện, bất kỳ một cái nào quan tâm Dạ Lăng Phong người, không thể nào làm được biểu lộ, ánh mắt, một chút biến hóa đều không có. Nữ nhân này, nàng không chỉ là tâm tư kín đáo. Nàng đối chi tiết đem khống, đến mê muội trình độ, tựa như là có một loại ép buộc chứng. Ép buộc tới trình độ nào? Cái kia trên huyết chỉ 3.000 hài cốt, bọn họ mỗi một cái phía trên cây đinh số lượng, còn có vị trí, đều là giống như đúc, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp. Lại nói cho ngươi một kiện ngạc nhiên sự tình. Thi Hoàng thu hồi dị độ chi thằng cùng Dạ Lăng Phong huyết, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Chấm vừa mới, dùng Nguyệt Thần Kỳ huyết, tại cằm của ngươi phía trên. Lưu lại một cái, Lam Nguyệt Chi Tâm. Đây là, bốn cảnh thần công, cấp bậc đặc thù công pháp, điểm ở trên thân thể ngươi, đời này, mặc kệ ngươi ở đâu, chấm đều có thể tìm tới ngươi. Nói cách khác, ngươi trốn không thoát, chấm lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết,
hắn lại trúng chiêu. Dùng con mắt thứ ba xem xét, quả nhiên trên cằm, có một cái rất nhỏ bé điểm xanh. Người thế nào làm sao nghiêu bức đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Trời sinh, có phục hay không nha? Thi Hoàng Dí Dỏm nói. Vậy ngươi cũng trả lời ta hai vấn đề a? Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, nói đi, bảo bối. Thi Hoàng cười tủm tỉm nói. Đệ nhất, người tùy thân mang theo Dạ Lăng Phong huyết, làm cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật hắn cho rằng, như Dạ Lăng Phong loại này, bị trật tự thiên tộc hạ cấm lệnh người, nàng liền huyết đều không nên lưu. Lý Thiên Mệnh hiện tại lo lắng một việc. Cái kia chính là, gia hỏa này thông minh như vậy, còn sẽ không đoán được, giống như mình đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn không thể nói ra miệng, chỉ có thể thăm dò. Thi Hoàng hồi đáp, đó là bởi vì a, ta định đem hắn lặng lẽ kéo ra đến, dùng mệnh của hắn, giúp trẫm làm thành một việc. Tuy nhiên mạo hiểm, nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đúng hay không? Đã hiểu, cái kia vấn đề thứ hai, người hôm nay cùng ta ngả bài, lại là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Đó là bởi vì, chấm không dùng mạo hiểm, người xuất hiện, có thể thay thế Dạ Lăng Phong. Đây chính là chấm, từ đầu tới đuôi, đều đang ngó chừng nguyên nhân của ngươi. Còn có vấn đề sao? Thi Hoàng hỏi. Có. Cái kia cứ hỏi đi. Người muốn cho ta thay thế Dạ Lăng Phong, vì ngươi hoàn thành, sự tình gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt. Nàng đưa ngón trỏ ra, đặt ở bên miệng. Có ý tứ gì? Vĩ đại mộng tưởng, muốn là lớn tiếng nói ra, vậy coi như mất linh, ta lặng lẽ nói cho ngươi đi. Nàng đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tiến tới bên tai của hắn. Ta nha, muốn cho ngươi, giúp ta kết thúc thiếu nữ kiếp sống, tránh thức làm một nữ nhân. Lý Thiên Mệnh phục. Hầu hạ qua nam nhân của ngươi, so ta đã thấy heo đều nhiều a. Đại thẩm. Nói bậy bạ gì đó nha ngươi, chán ghét, ngươi không phải đều thấy được sao? Bọn họ, đều bị ta đính tại trên cây cột, làm sao có thể chạm qua ta đây? Hi hi. 500 tuổi, lão hoàng hoa. Người hắn mèo đều dài hơn nấm mốc đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này, nữ quái vật, rõ ràng là muốn giết chết chính mình. Bất quá, cái kia đậu đen rau muống, vẫn là đến nôn một chút, không phải vậy tâm lý tố đến hoảng. Đậu đen rau muống hoàn tất, sảng khoái tinh thần. Đương nhiên, cái này Hi Hoàng rất giảo hoạt. Lời nàng nói, Lý Thiên Mệnh giấu chấm câu đều không tin. Thi Hoàng hao phí lớn như vậy công phu, nếu như chỉ là vì, làm nữ nhân, đó là không hợp lý. Mục đích của nàng, nhất định cất giấu cấp độ càng sâu đồ vật. Như là đã làm rõ, người có thể nói đến càng rõ ràng một số. Lý Thiên Mệnh nói, mặc dù nói, chính mình rất nhiều ý nghĩ, đều bị nàng thấm nhuần. Nhưng dù sao có bảo mệnh hậu thủ. Cho nên mặc kệ đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, hắn không đến mức bối rối luống cuống. Thời khắc mấu chốt, càng phải tỉnh táo. Chấm, cùng ngươi giảng một cái cố sự đi. Thi Hoàng tại trước mắt hắn, duỗi ra một đôi như bạch ngọc tay, nắm ở Lý Thiên Mệnh cổ, dán tại trước người hắn, cực kỳ giống một cái ngọt ngào tiểu nữ nhân. Nói liền nói, có thể không động thủ động cước a? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Không thành, ngươi là chấm bảo bối. Tự nhiên có thể tùy ý vuốt vuốt. Thi Hoàng thanh tú động lòng người nói. Vậy ngươi giảng. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác. Nàng tựa như là một đầu năm màu lộng lẫy độc xà, cứ như vậy treo ở trên cổ mình, mỹ lệ dụ hoặc, thường thường ẩn chứa kịch độc. Thi Hoàng bắt đầu kể rõ. Đó là chúng ta Nguyệt thần tộc tổ tiên, Bát Nguyệt kiếm tôn, cố sự. Hắn đản sinh thời đại kia, chúng ta Nguyệt thần tộc, còn tại trật tự chi địa phía trên, đương nhiên. Khi đó tuy nhiên không dùng canh gác, nhưng trên thực tế, lúc ấy Nguyệt thần tộc quy mô, so bây giờ còn nhỏ một số. Sống ở như thế bao la hùng vĩ cao các loại chủng tộc thế giới, chúng ta tự nhiên không có tôn nghiêm, điên phổi sống lưu lạc. Cho nên, nắm giữ trước nay chưa có, bát kiếp thiên phú, hắn, nghịch thiên quật khởi, chỉ huy Nguyệt thần tộc đi ra thông thiên chi lộ. Là loại này cũ kịch bản sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng nha, bất quá trình có thể phức tạp nhiều. Ồ, làm sao phức tạp pháp? Bởi vì hắn, ngay từ đầu, kỳ thật chỉ có 7 kiếp, hắn đệ bát kiếp, là về sau giác tỉnh. Thi Hoàng nói đến đây, trong ánh mắt hiện ra hào quang rừng rực, loại này quang mang, có lẽ thì kêu nằm mơ nghĩ. Giác tỉnh. Lý Thiên Mệnh không khó lý giải, bởi vì hắn kiếp vòng, Lý Khinh Ngữ kiếp vòng, thậm chí Lý Vô Địch kiếp vòng, đều là tăng lên xuất hiện. Thí dụ như Lý Khinh Ngữ, ngay từ đầu chỉ có 3 cái.
về sau tháng năm giữa trời, hiện tại càng là cửu nguyệt thần nữ. Đúng, giác tỉnh, người biết bảy kiếp cùng bát kiếp khác nhau sao? Hy Hoàng hỏi. Đơn giản, bảy kiếp tại nguyệt chi thần cảnh làm vương, bát kiếp tại trật tự chi địa xưng đế. Đây là nguyệt chi thần cảnh cùng trật tự chi địa chênh lệch. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia ngược lại cũng không phải, bởi vì, chấm là sống đến mức thảm nhất bảy kiếp, chấm không có ở hằng tinh nguyên thế giới tu luyện quyền lợi, trật tự chi địa phía trên, lục kiếp thành tựu, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua chấm, đây là cao các loại chủng tộc truyền thừa, cùng hằng tinh nguyên chỗ tạo nên chênh lệch. Chấm ở chỗ này, xưng vương xưng đế, mà ở trật tự chi địa, ta chỉ là một cái biên cảnh tiểu lại. Hy Hoàng nói lên những thứ này, tâm tình của nàng là kích động, cũng là khó chịu, càng là tức giận. Đây là nàng loại này người cách, duy nhất tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, lộ ra mất khống chế thời điểm. Cho nên, người muốn nói cho ta, người có biện pháp đem chính mình kiếp vòng đề thăng làm 8 cái, chỉ huy ngươi nguyệt thần tộc trở lại trật tự chi địa, đi nghịch thiên cải mệnh, đi chứng minh chính mình. Đây là chúng ta mệnh kiếp nhất tộc, mỗi người đều muốn đi đường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng, nói ra một đoạn này lời nói. Người có thể hiểu được chấm, Hy Hoàng kinh ngạc nhìn hắn. Lắc đầu nói, kỳ thật, người thật thông minh, một chút thì thông. Các ngươi bắt nguyệt kiếm tôn, dựa vào cái gì thành tựu bát kiếp? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Đầu tiên, đến tại bảy kiếp trên cơ sở, có một cái ẩn hình kiếp vòng, tất cả nguyệt thần tộc trong lịch sử, chỉ có ta cùng hắn, nắm giữ cái này ẩn hình kiếp vòng. Hy Hoàng nói. Sau đó thì sao? Hắn thân bút viết xuống phá bát kiếp kinh nghiệm, cung cấp hậu nhân tham khảo. Hy Hoàng nói. Cho nên. Chấm tham khảo, làm theo. Cụ thể làm sao chạy? Tháng 8 kiếp vòng hạch tâm điểm, ở chỗ, khí vận, câu chuyện, người biết cái gì gọi là khí vận sao? Hy Hoàng ngửa đầu, giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng, nhìn lấy mặt của hắn. Biết, khí vận, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khí vận cao người, làm cái gì đều rất thuận, khí vận kém người, trời sinh không may. Đại khí vận, thành vương giả. Cái này cùng chúng sinh, công đức loại này khái niệm, thuộc về một chủng loại khác. Thiên địa sinh linh, nhưng phàm là thiên tài, phàm là trời sinh so với người ưu việt, tư bản hùng hậu, phàm là có thể đầu thai chính xác, vừa ra đời thì đã định trước thăng chức rất nhanh, dạng này người, nhất định là khí vận cao người, khí vận càng cao, càng khó chết, tương lai tiền đồ vô lượng. Hy Hoàng nói, ý của ngươi là, ta chính là khí vận cao người. Lý Thiên Mệnh nói, đó là đương nhiên. Người cao đến quá đáng, tổ tiên dạy ta xem khí vận, ngươi là ta thấy người bên trong, khí vận cao nhất một vị, so Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ đều cao. Hy Hoàng nói, huyết trì cái kia 3000 thiên tài, đều là khí vận cao người. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, nhưng là bọn họ 3000 cái, cùng nhau đều không cách nào cùng ngươi so. Hy Hoàng ánh mắt rung động nói, trách không được nàng dạng này nhìn mình chằm chằm. Như vậy, bát nguyệt kiếm tôn cụ thể phá bát kiếp phương pháp là. Lý Thiên Mệnh thẳng vào chủ đề. Hắn dùng cổ lão, tế huyết kết giới, đem 10000 thiên tài thiếu nữ, đính tại tế huyết trụ phía trên, đưa các nàng, khí vận, khóa tại tế huyết trong kết giới, mỗi ngày tại huyết trì tắm rửa, sau đó tại, hằng tinh nguyên bạo phát, chi dạ, cùng một vị khí vận kỳ cao trật tự thiên tộc thiên tài thiếu nữ, phá giữ lại 600 năm thuần dương chi thân thân thể, một lần hành động thành tựu bát kiếp. Hy Hoàng cơ hồ đem câu nói này, giống lên, có thể thấy được trong nội tâm nàng đối với chuyện này. Đến cùng đến cỡ nào cuồng nhiệt. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nghe sợ nổi da gà. Lông mày của hắn, thật sâu nhíu lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi là cho rằng chấm lấy thiên tài chi tánh mạng đến phá bát kiếp, cử động lần này tàn nhẫn vô tình, đúng không? Nàng cười lạnh nói. Giết người tạo chính mình, chết không yên lành. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ha ha. Nàng buông lỏng ra hai tay, cười híp mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tiếng cười kia khiến người ta rùng mình. Tu hành, cũng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quang, vũ trụ chúng sinh, đều là người cạnh tranh. Thánh giả vĩnh hằng, người chết hài cốt. Mỗi người đi vào trên thế giới này, liền cần làm đến bị đào thải chuẩn bị, nhân sinh chỉ là một trận huyễn mộng, sinh tử đều là nhân gian lớn nhất dâu ria sự tình. Hy Hoàng chân thành nói. Nói dễ nghe, nếu như bị đính tại trên cây cột người là ngươi, ngươi thì sẽ không như thế nói. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ sẽ cảm tạ chấm, Hy Hoàng nói. Làm sao cảm tạ pháp, cảm tạ ngươi muốn mạng của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cười. Cảm tạ ta, chỉ huy nguyệt thần tộc, chỉ huy đồng bào của bọn hắn,
trở lại trật tự chi địa, để cho chúng ta Nguyệt thần tộc con cái đời sau, có thể có tôn nghiêm còn sống. Nguyệt chi thần cảnh chỉ là một cái chạm gác, Nguyệt tinh nguyên chỉ là hằng tinh nguyên, tóe lên một ngọn lửa, chúng ta tại cái này tinh không mịt mùng, không chỗ có thể đi, quá cô độc, biết không? Cũng có ngày, ta thành tựu bát kiếp, ta thì có thể đến tới cao các loại chủng tộc tộc vương độ cao, không lại dùng canh gác, hiểu không? Chiếu nàng nói như vậy, bảy kiếp cùng bát kiếp, đúng là đường ranh giới. Dù sao, hiện tại trật tự thiên tộc vương giả, cũng chỉ là bát kiếp. Một cái thị tộc, một cái cường đại vương giả, trọng yếu bao nhiêu, người tuổi còn rất trẻ, người không hiểu. Thi hoàng tự diễu nói. Ta hiểu, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn quả thực quá đã hiểu. Tại theo một ý nghĩa nào đó, hắn, Hy Hoàng cùng Bồ Đề, đều là một loại người. Nhưng là ba người bọn hắn, lại tại đi con đường khác nhau. Ngươi không hiểu, nói thí dụ như, chúng ta bắt Nguyệt Kiếm Tôn khi còn sống, tại trật tự chi địa, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đoạn thời gian đó, chúng ta Nguyệt thần tộc chưa từng có trưởng thành. Sau khi chết đâu, chúng ta đã mất đi người đáng tin cậy, sau đó lại lọt vào trả thù. Hy Hoàng nói. Người nào trả thù các ngươi? 10.000 thiên tài thiếu nữ. Vẫn là cái kia trật tự thiên tộc nữ tử. Ta đoán là cái sau a. Thì bởi vì chuyện này cái gọi là bát Nguyệt Kiếm Tôn. Khi còn sống, người khác không dám động các ngươi. Chết về sau, báo ứng liền đến, đúng hay không? Các ngươi bị đuổi tới hạ tầng tinh không đến, cùng việc này có quan hệ a? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng thật biết đoán nha. Hy Hoàng nói. Cho nên ngươi hiểu chưa? Coi như ngươi cường lên trời, cái kia lại có thể thế nào? Không nên thân cũng là không nên thân, ngươi coi như mang Nguyệt thần tộc trở về trật tự chi địa. Chờ ngươi vừa chết, hết thảy như cũ, Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau, ta lần này dùng chính là ngươi, ta sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể trở về, coi như chậm chạp phát triển, chờ ta chết đi một ngày, vẫn sẽ công đức vô lượng. Hy Hoàng nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nàng muốn một lần nữa đi một lần. Bát Nguyệt Kiếm Tôn đi qua đường. Khác biệt chính là, nàng sẽ không cả gan làm loạn, đem trật tự thiên tộc thiên tài lấy ra phá kiếp. Khí vận câu chuyện, hư vô mờ mịt, một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng có thể thành, Bát Nguyệt Kiếm Tôn phát rổ, người cũng cùng đi theo. Lý Thiên Mệnh nói, không có chuyện, thử một lần, chấm cũng không có tổn thất. Hy Hoàng cười nói, thử một lần, cũng là 3,000 người, mộng tưởng và tánh mạng. Đều bị ngươi mai táng, hài cốt đều muốn bị ngươi khinh nhờn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn thấu. Cái này không chỉ là độc xà, mà chính là điên cuồng độc xà. Chỉ cần có khả năng, hoàn thành chúng ta mộng, hy sinh lại nhiều cũng không quan trọng, không phải sao? Ngươi đã nói, mệnh kiếp nhất tộc, chính là vì phá kiếp, vì cải biến vận mệnh, mỗi người đều có thể làm như vậy. Hy Hoàng lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn biết, nói quá nhiều. Đều không thể thuyết phục nàng. Cái này mộng, nàng làm 500 năm, không thể lại bởi vì, Lý Thiên Mệnh dăm ba câu liền từ bỏ. Hiện tại, cái gì đều đủ, liền chờ, hằng tinh nguyên bạo phát. Cái gọi là hằng tinh nguyên bạo phát, là một loại hiện tượng bình thường, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một lần, thời gian không tốt lắm xác định. Bạo phát thời điểm, sẽ có đại lượng vũ trụ nguyên lực cùng trật tự thần văn, tuôn hướng vũ trụ, tại Nguyệt Chi thần cảnh, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyệt tinh nguyên, sẽ theo hằng tinh nguyên bạo phát mà bạo phát, hình thành một lần lực lượng kinh khủng trùng kích. Còn bao lâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không quá lâu. Cụ thể mấy ngày. Không nói cho ngươi, nàng dí dỏm nói. Lý Thiên Mệnh cắn môi một cái, nhìn chăm chú con mắt của nàng. Ngươi đem đây hết thảy, cùng ta nói đến rõ ràng như vậy, mục đích là cái gì? Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp a. Nam nữ khác biệt, Bát Nguyệt Kiếm Tôn có thể mạnh hơn. Chấm không được a, người muốn là không có phản ứng, chấm làm sao làm? Hy Hoàng e lệ nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại chúng nàng, làm Nguyệt Chi Tâm, muốn chạy, thì rất không có khả năng. Đến mức nàng cái cuối cùng ẩn hình kiếp vòng, ở nơi nào, thì không khó đoán. Gặp quỷ. Thiên hạ to lớn, cái quỷ gì đều có. Lý Thiên Mệnh hít vào một hơi thật sâu. Sau khi kết thúc, kết quả của ta sẽ như thế nào? Hắn tiếp tục hỏi. Sẽ chết. Hy Hoàng mỉm cười nói. Tốt a, không ngoài sở liệu, dù sao không có kết quả gì tốt. Ha ha, chấm đùa với ngươi, ngươi sẽ không chết. Hy Hoàng cười nói. Cái kia sẽ như thế nào?
ngươi lại biến thành nữ nhân, trẫm lại biến thành nam nhân. Hy Hoàng nghiêm túc nói, cái này còn không bằng chết đâu. Lý Thiên Mệnh im lặng nói, tốt a, không lừa gạt ngươi, trẫm nói thật đi. Hy Hoàng nói, ừm, lão tổ tông ghi chép nói, ngươi cửu thành sẽ chết, nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được đi, nói không chừng sẽ tiếp tục sống đâu. Trẫm cũng không biết, kỳ thật, trẫm thẳng thích ngươi, không quá hy vọng ngươi chết, cho nên, thừa dịp hằng tinh nguyên bạo phát trước đó, ngươi nắm chắc thời gian tu hành đi. Nói không chừng cường hơn mấy phần, đến lúc đó, bảo mệnh hy vọng thì nhiều một phần. Hy Hoàng nói, a, à, thì cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ rất nhiều. Đệ nhất, trên cằm có như thế một cái Lam Nguyệt chi tâm, nàng thời khắc nắm chắc vị trí của mình, đi ở đâu đều không dùng được. Càng không thể về Viêm Hoàng Đại Lục. Thứ hai, cái gọi là cửu thành sẽ chết, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào, nàng là muốn cầm mạng của mình, đến phá kiếp. Nữ nhân này nói chuyện không thể tin. Nàng nói cửu thành, nói không chừng cũng là 100%, chỉ là cho Lý Thiên Mệnh một cái may mắn tâm lý. Nếu là bởi vì mỹ mạo của nàng, dụ hoặc, thì không nhìn rõ sở nàng là cái chí mạng độc vật, vậy liền thật đáng đời, bị nàng làm bàn đạp. Lý Thiên Mệnh không có khả năng phối hợp nàng. Thực sự vạn bất đắc dĩ, hắn thái nhất tháp cùng 10 kiếm kiếp vòng, cũng có thể thoát ly hiểm cảnh. Vấn đề ở chỗ, nếu là không phối hợp, tương đương với cùng Hy Hoàng vạch mặt. Nữ nhân này là cái người điên. Đừng nhìn nàng hiện tại ngữ khí ôn nhu, thật muốn trở mặt, nhất định so với ai khác đều hung ác. Huyết trì 3.000 hài cốt, thế nhưng là chính nàng tuân theo tổ tông pháp môn, nguyên một đám đinh đi lên. Vạch mặt, phải cứu Dạ Lăng Phong, càng khó. Nói cho cùng, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bảo mệnh bản sự, Hy Hoàng vẫn là đem hết thảy, đem khống tại nàng tiết tấu bên trong. Bây giờ duy nhất có thể sử dụng chính là, nàng có lẽ, thật có như vậy một chút, hy vọng chính mình có thể còn sống sót. Tăng thêm Lam Nguyệt chi tâm nơi tay, nàng không hạn chế chính mình tu hành, không có trực tiếp đem chính mình nhốt lại, trực tiếp khóa kín. Tâm lý phân tích những thứ này nguy cơ chí mạng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt rất lạnh lùng cùng nàng đối mặt. Nếu như, ta không phối hợp, sẽ như thế nào? Hắn nói, ngươi sẽ phối hợp. Hy Hoàng chắc chắn nói. Vì cái gì? Bởi vì, trẫm nếu biết, người muốn cứu ra Dạ Lăng Phong, đương nhiên muốn lấy ra lợi dụng. Thì làm một cái đơn giản ước định đi, người ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ thành công hay không, sau đó, ta đều sẽ đem Dạ Lăng Phong cho kéo ra đến, nếu như hắn còn sống. Hy Hoàng nói, lại lừa gạt ta, người dám ngỗ nghịch trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, nếu như trẫm có bát kiếp, vì sao không dám? Ta có thể đem hắn giấu đi. Nói không chừng còn có thể làm việc cho ta đây. Lớn như vậy vũ khí, chấm cũng không muốn lãng phí. Ngươi vì cứu hắn, phụng hiến tánh mạng, ta lại vì này mạo hiểm, bảo toàn Dạ Lăng Phong chu toàn, kết cục như vậy, có phải hay không vẹn toàn đôi bên? Hy Hoàng mỉm cười nói. Nàng rất tự tin, hôm nay có thể khống Lý Thiên Mệnh, ngày khác liền có thể khống Dạ Lăng Phong. Ở trong mắt nàng, đều là tiểu nam nhân. Trách không được nàng hôm nay. Mở miệng liền nói Dạ Lăng Phong sự tình. Nguyên lai, hết thảy kế hoạch, đã sớm nghĩ kỹ. Lý Thiên Mệnh, chấm nhìn ra được, ngươi là nhiệt huyết chân thành tha thiết người, hy sinh chính ngươi, thành tựu ngàn vạn người, bao quát để Dạ Lăng Phong chết mà hậu sinh. Vĩ đại như vậy sự tình, người như ngươi cách, nhất định sẽ nghĩa bất dung từ, đúng hay không? Nàng, tựa hồ đang từng bước, công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Nói thật, coi như ngươi không nguyện ý. Ta có là dược vật, có thể để ngươi phối hợp, ngươi vẫn là chạy không khỏi vận mệnh này. Chỉ là, chấm không muốn làm quá khó nhìn, để hết thảy biến đến vui vẻ một số, chỉ ít có một số mỹ hảo nhớ lại. Nàng không cho Lý Thiên Mệnh cự tuyệt lựa chọn. Sau khi chuyện thành công, tựa như là đường lang một dạng, đem trượng phu ăn. Còn nói mỹ hảo nhớ lại. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười nhạo. Hy Hoàng đang chờ đợi hắn đáp án cuối cùng. Nàng là có thể cưỡng bách. Căn bản không cần đáp án của hắn. Nhưng, nàng còn là nghĩ, tận khả năng, mỹ hảo, một số. Dù sao, trên huyết trì, 3.000 hài cốt, chỉnh lý sắp xếp, như thế, chỉnh tề, thống nhất, cũng là một loại biến thái người trong mắt, mỹ hảo. Ta không có lựa chọn A, vốn là nhất định bị ngươi đùa bỡn mệnh, còn có thể đổi mệnh của hắn, coi như ta còn kiếm lời, không phải sao. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nghĩ đến thẳng thấu triệt, theo ngươi quyết định. Hiện thân gặp ta một khắc,
vận mệnh của ngươi, thì đã chú định. Hy Hoàng nói, ta sau cùng xách một cái điều nhỏ kiện đi. Lý Thiên Mệnh nói, xách đi, bảo bối. Hy Hoàng khôi phục cái kia đáng yêu động lòng người dáng vẻ, mị nhãn như tơ nói. Tại ngươi phá kiếp trước giúp ta cứu ra Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh nói, không thành, ngươi đạt được mục đích, đằng sau cùng ta dở trò quỷ làm sao bây giờ. Hy Hoàng cười nói, ngươi không phải nắm trong tay hết thảy a, ta làm sao có thể dở trò quỷ? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không, chấm từ trước tới giờ không trước vứt bỏ người khác tay cầm. Ta chỉ có thể theo ngươi cam đoan, ta đến tiếp sau sẽ cứu hắn. Ngươi muốn không phải không nguyện ý, ngươi cũng chống cự không được chấm, hiểu không? Lý Thiên Mệnh liền biết, không có đơn giản như vậy. Hắn cắn răng. Cái kia, trước tiên đem máu của hắn, cho ta. Hắn nói. Đối phương không thể lại đem dị độ chi thằng cùng huyết, cùng một chỗ cho Lý Thiên Mệnh. Nếu như cả hai có thể trước muốn tới một cái, Lý Thiên Mệnh đương nhiên lựa chọn huyết. Bởi vì, giọt máu này rất yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ không, mà dị độ chi thằng không dễ dàng phá hư. Muốn tới làm gì đâu? Ta sợ ngươi một hồi rời đi, liền đem nó vứt. Tại ta trên tay, ta muốn kiên trì một chút, khiêu chiến cái kia 10% sống phía dưới khả năng tới. Cùng ta bằng hữu đoàn tụ. Lý Thiên Mệnh nói. Được, nói thật, chấm cũng hy vọng, người có thể còn sống sót, đến lúc đó, các ngươi hai cái, cùng một chỗ coi ta quật khởi trợ thủ đắc lực. Hy Hoàng nói xong, đem Dạ Lăng Phong huyết, ném cho Lý Thiên Mệnh. Nàng xác thực không quan trọng. Dị độ chi thằng còn trên tay nàng, nàng không sợ Lý Thiên Mệnh chơi nhiều kiểu. Giữ vững giọt máu kia, bất quá là cầu một cái an lòng thôi. Các loại hằng tinh nguyên bạo phát vào cái ngày đó, địa điểm ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, ở phía trên, hồ nước, uyên ương nghịch nước. Nhiều lắm là hơn 10 ngày, đến lúc đó, chính là ngươi hưởng dụng nguyệt chi thần cảnh đệ nhất mỹ nhân thời khắc, chờ mong sao. Hy Hoàng dịu dàng nói. Khác số Mỹ, 500 tuổi, ta coi như là ăn trắng cháo thì dưa muối đi. Lý Thiên Mệnh nói. Chấm tức giận. Hy Hoàng nghiêm mặt nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười. Lòng hắn nghĩ, cho là ta là tượng gỗ, mặc cho ngươi thao túng, người nào cắn người nào, cái kia còn chưa nhất định. Bình minh, Uyên Ương Hí Thủy Cung, Quy Nguyên Điện. Đem Lý Thiên Mệnh trả lại về sau, Hy Hoàng liền cười nói tự nhiên rời đi. Gặp lại, ngươi là ta quý nhân. Nói xong, nàng chập chờn dáng người, biến mất dưới ánh trăng trong sương mù. Chà chà. Huỳnh Hỏa bọn họ mấy cái, nghe toàn bộ hành trình đối thoại, theo cổng sinh không gian bên trong ngoi đầu lên, chạy ra đến hoạt động. Mượn một mảnh lông vũ. Lý Thiên Mệnh đối Huỳnh Hỏa nói. Một cái màu đỏ thấm chim nhỏ, rơi vào trên bàn tay của hắn. Cái này một con chim nhỏ, còn không có Lý Thiên Mệnh lớn cỡ bàn tay. Quả thực thì cùng vừa ấp trứng đi ra tiểu hoàng gà, lớn nhỏ một dạng. Cái này ngay tại lúc này Huỳnh Hỏa. Nó ra hỏa này. Ngay tại, đảo ngược phát dục. Miu miu, thi triển đế ma hỗn độn, thân thể có thể biến lớn. Bây giờ Huỳnh Hỏa bản thể là biến lớn, xòe hai cánh, đạt tới 3 mét trở lên, bay lên cũng miễn cưỡng tính toán một cái phượng hoàng. Nhưng là, nó lại đã thức tỉnh một cái kỳ lạ huyết mạch thiên phú. Cái kia chính là, thân thể của nó có thể thu nhỏ. Co lại đến nhỏ nhất, thì cùng lúc vừa ra đời đợi nó không sai biệt lắm, có thể tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu xây tổ. Đây cũng không phải là một cái không sử dụng thủ đoạn, mà chính là cùng loại quỷ thần hoàng tộc huyết mạch. Càng là thu nhỏ, tốc độ càng nhanh, càng tới vô ảnh, đi vô tung. Chỉ là trên lực lượng, sẽ một chút suy yếu. Này bằng với nói đúng là, Huỳnh Hỏa có thể lớn nhỏ tùy ý biến hóa, lớn nhất hai cánh 3 mét, nhỏ nhất trở về tiểu hoàng gà. Gà đại ca thật không hổ là chim, có thể biến lớn, lại có thể thu nhỏ. Phù hợp nó tại lão đại trên người hình xăm vị trí. Lam Hoàng cười ha ha nói. Gần đèn thì sáng a. Liền Lam Hoàng đều có thể nói loại lời này. Quả nhiên, một con chuột cứt, hỏng hỗn loạn. Huỳnh Hỏa cười trên nỗi đau của người khác cười, nói, đáng tiếc ta không sao, một cái khác chim có việc. Lăn, một bên hóng mắt đi, Lý Thiên Mệnh nói. Lại nói, cứ như vậy đợi nàng thao tác ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Làm sao có thể, ta tại tìm một cái cơ hội, Lý Thiên Mệnh nói. Cơ hội gì? Không thể nói mất linh. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Theo Huỳnh Hỏa trên cánh,
rút ra một cái, vũ trụ hỏa nhận, lông vũ. Hắn dùng con mắt thứ ba nhìn lấy, sau đó dùng cái này một cái lông chim, đâm vào trên cằm, đem cái kia một khối có điểm xanh thịt, xinh xinh cho đào xuống dưới. Đau đớn là khẳng định. Nhưng, không đau đớn, như thế nào cải biến cái này khống chế vận mệnh. Chỉ là để hắn thất vọng là, làm khối này huyết nhục một lần nữa lớn lên lúc đi ra, cái kia điểm xanh vẫn là tồn tại. Điều này nói rõ, đến đón lấy hắn mặc kệ đi nơi nào, Hy Hoàng cũng là biết vị trí của hắn. Cho nên, nàng mới không có cầm tù Lý Thiên Mệnh. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Huỳnh Hỏa nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, theo đình viện trở về trong phòng. Đi, đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhìn xem Tiểu Phong có ở đó hay không. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Diệu Tinh thần tháp. Lý Thiên Mệnh tại trước cửa này đợi hai ngày, Dạ Lăng Phong chưa từng xuất hiện. Mấy trăm con dị ma vây quanh, nói không chừng, hắn đã không có. Tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, toàn bộ tâm phảng phất có xé rách cảm giác, thậm chí không thở nổi. Hiện tại, Dạ Lăng Phong còn không có cứu thành, lại đem chính mình góp đi vào, tiến vào Hy Hoàng vòng xoáy bên trong. Liền hô hấp một miệng đều khó khăn. Đợi không được hắn, liền không thể đợi thêm nữa. Chuyên chú tu hành đi, không thể lãng phí hiện tại phá kiếp thiên phú. Hắn thiên hồn tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp, bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, sử dụng 7 chuôi. Lại thêm thực lực toàn diện tiến bộ, lấy hắn hiện tại tam nguyên thiên, cảnh giới, thực lực ghi vào về sau, coi như tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, hắn đều có thể đánh bại Đạp Thiên Chi Cảnh Thất Diệu Thiên đối thủ. Cho nên, Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ nhất trọng, hắn cơ hồ không có đối thủ. Lại lần nữa đến cái này ức vạn đầy sao thiên hồn nơi ở. Lý Thiên Mệnh lấy thiên hồn thái nhất, tại Tử Diệu Tinh tiền bối chỉ dẫn dưới, đi quan sát bọn họ tu luyện cố sự. Giống như lần trước, vẫn là một hơi thời gian, một cái thiên hồn. Loại này tiếp nhận năng lực, cùng thiên hồn bản thân tầng thứ có quan hệ. Lý Thiên Mệnh thiên địa mệnh tam hồn, gánh chịu vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp, hết sức đặc thù. Mỗi ngày 30.000 thiên hồn. Mỗi ngày một lần huyễn thiên chi cảnh chiến đấu, Tử Diệu Tinh thần tháp đệ nhất trọng. Xác thực không có đối thủ. 10 ngày đảo mắt đã qua. Hy Hoàng không có quấy rầy chính mình, Lý Thiên Mệnh liền không có ra ngoài. 10 ngày một vòng về sau, hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Bất quá lần này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Xét thấy ngươi tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp khiêu chiến bên trong, thi triển ra có thể so với Thất Diệu Thiên thực lực, cho nên ngươi đã khai thông Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 2 tu luyện quyền hạn. Tầng thứ 2 tu luyện giả. Chiến đấu lực tại Thất Diệu Thiên cùng Đạp Thiên thập nhị giai, Trật Tự Thiên ở giữa. Xin hỏi Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, có nguyện ý hay không khiêu chiến tầng thứ 2? Cái này Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 2 tu luyện, so đệ nhất trọng, tốt chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiền bối truyền thừa thiên hồn lúc còn sống cảnh giới tổng thể càng cao, có nhiều hơn một nửa vượt qua Đạp Thiên chi cảnh, quan sát hiệu quả càng tốt hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Tốt, ta lần này khiêu chiến tầng thứ 2. Hắn vận khí không tệ, gặp phải đối thủ, là một cái thức thần tu luyện giả, thực lực cùng trước Dương Thân Vương cơ bản ngang hàng. Lý Thiên Mệnh đem đánh tan, chính thức tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 2 tu luyện. Hiện tại mà nói, hắn tại Huyễn Thiên Chi Cảnh 7 kiếm chiến đấu lực, cùng hiện thực thế giới 4 kiếm không sai biệt lắm. Bởi vì, Huyễn Thiên Chi Cảnh ở một mức độ nào đó, suy yếu cộng sinh thú chiến đấu lực, Lý Thiên Mệnh tăng lên 3 kiếm, mới bổ sung trở về. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 2, tràng diện quả nhiên khác biệt. Cái kia tiền bối truyền thừa thiên hồn, số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng lại càng phải lập lòe. Mỗi một cái đều rất lớn. Làm Lý Thiên Mệnh tới gần bọn chúng thời điểm, phảng phất là nguyên một đám thiêu đốt mặt trời gay gắt, xuất hiện tại trước mắt. Hắn cũng rất khó, một hơi thời gian, thì quan sát một cái. Nhưng là hắn phát hiện, mạnh hơn tu luyện giả, lưu lại truyền thừa thiên hồn. Bọn họ đối tu luyện chi lộ lĩnh ngộ, bọn họ chỗ đi con đường, rõ ràng cao siêu hơn, càng thích hợp với chính mình. Thật mạnh! Cái này một vị tiền bối, cũng là thức thần tu luyện giả, nắm giữ 7 kiếp thiên phú. Nói thật, mệnh kiếp nhất tộc rất nhiều, nhưng là đem mệnh kiếp bản thân, xem như là thiên ý, thần ý tới tu luyện, cơ bản không có. Chỉ là mỗi người trời hồn tu luyện trong chuyện xưa, hoặc nhiều hoặc ít, đều có bọn họ cùng mệnh kiếp chống lại cố sự. Quan sát chuyện xưa của bọn hắn, theo bọn họ cải biến vận mệnh cố sự bên trong,
Lý Thiên Mệnh từng bước một đi suy nghĩ, tìm kiếm đáp án của mình. Bây giờ, ta người trong cuộc, Hy Hoàng muốn mạng của ta, Bồ Đề cũng phải ta chết, mà đằng sau ta còn có Viêm Hoàng nhân tộc, có Linh Nhi, càng có Tiểu Phong, chờ lấy ta. Hắn nghĩ tới Lý Vô Địch. 14 năm, đối kháng vận mệnh. Hy Hoàng cho rằng, nàng cho Lý Thiên Mệnh thiết lập tốt con đường, cũng là mệnh của hắn. Không tốt vận mệnh, kỳ thật cũng là chúng đích kiếp. Cái gọi là mệnh kiếp thiên ý, chính là đối kháng dũng khí đi, không chỉ là một bầu nhiệt huyết, còn có dũng khí, đấu trí, ẩn nhẫn, càng cần hơn trí tuệ. Hắn cần phải hiểu loại này, đến từ thế giới trật tự pháp tắc lực lượng, mới có thể từng bước trưởng khống, dựa vào nó đến trưởng khống lực lượng của mình. Nhìn qua càng nhiều cố sự, mới biết, trên con đường này, có người thất bại, có người thành công. Nhưng, dũng khí không thay đổi. Cường giả như ma, giết người lợi mình, nghèo quá thì phải thay đổi, không phản thì chết. Hắn tại mệnh kiếp thiên ý phía trên, vừa mới cất bước, cho nên ngược lại có thể, đi được mạnh hơn. Cho nên, mệnh kiếp thiên ý căn bản, chính là, tức giận lực lượng, chống lại lực lượng. Để toàn thân giới tử đều phẫn nộ, để tinh luân nguyên lực bắt đầu cuồng bạo, tại không chết ý chí bên trong, để lực lượng trưởng thành. Ở phương diện này, nàng lại phải cảm tạ Hy Hoàng cùng Bồ Đề, cho hắn rất lớn áp lực, để hắn tìm được cái này một loại thiên ý trưởng thành căn nguyên. Hô! Cuối cùng, hắn tại Tử Diệu tinh thần tháp, duy nhất một lần tu luyện 13 ngày. Ngày thứ 14 khiêu chiến thời điểm, đụng phải một cái, cửu tôn thiên, đối thủ, Lý Thiên Mệnh không địch lại chiến bại, kết thúc một vòng này tu luyện. Hắn lại tại Tử Diệu tinh thần tháp bên ngoài, đợi một ngày thời gian. Hắn muốn chờ người, vẫn là không đến. Tiểu Phong, biển người, lại đã không còn tung tích của hắn. Lý Thiên Mệnh tâm lý thiêu đốt lấy lửa giận. Tại tâm phiền ý loạn bên trong, theo huyễn thiên chi cảnh trở về. Thiên hồn trở về, tại huyễn thiên chi cảnh hết thảy lĩnh ngộ, về tới mệnh hồn bên trong, dẫn phát mệnh kiếp thiên ý trưởng thành. 13 ngày hiệu quả, kỳ thật đằng sau 3 ngày, đều cùng trước 10 ngày cùng nhau ngang hàng. Tầng thứ 2, khẳng định so đệ nhất trọng yếu hữu hiệu. Cần phải, đạt tới đạp thiên chi cảnh tầng thứ 4, tứ phong thiên, trình độ. Hắn hấp thu một ngày một đêm nguyệt tinh nguyên lực lượng, cộng sinh thú, thức thần, toàn bộ đến đạp thiên tầng thứ 4. Toàn thân lực lượng, càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ hắn có bao nhiêu cẩn thận, đều khó có khả năng, hiểu rõ ta chân chính tốc độ phát triển. Bởi vì, ta là thập kiếp, vượt ra khỏi nàng 7 kiếp sức tưởng tượng. Cái này, có lẽ là Lý Thiên Mệnh, duy nhất tư bản. Cho nên, trọng áp phía dưới, hắn cũng không có gấp. Chỉ là, một chút tính toán một cái, khoảng cách Hy Hoàng nói, hằng tinh nguyên bạo phát, thời gian, cũng sắp đến. Nàng, chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Từ lúc đi đến, tứ phong thiên, cảnh giới về sau, Lý Thiên Mệnh thì đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc luyện kiếm. Cuộc sống của hắn, bắt đầu biến thành Hy Hoàng cung, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hiện tại, hằng tinh nguyên bạo phát, lúc nào cũng có thể phát sinh. Hy Hoàng có, Lam Nguyệt chi tâm, nơi tay, lại thêm Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra, vô cùng, nhu thuận, phối hợp, thái độ, nàng liền không thế nào quản, hắn tu hành sự tình. Điều này nói rõ, nàng xác thực có như vậy một chút hy vọng, ta có thể còn sống sót. Có điều, trước cho ta cửu tử nhất sinh tuyệt lộ, lại hy vọng ta sống sót, ta cần cảm kích nàng a. Hắn biết, Khương Phi Linh còn ở ngoài thành, chờ lấy cùng mình đoàn tụ đây. Một kiếm này, người không phải đã luyện thành sao? Làm sao còn tới nơi này? Huỳnh Hỏa hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ, ghé vào trên đầu của hắn hỏi. Học không bờ bến. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, trước mắt cái này cao vút trong mây cây trúc. Ta đã hiểu, bụng của ngươi bên trong đang nổi lên, ý nghĩ xấu. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ta cái này không gọi, ý nghĩ xấu, gọi tự cứu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đắm chìm trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu luyện bên trong. Thiên Mệnh, hôm nay có, Đại Nguyệt Sư, Liên Hợp Giảng Đạo, ngươi có đi hay không? Một người mặc màu xanh đậm Nguyệt Bào thiếu niên, chạy tới Lý Thiên Mệnh trước mặt. Hắn xem ra tuổi tác cùng Lý Thiên Mệnh tương tự, ước chừng hơn 20 tuổi, cũng đã là đạp thiên tầng thứ 3 Tam Nguyên Thiên. Luận Thiên Phú cũng là huy nguyệt kiếp cấp bậc kia. Hắn gọi, Nguyệt Thần Hy. Hắn là, Phong Nguyệt Thân Vương, Nhi Tử, Hy Hoàng cháu trai, cũng tại cái này Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu hành. Cùng những người khác khác biệt, Nguyệt Thần Hy giống như đối Lý Thiên Mệnh so sánh kính ngưỡng.
cho nên hai ngày này, thường xuyên đến nói Lý Thiên Mệnh đáp lời. Đi, đương nhiên đi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, gật đầu mỉm cười nói. Cái gọi là, Đại Nguyệt Sư, chính là Nguyệt Thần tộc bên trong, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng thanh thiếu niên cường giả trưởng bối, địa vị rất cao. Cái này Nguyệt Dạ Tiểu Trúc hết thảy có 10 vị Đại Nguyệt Sư, phụ trách Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tư nguyên phân phối cùng cụ thể vận hành. Thực lực của bọn hắn, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, đã tính toán bước vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Hôm nay giảng đạo Đại Nguyệt Sư, tên là Nguyệt Thần Vô Xương. Đây là một cái gọn gàng, tư thế hiên ngang cô gái tóc ngắn. Nàng tính cách nóng nảy, tính khí quái đản, cho đệ tử trẻ tuổi chỉ dẫn chiến đấu kinh nghiệm, trực tiếp thực chiến diễn luyện, thông qua đánh người, cho đệ tử trẻ tuổi tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Nguyệt Thần Hy đi lên, kết quả bị đánh mặt mũi bầm dập. Bất quá cái này, Nguyệt Thần Vô Xương, xác thực rất phụ trách, tranh đấu về sau, còn cùng những người trẻ tuổi kia giới thiệu kinh nghiệm, vạch hắn chỗ thiếu sót. Ta hôm nay có rảnh, tại chỗ mỗi một cái, ta đều muốn luyện một chút, bớt được các ngươi những thứ này sống an nhàn sung sướng tiểu hài tử, không biết sinh tử chém giết tàn khốc. Nghe nói như thế, mọi người một trận buồn bã hô. Nguyên một đám phía trên. Đúng, Đại Nguyệt Sư. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa nhìn. Hắn không phải Nguyệt Dạ Tiểu Trúc chính thức đệ tử, cho nên, hắn không dùng tiếp nhận trà đạp. Phụ trách chỉ dẫn các ngươi tu hành Đại Nguyệt Sư, là thực lực gì? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi Nguyệt Thần Hy. Đạp thiên cấp thứ 8, bát thánh thiên, thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, vậy cũng là cường giả, đến, không phải bát Nguyệt Thiên Thành, thành trì, làm thành chủ cũng không có vấn đề gì. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Hắn khuôn mặt lại xanh vừa sưng. Còn tại nói loại này tự hào, có vẻ hơi buồn cười. Bọn họ bình thường ngốc ở nơi nào a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Thần Thiên Chỉ a, đây không phải nói nhảm sao? Đế Sư, Thánh Nguyệt Sư, Đại Nguyệt Sư, bọn họ trên mặt nổi nhiệm vụ, là chỉ dẫn đệ tử tu hành, mặt tối nhiệm vụ, cũng là thủ hộ Nguyệt Thần Thiên Chỉ. Nhất là gần nhất, cái kia tinh không sát thủ, ở bên ngoài tàn phá bừa bãi, chúng ta Nguyệt Thần Thiên Thành kết giới, nhất định phải phòng thủ kiên cố. Cho nên đế sư cơ bản một tấc cũng không rời. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Trung gian còn có Thánh Nguyệt Sư cấp độ này thật sao? Thánh Nguyệt Sư thực lực gì đâu? Có mấy cái? Lý Thiên Mệnh một bên nhìn lấy Nguyệt Thần Vô Xương ngược lấy người trẻ tuổi, một bên hỏi. Thánh Nguyệt Sư, cũng chỉ có một, hắn là đế sư, phu quân, ta bình thường đều không sao cả thấy hắn đâu. Nguyệt Thần Hy nói. Vị kia đế sư, tương đương với thừa tướng chức vị. Chính là bách quan đứng đầu. Phu quân của nàng, so với nàng thấp một cái cấp bậc, làm thủ hạ của nàng. Những tin tức này, Lý Thiên Mệnh đều nhớ kỹ. Ồ, đó không phải là Thánh Nguyệt Sư sao? Nguyệt Thần Hy bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy nơi xa chân trời, một người có mái tóc rối tung, có chút nhếch nhác, sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy tử khí chính là trung niên nam tử đi tới. Hắn cõng một cái đại bầu rượu, đi bộ khập khiễng, có vẻ hơi hiu quạnh cùng điên. Hắn rất nhanh liền đi tới. Nhìn phương hướng, hẳn là hướng, Nguyệt Thần Thiên Trì, mà đi. Cái này Thánh Nguyệt Sư, hắn không quá giống là các ngươi Nguyệt Thần tộc a. Lý Thiên Mệnh nói. Dĩ nhiên không phải, hắn là Nguyệt Chi Thần cảnh mạnh nhất bản nguyên thú tộc. Nghe nói hắn lúc tuổi còn trẻ bởi vì thiên phú xuất chúng, liền bị hoàng tộc chiêu an, còn cùng đế sư vui kết liền cành, xem như sống đến mức tốt nhất ngoại tộc. Không quá gần chút năm, hắn phụ tá đế sư, đóng giữ Nguyệt Thần Thiên Trì, nền vốn không thế nào lộ diện. Ta tại cái này tu luyện 20 mấy năm, gặp qua hắn số lần, không cao hơn 3 lần. Thật là tận trách, điệu thấp a. Nguyệt Thần Hy cảm khái nói. Bản nguyên thú tộc, cái kia cộng sinh thú khẳng định rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm được, đồ chơi kia tu luyện chậm, cảnh giới theo không kịp chúng ta Nguyệt Thần tộc, cho nên, Thánh Nguyệt Sư chiến đấu lực nghe nói không tệ. Nhưng cảnh giới chỉ có cửu tôn thiên, trình độ. Tuổi nhỏ thời điểm thiên phú hơn người, hiện tại trên cơ bản, bị cùng thời đại thiên tài kéo ra, hắn kinh diễm nhất thời điểm, nghe nói có thể cùng thời kỳ Hy Hoàng, đế sư so sánh. Nguyệt Thần Hy nói, nghe được, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, bất kỳ một cái nào Nguyệt Thần tộc tại đối diện bản nguyên thú tộc thời điểm, thực chất bên trong đều là kiêu ngạo. Đạp thiên chi cảnh cấp 9 sao. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, nhớ kỹ. Bệ hạ tân sủng, người có muốn hay không tới, luyện một chút. Trên chiến đài, Đại Nguyệt Sư, Nguyệt Thần Vô Xương, quăng tới khiêu khích ánh mắt,
còn lại Nguyệt thần tộc đệ tử cũng nhìn lại, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Được rồi, ta sợ ngươi chịu không được, vậy liền thật mất mặt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, mọi người nhịn cười không được. Ta không cần mặt mũi, đã khoe khoang khoác lác, tới đi. Nguyệt thần vô xương nói. Không có thời gian. Chính khi mọi người coi là, Lý Thiên Mệnh muốn lên đi, tiếp nhận Nguyệt thần vô xương một trận bạo ngược thời điểm, hắn đã gọn gàng mà linh hoạt, xoay người rời đi. Mọi người ngạc nhiên. Thì cái này. Không đánh sẽ không đánh, trước khác khoác lác a. Sớm nghe nói Lý Thiên Mệnh thiên phú dọa người. Bọn họ làm kiêu ngạo Nguyệt thần tộc người trẻ tuổi, tâm lý chung quy có chút không phục. Hiện tại thì đánh ngươi, để Hy Hoàng cho ta bố trí phòng vệ a. Lý Thiên Mệnh âm thầm cười lạnh. Cộng sinh không gian bên trong. Nghe Lý Thiên Mệnh tận lực hỏi nhiều như vậy tin tức về sau, bọn họ bốn cái có ngu đi nữa, đều biết hắn muốn làm gì. Kích thích đến rồi. Huynh đệ tập hợp Mỹ nhóm, cùng đi một trận, bảo hộ chim nhỏ đại tác chiến. Tiên Tiên giơ lên cánh tay, cao hứng bừng bừng nói. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang tại chỗ ngốc trệ. Quả nhiên, bựa có cao truyền nhiễm tính. Cái này một tổ cộng sinh thú, theo Huynh Hỏa bắt đầu, thì không thể cứu được, toàn bộ cảm nhiễm. Hai ngày sau, sáng sớm, Lý Thiên Mệnh theo Quy Nguyên Điện đi ra, đối diện thì đụng phải Hy Hoàng. Nàng tựa ở nắng sớm bên trong bàn long trụ phía trên, quanh thân đường cong chập trùng, tại quang mang chiếu rọi dưới, da thịt hiện ra như mộng ảo tia sáng. Lại đi Nguyệt Dạ tiểu trúc tu hành đâu? Hy Hoàng ôn nhu hỏi. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nhiều tất nói hớ, nàng như thế chú trọng chi tiết, thời điểm then chốt, thì không nên nói. Giống như ngươi, chỉ biết là người tu luyện, kỳ thật thẳng không có tình cảm. Hy Hoàng chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta nếu là không có nguy cơ sinh tử, ta cũng có thể có tư tưởng. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Chấm đạt được tin tức xác thật, buổi tối ngày mai, hằng tinh nguyên bắt đầu bạo phát, sẽ kéo dài 6 canh giờ, đến lúc đó, ngươi thật tốt tắm rửa. Hy Hoàng nói. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ở trước mặt nàng, biểu lộ, động tác, cũng không thể có mảy may, xuất hiện chi tiết lỗ thủng. Ngươi muốn là không có, chấm sẽ vì ngươi phong cảnh đại táng. Hy Hoàng nói. Há, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi, có phải không? Mới nói được cái này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đế sư tới. Hắn biểu lộ rất vững vàng, một chút biến hóa đều không có, kỳ thật tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn muốn chờ cơ hội kia, rốt cuộc đã đến. Tiến đến. Trông thấy đế sư, Hy Hoàng đối nàng ngoắc ngoắc tay. Đế sư rơi vào Hy Hoàng cung trước, đi theo Hy Hoàng đi vào chung. Tiến trước khi đi, đế sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói. Không phải đêm mai sao, còn thả hắn chạy loạn khắp nơi. Không quan trọng, để tâm tình của hắn vui vẻ điểm đi, dù sao cũng là ta nam nhân đầu tiên, không muốn thể nghiệm quá kém, nữ nhân tổng sẽ hưởng thụ, nam nhân đối với mình như si như say dáng vẻ không phải sao. Muốn là làm việc thời điểm. Hắn một bộ khóc tang mặt, vậy liền buồn nôn. Hy Hoàng nói, ta không biết, ta không có, mỹ mạo lòng hư vinh. Đế sư nói, nắng sớm bên trong, các nàng một đôi tròng mắt, nhìn nhau rất lâu. Ngươi liếm chó đâu? Hy Hoàng hỏi. Một mực quỳ trên mặt đất ăn chó ăn đâu, như thế tạng, phù hợp cuộc sống của hắn tập tính. Đế sư nói, ha ha. Hy Hoàng cười cười, vào đi. Hai người cùng một chỗ. Bước vào trong thâm cung. Nguyệt thần thiên thành trên đường phố. Tăng thêm tốc độ A, lão đệ. Huynh Hỏa thúc giục nói. Không thể. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì, thời gian cũng không nhiều, cái kia đế sư cũng không phải thường xuyên rời đi Nguyệt Dạ tiểu trúc. Mà lại đêm mai ngươi liền xong rồi. Huynh Hỏa nói. Hy Hoàng thông qua cái này điểm xanh, để phán đoán vị trí của ta, ta tốc độ di chuyển quá nhanh, nàng sẽ hoài nghi. Lý Thiên Mệnh nói, những ngày gần đây, hắn chả thăm dò một chút, Hy Hoàng tựa hồ cũng không hiểu huyễn thiên chi cảnh sự tình, điều này nói rõ trật tự chi địa, có khả năng không có huyễn thiên chi cảnh. Không phải vậy Lý Thiên Mệnh tại cái này xuất ra huyễn thiên chi môn, nàng sớm ngạc nhiên. Ai u, người cũng chi tiết đi lên. Huynh Hỏa trêu chọc nói, không có cách, không tỉ mỉ tiết thì xong đời. Lý Thiên Mệnh nói, Hy Hoàng, quả thật làm cho hắn học xong càng nhiều. Đầu này quật khởi con đường, không có chỗ dựa, quá mức hung hiểm, nhất định phải 10.000 cái cẩn thận.
ta học phế đi, lão đại đây là đang dạy chúng ta, làm nam nhân muốn tỉ mỉ. Miêu Miêu nói lầm bầm. Lý Thiên mệnh phục. Như thế sinh tử kinh hồn thời điểm, phiền phức đừng nói giỡn được không? Sốt cục. Hắn ngẩng đầu, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, đến. Vừa tốt, Nguyệt Thần Hy cũng mới vừa đến cửa, hắn hướng về phía Lý Thiên mệnh vẫy tay, nói, Thiên mệnh, hôm nay còn đi cái kia Tiểu Trúc Lâm sao? Đi, đương nhiên đi. Lý Thiên mệnh trong ánh mắt, sát khí lẫm liệt. Hy Hoàng Cung, không mộng điện. Quang ảnh trùng điệp. Kiều diễm trong ngọn đèn, Hy Hoàng cùng đế sư sóng vai ngồi ở giường xuôi theo. Đế sư đem đầu, nhẹ khẽ tựa vào Hy Hoàng trên bờ vai. Cái này Lý Thiên mệnh, trên người hắn bí ẩn nhiều lắm, người xác định triệt để đem khống hắn sao? Đế sư hỏi. Tiểu nam nhân, tùy tiện chơi. Hy Hoàng nói. Hắn lai lịch ra sao? Thật là giếng hồn sơn. Đế sư hỏi. Cái gì giếng hồn sơn? Hỗn độn thiên lao đi. Hy Hoàng nhếch miệng lên mỉm cười. Nói thế nào? Đoạn thời gian này, Lý Khinh Ngữ sinh ra, lại thêm Dạ Lăng Phong, đều là theo hỗn độn thiên lao mà đến. Cái này Lý Thiên mệnh, tối thiểu ở trên cảnh giới, so với bọn hắn còn mạnh hơn. Cái gì huyết thần khế ước, lừa gạt người khác có thể, lừa gạt không được ta. Nguyệt Chi thần cảnh không ra được loại thiên tài này. Hy Hoàng nói. Vậy nói rõ, hắn cùng Lý Khinh Ngữ một dạng, có cộng sinh thú, có thức thần. Đế sư nói. Xem bọn hắn họ tên. Hy Hoàng quyết miệng, mỉm cười. Đều là Lý, vậy đã nói rõ đến từ cùng một cái tộc hệ, thậm chí có thể là huynh muội. Đế sư cả kinh nói. Huynh muội đi, Hy Hoàng nói. Lại là trực giác của ngươi, cho ra kết luận. Đế sư trêu chọc nói. Nam nhân giấu không được chuyện, đoán xem liền biết. Hy Hoàng dắt đế sư tay, mỉm cười nói. Cho nên, Lý Thiên mệnh có mấy cái kiếp vòng. Đế sư nhíu mày hỏi. Không trọng yếu, Hy Hoàng nói. Không trọng yếu, giải thích thế nào, lần trước khai quật Lý Khinh Ngữ, trật tự chi địa tưởng thưởng cho ngươi trọng bảo, cái này muốn là đồng cấp khác thiên tài, ngươi còn có thể lĩnh thưởng. Đế sư nói. Ngươi ngu xuẩn không à nha, chuyện tốt cũng không cần thành đôi, một lần kinh bạo, hai lần thì không có ý nghĩa. Trật tự thiên tộc cái kia đức hạnh, khen thưởng lên trời, có thể cùng bát kiếp thiên phú so sánh sao? Hiểu ý của ta không? Coi như cái này Lý Thiên mệnh, hắn kiếp vòng cùng Lý Khinh Ngữ ngang hàng, ta đều muốn bắt hắn đến tạo nên chính mình. Ngươi sẽ nói, coi như ta thành tựu bát kiếp, rất có thể thiên phú còn không có hắn hiện tại cao, ta cử chỉ này, cũng là phung phí của trời, đây quả thật là không sai. Nhưng là hắn, ta là ta, chỉ có ta, mới là chấm. Vì để cho hắn thể chất càng mạnh điểm, ta đem tổ tông cất mấy ngàn năm vũ trụ thần nguyên đều cho hắn, còn không ngăn cản hắn tu luyện. Thì là muốn cho hắn đến lúc đó, có thể nhiều chống đỡ một hồi, để cho ta xác suất thành công càng cao. Hy Hoàng kích động nói. Rất lâu không gặp ngươi như vậy, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đế sư lắc đầu cười nói. Cả đời này vận mệnh, đến phân nhánh miệng, trong lòng ta quả thật có chút phấn khởi. Hy Hoàng nói. Ngươi trước nói, hắn muốn cứu Dạ Lăng Phong. Đúng, cho nên tiểu gia hỏa này, mới không bại lộ thiên phú, càng không muốn được đưa tới trật tự chi địa. Ta cái này mới có cơ hội. Lần trước cái kia Lý Khinh Ngữ là nữ, Dạ Lăng Phong không hiểu ẩn tàng, uổng phí hết, cái này Lý Thiên mệnh có thể chịu, rất tốt. Coi như hắn vô thanh vô tức biến mất, trên đời này thì lại không nhớ đến hắn người. Hy Hoàng vui vẻ. Hết thảy, gãi đúng chỗ ngứa. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Lý Thiên mệnh càng là không muốn bại lộ, nàng càng cao hứng. Ngươi nói, cái kia hỗn độn thiên lao đến cùng là địa phương nào? Vậy mà lại liên tục sinh ra, ba cái như thế nghịch thiên chi tài. Đế sư cười khổ nói. Không biết, chỗ kia vào không được, nghe nói cất giấu thiên địa vũ trụ đản sinh bí mật, ba người này khẳng định có tiếp xúc. Hy Hoàng nói. Người xác định không làm rõ ràng, cái này Lý Thiên mệnh có mấy cái kiếp vòng sao. Bây giờ nhìn tối thiểu nhất, hắn cộng sinh thú so Lý Khinh Ngữ mạnh hơn nhiều, chỉ cần hắn có bát kiếp, ta đoán chừng tại trật tự chi địa, đãi ngộ đều có thể cùng Lý Khinh Ngữ ngang hàng. Đế sư nói, không muốn làm rõ ràng, Hy Hoàng nói, vì cái gì, dù sao đều là muốn, trà đạp, nhất định phải chết, bao nhiêu đều không ý nghĩa. Muốn là nhiều lắm, nói không chừng sẽ còn để cho ta do dự, ta không muốn do dự. Hy Hoàng nói, ngươi cũng biết là trà đạp, trâu già gặm cỏ non. Đế sư nói, chớ nói nhảm a,
người ta thế nhưng là Hoàng Hoa đại khuê nữ. Hy Hoàng nói, Hoa Vàng lão khuê nữ a, ngươi tốt ý tứ nói ta, ngươi đều lập gia đình người, còn không phải thủ tiết. Hy Hoàng cười, các nàng, theo mười mấy tuổi, thì quen biết hiểu nhau, đi thẳng đến hôm nay. Ta trên thế giới này, chỉ có một người thân. Đế sư bỗng nhiên cúi đầu nói. Ta cũng thế, Hy Hoàng nói. Về sau cũng sẽ không biến, thật sao? Đế sư hỏi. Sẽ không, nhất định sẽ không, Hy Hoàng nói. Ánh đèn chói mắt. 20 con tinh tế ngón tay thon dài, nắm thật chặt ở cùng nhau. Ngày mai cần ta hộ pháp sao? Đế sư ôn nhu hỏi. Không dùng, không muốn để cho ngươi nhìn, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Nguyệt Thần Thiên Chỉ đi, xúc sinh kia gần nhất lại biến mất, mỗi lần biến mất, thì đang nổi lên đại họa. Các loại ta lần lột xác này, ta phải đem hắn rút gân lột ra, thịt nát xương tan không thể. Hy Hoàng hung ác nói. Ngươi liền biết ngươi Nguyệt Thần Thiên Chỉ, ta đều cho ngươi trông cả đời. Đế sư phàn nàn nói. Sẽ không, cả một đời, còn rất dài, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Hy Hoàng ánh mắt nóng rực nói. Mười ngón giữ chặt, nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, cái kia Lý Thiên Mệnh, hắn hiện tại chiến lực, tại cái gì tầng thứ? Đế sư hỏi. Thất Diệu Thiên, thế nào? Cái kia liền không sao. Ngươi lần trước nói, hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua kết giới, ta bỗng nhiên nghĩ. Nguyệt Thần Thiên Chỉ cái kia mấy tầng kết giới bảo hộ, khả năng ngăn không được hắn, nhưng là đâu, có, nhà ta liếm chó cùng mấy cái đại nguyệt sư đều canh giữ ở cái kia cũng không có cái gì chuyện. Bất quá, ta vẫn là đi về trước đi, đế sư nói. Nghĩ gì thế, tiểu gia hỏa này sợ cực kỳ, Hy Hoàng cười nói. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đột nhiên âm hàn gấp 10 lần. Không đúng, nàng bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Đế sư bị dọa. Hắn muốn tại nghi thức bên trong bảo mệnh, chỉ cần nỗ lực tăng lên cảnh giới là có thể, luyện kiếm căn bản vô hiệu. Ta để hắn đi Nguyệt Thần Điện lĩnh hội truyền thừa, hắn đều không đi, kia liền càng không cần thiết đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Còn có, hắn nhất định có ẩn tàng thức thần, có thể tăng thêm một chút chiến đấu lực. Điểm này chiến đấu lực, so sánh cửu tôn thiên cao thủ, cần phải còn kém xa xôi. Nhưng là, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có thể hay không, phá hư kết giới hạch. Hắn ở cái này chí mệnh thời khắc, đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, cũng là không thích hợp. Dù sao hắn trước mấy ngày, còn tại Hy Hoàng cung lão thực tu luyện. Đế sư cũng là biến sắc. Chỉ mong ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người cùng một chỗ, đột nhiên biến mất tại cái này Hy Hoàng cung. Nhân gian chí đấu, liền là cái dạng này. Mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, chỉ cần tự mãn khinh địch, lại nhiều chi tiết, luôn có bỏ sót chi địa. Lý Thiên Mệnh rất sợ. Tại cái này mạo hiểm bên trong, từng bước một đang chờ đợi hắn muốn cơ hội kia. Tại cơ hội tới thời khắc, hắn quyết định, phát động nhất kích chí mệnh. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, Tiểu Trúc Lâm. Hâm mộ ngươi, có thể học Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nguyệt Thần Hy nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, vượt qua cái này sau cùng một cái cây trúc, ném đến Nguyệt Thần Thiên Chỉ phương hướng. Hắn trực tiếp rút ra Đông Hoàng Kiếm, sách trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Nguyệt Thần Hy. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Uy uy, ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Đó là Nguyệt Thần Thiên Chỉ, là cấm địa, ngươi không thể đi. Nguyệt Thần Hy nghi hoặc hô to. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thì biến mất tại trước mắt hắn. Tình huống như thế nào a? Nguyệt Thần Hy mơ hồ. Mau tìm Đại Nguyệt Sư đi. Hắn vội vàng rời đi. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã đến Nguyệt Thần Thiên Chỉ trước mắt. Phía trước có một cái bao phủ tại trắng như tuyết pha trộn trong sương mù hồ nước. Đó là một mặt tiên hồ. Nguyệt Thần Thiên Chỉ thủ hộ kết giới, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới hạch, thì giấu ở cái này trong tiên hồ. Cùng lúc đó, tối thiểu có ngũ trọng thần cấp kết giới, đang bảo vệ kết giới này hạch. Cái này ngũ trọng thần cấp kết giới bình chướng tác dụng, cùng nhau không sai biệt lắm cùng thiên nguyên chấn ngục kết giới ngang hàng. Đây đã là phi thường cao cấp bậc phòng ngự. Liền xem như hiện tại Bồ Đề, đứng ở chỗ này, muốn đánh phá cái này ngũ trọng thần cấp kết giới, tối thiểu đều phải một canh giờ trở lên. Mà Lý Thiên Mệnh so với lúc trước xuyên qua thiên nguyên chấn ngục kết giới thời điểm, cường đại thực sự nhiều lắm. Hy Hoàng, người muốn giết ta, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh đã sớm minh bạch. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề, Viêm Hoàng nhân tộc, Nguyệt Thần tộc cùng Quỷ Thần tộc, tam tộc ở giữa dây dưa, nếu ai quá ngây thơ. Người nào liền sẽ bị chết thảm nhất.
Đây là chí mạng tam giác quan hệ. Lý Thiên Mệnh cùng Viêm Hoàng nhân tộc kẹp ở giữa, yếu nhất. Mặt khác hai tộc cũng có thể, diệt đi bọn họ. Làm người yếu nhất, tính mạng mình nguy cấp, hắn không có lựa chọn. Vốn là muốn ra ngoài, nhìn mình có thể mang bồ đề tiến đến. Hiện tại, người đã muốn ta chết, vậy cũng đừng trách ta, hủy ngươi Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, để bồ đề chính mình tiến đến. Không có ý tứ, các ngươi giết, ta mới có sinh lộ. Mang theo dạng này phẫn nộ chấp niệm, Lý Thiên Mệnh nhẫn đến hôm nay, rốt cục tại hằng tinh nguyên bạo phát trước đó, trùng hợp đế sư đi tìm Hy Hoàng, rời khỏi nơi này. Ngay cả như vậy, cái này Nguyệt Thần Thiên Trì bên trong, cường giả như mây. Lý Thiên Mệnh làm, chỉ có thể là giải quyết dứt khoát, liều chết đánh cược một lần. Hắn không nói hai lời, đi thẳng tới cái này ngũ trọng thần cấp kết giới trước đó, bắt đầu dùng tay trái hắc ám tí. Đi xé rách những thứ này tại bình chướng trạng thái thần cấp kết giới. Trộm thiên nhất tộc thiên phú động thủ, cái này thần cấp kết giới là không có động tính. Đây là chủng tộc thiên phú, căn bản kinh hãi không động được bất luận kẻ nào. Nhất trọng, hai trọng, tam trọng, nhẹ nhàng xé mở. Lý Thiên Mệnh phải tay mang theo Đông Hoàng kiếm, tay trái mở đường, từng bước một hướng bên trong hướng. Đế sư lúc nào cũng có thể trở về. Ta lúc nào cũng có thể thất bại, nhất định phải giành giật từng giây. Tầng thứ 5 kết giới, phá. Hắn đi tới Nguyệt Thần Thiên Trì. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia một mặt hồ nước khổng lồ, là huyết trì hơn gấp 10 lần. Toàn bộ hồ nước, kỳ thật đều là từ lít nha lít nhít thần văn tạo thành. Những thứ này thần văn, cũng là kết giới hạch bộ phận. Tại cái này Nguyệt Thần Thiên Trì bên cạnh, có một tòa lớn như vậy cung điện, đây chính là đế sư hành cung. Nàng bình thường ngay ở chỗ này sinh hoạt, bởi vì nàng yêu thích thanh tĩnh, tăng thêm kết giới hạch trọng yếu, không phải hạch tâm nhân viên, căn bản không đến được đến nơi đây. Cái gọi là Nguyệt Dạ tiểu trúc hạch tâm nhân viên, cũng chỉ có Thánh Nguyệt Sư cùng 10 cái Đại Nguyệt Sư. Thế mà, Đại Nguyệt Sư cũng không phải là thường xuyên lưu tại nơi này, bọn họ còn phụ trách tại Nguyệt Dạ tiểu trúc chỉ dẫn đệ tử tu hành. Cho nên, cùng một thời gian, lưu tại Nguyệt Thần Thiên chỉ Đại Nguyệt Sư, sẽ không quá nhiều. Làm Lý Thiên Mệnh vừa mới lúc tiến vào, đối diện thì đụng tới một cái dáng người mạnh mẽ, tư thế hiên ngang cô gái tóc ngắn, chính hướng về bên ngoài đi đến. Hai người tại chỗ đụng tới. Chính là hai ngày trước thấy qua Đại Nguyệt Sư, Nguyệt Thần Vô Xương. Nàng liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh. Nơi này chính là Nguyệt Thần Thiên Trì, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, quá không bình thường. Ngươi làm gì, ngươi vào bằng cách nào? Nguyệt Thần Vô Xương tại chỗ ngốc trệ. Nơi này nhưng có ngũ trọng thần cấp kết giới thủ hộ a. Ai cản ta thì phải chết. Đáp lại nàng, là Lý Thiên Mệnh một câu khàn khàn, lạnh lẽo. Rầm rầm rầm. Trước tiên bên trong, hắn tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Cùng lúc đó, tứ phương thần kiếm theo kiếp vòng phía trên đột nhiên xông ra, lóe chói lọi thiên địa. Dài 50 mét thân kiếm, tăng thêm tiếp cận thực thể trạng thái, hỏa diễm, ma khí, âm dương, băng hàn vần quanh. Bốn kiếm lăng không, nương theo bên cạnh thân, tại chỗ thẳng hướng bát thánh thiên cảnh giới Nguyệt Thần Vô Xương. Một người bốn thú bốn kiếm. Ngươi điên rồi đi ngươi. Nguyệt Thần Vô Xương đồng dạng mộng. Tình cảnh này, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng. Tại nàng hỗn loạn trong ánh mắt, một cái 17 tuổi tiểu hài tử, lại cho nàng mang đến uy hiếp chí mạng. Đầu tiên, cái kia thực vật hệ cộng sinh thú trực tiếp tại cái này Nguyệt Thần Thiên chỉ bên cạnh cắm rễ. Cơ hồ là giây phút đầu tiên, nó cái kia mấy ngàn thước lớn lên màu đen sợi rễ, liền vọt vào Nguyệt Thần Thiên Trì, vô hạn trưởng thành. Cái này màu đen sợi rễ lực xuyên thấu rất mạnh, thì một hồi này, tiên tiên tồn tại, liền đã ảnh hưởng tới, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, kết cấu. Dù sao, kết giới rất mạnh, nhưng là kết giới hạch, đối lập phía dưới, 10 phần yếu ớt. Nguyệt Thần Vô Xương rốt cục đã nhìn ra. Ngươi là sát thủ kia người, ngươi muốn phá hư kết giới hạch. Người nhất định phải chết. Đề phòng, có người muốn phá kết giới hạch. Nguyệt Thần Vô Xương thê lương kêu la. Cùng lúc đó, trước tiên nghênh chiến. Kỳ thật lòng của nàng là run rẩy, bởi vì ngay tại làm cái này đại nghịch bất đạo, không thể tưởng tượng sự tình người, lại là một cái 17 tuổi thiếu niên. Hy Hoàng Tân Sủng. Rầm rầm rầm. Tại nàng kêu to thời điểm, làm hoàng cái kia lớn như vậy thân thể, trực tiếp vượt qua nàng, vọt vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Trong lúc nhất thời, bọt nước đầy trời. Nguyệt Thần Thiên Trì, là đem kết giới hạch, dung hội ở trong nước, cho nên có đại lượng nước.
Lam Hoang một khi đến trong nước, chín tầng quỳ biển xoay tròn, trực tiếp thành Hải Dương Bá Vương. Trong lúc nhất thời, kết giới hạch ảnh hưởng càng lớn. Toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành, trực tiếp sôi trào. Vô số người nhìn đến, trên đỉnh đầu cái kia mang đến cảm giác an toàn Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, nguyên bản phòng thủ kiên cố, có thể bây giờ lại vặn vẹo, thiểm quang, chấn động, phát ra tiếng oanh minh âm. Thậm chí có sức mạnh tiêu tán, hướng về trong thành trì oanh tạc. Tình huống như thế nào? Có người tiến công kết giới. Sát thủ kia đến rồi. Liền Nguyệt Thần Thiên Thành cũng dám đến. Nguyệt Thần Thiên Thành, trực tiếp oanh động. Lý Thiên Mệnh biết, cái này mang ý nghĩa tiếp đó, tất cả cường giả, đều sẽ hướng cái phương hướng này mà đến. Không đúng, cái này không giống như là có người ở bên ngoài phá hư. Kết giới hạch bên kia có địch nhân. Kết giới hạch, có đế sư trấn thủ. Mọi người không nên hoảng hốt. Dù sao cũng là hoàng tộc, bọn họ tố chất cao rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Thần tộc, đều tại hướng Nguyệt Dạ Tiểu Trúc phương hướng mà đi. Mọi người chấn định, kết giới hạch tại Nguyệt Thần Thiên Trì, lấy ao nước làm căn cơ, chỗ tốt cũng là năng lực chịu đựng mạnh. Trước mắt Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới chỉ là đang rung chuyển, nói rõ có người tiến vào Nguyệt Thần Thiên Trì, nhưng muốn triệt để phá hư kết giới hạch, liền muốn triệt để hủy đi mất cả tháng thần thiên ao. Người bình thường thời gian ngắn căn bản làm không được, đế sư cùng hy hoàng, lập tức liền sẽ tru giết địch nhân. Nghe nói như thế, đại đa số người mới tỉnh táo. Điểm này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn dự liệu được việc này vô cùng khó khăn. Như thế nào, kết giới này hạch xây dựng ở trên nước, người đem nước nuốt, có thể đánh vỡ kết cấu của nó, tối thiểu muốn nuốt 1/5, chứa nổi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Cần thời gian, ta cùng muội muội cùng một chỗ phá hư. Lam Hoang gầm thét lên. Thành, thêm chút sức, không ai có thể ngăn cản các ngươi. Lam Hoang cần hoàn toàn đầu nhập phá hư bên trong, Tiên Tiên còn có thể phụ trợ chiến đấu. Chân chính áp lực rơi vào Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trên thân. Lúc này thời điểm, Nguyệt Thần Vô Xương đã xông về Lam Hoang. Ngăn lại nàng. Lập tức liền sẽ có số lớn cường giả buông xuống. Tự tiến đến một khắc này bắt đầu, ngoại trừ vạch mặt tử chiến, đã không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Thần Vô Xương là hạch tâm hoàng tộc, nàng thức thần tên là Trời Tối Báo Thần. Cái này Trời Tối Báo Thần hồn thân đen như mực, thân người báo bài, hai tay chính là hùng tráng thú chảo, cái kia móng vuốt giống như là trăng khuyết, mỗi một cây trọn vẹn đều có dài hơn 10 mét. Bọn họ tự Nguyệt Thần Vô Xương kiếp vòng bên trong sinh ra, trong nháy mắt giả thiên tế nhật. Bát thánh thiên cảnh giới bọn họ, hình thể đạt đến 300 mét trở lên. Nữ tử này tốc độ nhanh như lôi đình, cái kia Trời Tối Báo Thần hắc phụ lượn quanh, cả người hóa thành màu đen thiểm ảnh, xông về Lam Hoang. Tay nàng nắm một thanh trường thương màu đen thần binh, ước chừng là cấp 2 trật tự thần binh, mức độ, cùng trước Dương Thân Vương Đại Nhật Thần Luân Kiếm không sai biệt lắm. Muốn chết! Nguyệt Thần Vô Xương nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng bây giờ, có thể so sánh chỉ dẫn đệ tử tu hành thời điểm, muốn cuồng bạo nhiều. Thế mà, nàng còn không có hướng hai bộ, ngay phía trước lôi đình nổ tung. Tại vô số tia chớp nổ tung bên trong, một đầu toàn thân tắm rửa tại màu đen lôi đình cùng ma khí bên trong, nắm giữ mãnh hổ thân thể, hùng sư lông bầm cùng lực lượng, cũng có báo săn như vậy mạnh mẽ đế ma hỗn độn, xuất hiện tại hắn trước mắt. Xì xì xì, thiên lôi nổ vang, cửu trọng hỗn độn lôi giới, quấn quanh toàn thân. Miêu Miêu há miệng phun một cái kia ẩn chứa bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo thần thông hồn thiên điện ngục, tạo thành một cái đường kính đạt tới 200 mét tia chớp ma bàn, lăn trên mặt đất đi qua. Bằng tốc độ kinh người bao phủ, trực tiếp tại Nguyệt Thần Vô Xương trước mặt nổ tung. Ầm ầm, nổ tung tiếng oanh minh âm, lại lần nữa oanh động mất cả tháng đêm tiểu trúc. Phanh phanh phanh, Nguyệt Thần Vô Xương sáu đại hắc thiên báo thần hộ thể, đều bị Miêu Miêu lôi đình thần thông, nổ khí huyết quay cuồng, lùi lại mà đi. Hắn cái gì thời điểm, có thực lực như thế? Nguyệt Thần Vô Xương khuôn mặt đều cứng ngắc lại. Cái kia lôi đình bao phủ thân thể, điện nàng nhịn không được run. Thế mà càng khó chịu hơn chính là, khi nàng đột nhiên quay người thời điểm, một cái tóc trắng phấn khởi thiếu niên, hai mắt bên trong bắn ra hừng hực kim hắc sắc quang mang, trong tay Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, bốn phía tứ đại cự kiếm vần quanh, phát ra chói tai tiếng rít âm, ở trong đó một thanh Đông Thần Thái Hạo kiếm phía trên, còn cất giấu một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Màn này, quá nổ tung. Điện quang nổ tung bên trong, hắn toàn thân lóe lên, đột nhiên đánh tới. Nguyệt Thần Vô Xương
cho ta thời gian 3 cái hô hấp, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Thời gian 3 cái hô hấp, muốn mạng. Câu nói này nghe, quả thực khiến người ta bật cười. Có thể Nguyệt Thần Vô Xương căn bản cười không nổi. Nàng đến bát thánh thiên chi cảnh giới, đã thời gian rất lâu. Mấy chục năm không có đột phá, cho nên nàng rất khó lý giải, 17 tuổi đối thủ, đối với mình sinh ra uy hiếp như vậy, đến cùng là làm được bằng cách nào. Làm Lý Thiên Mệnh nói dứt lời trong nháy mắt, hắn một người bốn kiếm, tăng thêm huỳnh hỏa cùng miêu miêu, thì đang toàn lực chém giết. Đất đèn hỏa quang, một trong nháy mắt, đều rất quý giá. Tinh hồn phía dưới, Nguyệt Thần Vô Xương cắn răng một cái. Sống chết trước mắt, làm đại nguyệt sư, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nàng phút chốc dốc hết toàn lực. Trong tay, Hắc Thiên Quán Nhật Thần Thương, trùng sát mà ra. Toàn thân giới tử tinh luân nguyên lực, tuôn hướng cái này trật tự thần binh, hình thành bạo phát. Thần thể cùng thần binh, hỗ trợ lẫn nhau, cũng chỉ có thần binh, mới có thể gánh chịu đạp thiên chi cảnh tinh luân nguyên lực. Nhất thương kinh hồng, xuyên qua ngàn mét. Tử hồn ám tinh thương đạo. Một thương này giết ra, trong tay Hắc Thiên Quán Nhật Thần Thương thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra hơn vạn màu đen điểm sao. Có thể thấy được cái môn này thương pháp, cấp bậc của nó cũng đạt đến tam cảnh thần quyết, hiệu quả. So sánh lục đạo sinh tử kiếm, nó đồng dạng không có quá phức tạp bên trong bao hàm, có thể thương pháp bản thân phức tạp, lại đăng phong tạo cực. Nhất thương bên trong, biến hóa ngàn vạn. Cơ hồ bao trùm đầy, Lý Thiên Mệnh tất cả có thể trốn lui phương hướng. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh căn bản không có chạy trốn, hắn trực tiếp chính diện vọt tới. Chỉ là bản thể thi triển còn chưa đủ, Nguyệt Thần Vô Xương Hắc Thiên Báo Thần, bám vào tại trên người của nàng, đồng thời lao xuống. Thức thần đạo kiếp, bạo phát. Ong ong ong. Sáu người thân báo bài Hắc Thiên Báo Thần, đột nhiên tản ra, làm thành một vòng tròn, hắn trên thân cái kia vô tận hắc vụ bắt đầu bao phủ. Khi chúng nó phun ra một cái màu đen hình cầu, tại vị trí trung tâm sau khi đụng, đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen hắc vụ bao phủ, treo ở Nguyệt Thần Vô Xương trên đỉnh đầu, cùng kỹ thuật bắn của nàng phối hợp, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Kinh khủng thôn hấp chi lực, theo cái này thức thần đạo kiếp, trời tối minh động, bên trong truyền đến. Lý Thiên Mệnh bên người bùn đất, hồ nước, cát đá, thậm chí là cây cối đều nhổ tận gốc, bị cái này trời tối minh động hút tới trước mắt, trong nháy mắt bị rào sát vỡ nát. Đây hết thảy, Nguyệt Thần Vô Xương cơ hồ tại một hơi thời gian bên trong, liền đã hoàn thành. Bọn họ thức thần tu luyện giả, đạt tới bát thánh thiên, cơ bản cũng là Nguyệt Thần tộc nhân vật có mặt mũi. Nàng giờ phút này triển hiện ra bản sự, đủ mạnh mãnh liệt, cũng làm cho Lý Thiên Mệnh thu hồi tất cả kiêu ngạo, toàn lực ứng phó. Giết! Phốc phốc phốc! Tiên tiên gần nhất học tập một môn, hai cảnh thần quyết, chiến quyết, cái này chiến quyết là Lý Thiên Mệnh, tại Tử Diệu tinh thần tháp tu luyện trung gian một lần khe hở, đi khiêu chiến tòa thứ ba cổ thần tượng có được. Kỳ danh là Thiên Nữ Tán Hoa Tiên Pháp, chuyên môn vì tiên tiên chế tạo riêng. Nó không cần quá tinh thông, dựa vào thánh quang đằng mạn, chỉ cần có thể thô sơ giản lược thi triển đi ra, làm cái này thánh quang đằng mạn số lượng, đạt tới hơn vạn điều thời điểm, hình thành uy lực, vẫn tương đương to lớn. 333. Những cái kia thánh quang đằng mạn, toàn bộ hóa thành bóng roi, theo Hắc Thiên Báo Thần đằng sau quất đánh, đánh đến linh thể của bọn nó đều ra chóc thịt bong. Đây chỉ là mở màn kịch. Tại thánh quang đằng mạn cùng vô số lôi đình oanh tạc bên trong, hai đạo huyết sắc lôi đình trường mâu, đúng vào lúc này, đột nhiên quán xuyên hai cái Hắc Thiên Báo Thần đầu. Cái này hai cái đầu, tại chỗ nổ tung, bị huyết sắc lôi đình chìm ngập. Đây là miêu miêu điệp ra bôn lôi kiếp càn khôn điện mâu. Một âm một dương, song lôi điệp ra, chỉ cần nửa cái hô hấp thời gian, liền có thể đánh vỡ thức thần. Hai cái này Hắc Thiên Báo Thần đầu bị hao tổn, dẫn đến thức thần đạo kiếp uy lực, sinh ra trình độ nhất định sụp đổ, làm đến cái này trời tối minh động xoay tròn cùng hút vào, đều dừng lại một chút. Lần này đình trệ, đối Nguyệt Thần Vô Xương tới nói, tuyệt đối chí mạng. Tại trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia quang ảnh lóe lên, một đôi trường kiếm đánh tới, vô số trăng sáng đột nhiên bốc lên, đồng dạng phức tạp nhưng cao thâm hơn kiếm ý bạo phát. Làm cái kia vô số trăng sáng sinh ra thời điểm, làm Lý Thiên Mệnh tứ phương thần kiếm, ra đời lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ma khí ngập trời, trắng đen xen kẽ cùng băng lãnh âm hàn các loại ánh trăng, toàn bộ hội tụ tại hoàn chỉnh trong kiếm trận thời điểm. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, một chiêu, đã hoàn thành. Đây là Nguyệt Chi Thần Cảnh, nổi danh nhất chiến quyết,
lại tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, xuất hiện tại một cái ngoại địch trong tay. Thực tế như vậy, lại lần nữa xé rách Nguyệt Thần Vô Xương Tâm. Một kiếm hải thượng sinh minh nguyệt, tứ phương thần kiếm nương theo, càng thêm kín không kẽ hở kiếm trận, hoàn toàn khóa cứng Nguyệt Thần Vô Xương. Đến thời khắc này, thời gian mới đi qua hai hơi. Thứ ba hơi thở, huỳnh hỏa gào thét xuất hiện. Đầy trời luyện ngục hỏa ảnh, vô số hỏa điểu hạ xuống. Tử vong luyện ngục điệp ra cùng phần thiên vũ linh hai đại thần thông, lại phối hợp huỳnh hỏa thi triển lục đạo sinh tử kiếm, cùng miêu miêu cùng một chỗ, từ trên trời giáng xuống. Vô số hỏa diễm, tia chớp cùng sát chiêu, triệt để đem hắc thiên báo thần thức thần đạo kiếp, ầm vang hủy diệt. Cả một cái trời tối minh động, nổ bể ra đến. Cái kia tử vong luyện ngục đụng vào hắc thiên báo thần phía trên, thần thông uy lực, để hắc thiên báo thần phát ra từng tiếng kêu thảm, hình thể tới gần tại ảm đạm. Bọn họ khua tay to lớn thú chảo, muốn xé rách luyện ngục hỏa ảnh tử vong luyện ngục, thế mà những cái kia đều là phân thân, coi như xé rách, đều sẽ nổ tung. Mà huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, đã đâm tới Nguyệt Thần Vô Xương sau lưng. Sau lưng là lục đạo sinh tử kiếm, trước mắt là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Song kiếm hợp nhất, một trước một sau. Tăng thêm tứ phương thần kiếm kiếm trận uy lực, một bộ này tất sát áp chế lại, tại cái này thứ thời gian ba cái hô hấp bên trong. Nguyệt Thần Vô Xương tử hồn ám tinh thương đạo trăm ngàn chỗ hở, bị áp chế phá hủy. Lý Thiên Mệnh từng kiếm một giết ra sao hỏa, tại tứ phương thần kiếm xuyên qua hắc thiên báo thần thời điểm. Hắn đông hoàng song kiếm, còn có huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, cơ hồ trong cùng một lúc, một trước một sau, xuyên thủng Nguyệt Thần Vô Xương mệnh môn. Phốc phốc phốc, Nguyệt Thần Vô Xương một tiếng cũng không có la đi ra, trừng lớn hai mắt, bị mất mạng tại chỗ. Ba hơi cũng là ba hơi. Tuyệt đúng không sai. Ây! Nàng hai tay run rẩy, trường thương rơi xuống đất. Tóc ngắn ở trước mắt lắc lư một chút, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, thõng xuống đầu. Tại trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn nàng một cái, thì quất ra trường kiếm, vượt qua nàng, xông về mới chiến trường. Nguyệt Thần Vô Xương, chỉ là cái thứ nhất. Đã vạch mặt, đi lên chém giết đường. Tiếp đó, không có khả năng quay đầu lại. Hắn muốn dẫn về Tiểu Phong. Muốn giữ vững Viêm Hoàng nhân tộc, thủ hộ gia viên, hắn không có lựa chọn. Giết một tháng thần vô xương, phía trước còn có mấy cái. Thời gian ba cái hô hấp đối chiến, tối thiểu bốn cái đại nguyệt sư, đã tòng nguyệt thần thiên ao bên cạnh cung điện vọt ra. Kỳ thật, tự Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thời gian mới đi qua rất ngắn rất ngắn. Cái kia bốn cái đại nguyệt sư mới ra đến, liếc mắt liền thấy, Nguyệt Thần Vô Xương tại Lý Thiên Mệnh dưới kiếm mất mạng. Bọn họ tối thiểu ngốc trệ 5 cái hô hấp thời gian. Thời gian này, Lý Thiên Mệnh ngăn cản tại bọn họ trước mắt, mà Lam Hoang cùng Tiên Tiên, còn tại Nguyệt Thần Thiên Chỉ bên trong tàn phá bừa bãi, hút vào ao nước. Ao nước càng ít, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, càng là dung chuyển, thậm chí lực lượng hệ thống sụp đổ, chủ động oanh tạc Nguyệt Thần Thiên Thành. Loạn hơn, những thứ này đại nguyệt sư, đều là trưởng bối. Việc này lại khó có thể tin, bọn họ đều phản ứng lại. Nhanh, giết hắn. Bọn họ nộ hống. Nguyên một đám không kém gì Nguyệt Thần Vô Xương cường giả, vây giết mà đến, cực kỳ giống bọn họ vây giết Bồ Đề. Thậm chí, cùng lúc đó, cái kia một tòa cung điện bên trong, còn truyền tới một không nhịn được thanh âm nam tử. Người nào mẹ nó tại lão tử lúc uống rượu ồn ào, muốn chết thật sao? Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn là ai. Nguyệt Chi Thần cảnh phía trên mạnh nhất bản nguyên thú tộc. Đế sư phu quân. Thánh Nguyệt Sư. Tên của hắn, gọi là, Liễu Thanh Hoan. Nguyệt Thần Thiên Thành. Ong ong. Lần thứ 18. Lâm Tiêu Tiêu nhìn lấy Khương Phi Linh, theo vỡ nát, lại đến ngưng kết, bây giờ coi như khôi phục nhân dạng, thần sắc cũng có chút tối nhạt, bờ môi cũng bị mất huyết sắc. Không có chuyện, ta còn có thể. Khương Phi Linh dùng lực gạt ra vẻ tươi cười nói. Linh Nhi, thời gian càng ngày càng dài. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thời gian nào? Khương Phi Linh hỏi. Trọng tổ thời gian, Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái này, lần này dùng bao lâu? Nàng khẩn trương hỏi. Một phút, ta cảm giác, thân thể của ngươi, có chút bộ phận, đều đã bay tới bầu trời. Lâm Tiêu Tiêu yêu thương mà nói. Trên trời, không có việc gì, vậy thì tương đương với ta miễn phí bốn phía du lịch một chuyến, thật không có chuyện, mà lại, ta tại mạnh lên đâu, Tiêu Tiêu. Không có chuyện gì, không có việc gì. Khương Phi Linh cắn môi một cái, một mực tại an ủi nàng. Không có việc gì. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt tay của nàng.
Cái gì không có việc gì a? À? Lại nổ một lần, đều lên trời, không có việc gì. Huy Dạ Thi lẩm bẩm miệng nói. Ngươi cút, Lâm Tiêu Tiêu cả giận nói. Ta chính là cảm giác đến các ngươi hai cái, lão tự mình an ủi vô dụng, tiếp tục như vậy nữa, nàng liền Lý Thiên Mệnh sau cùng một mặt cũng không thấy, tu vi tiến bộ có làm được cái gì a? À? Như vậy đi, ta không thèm đếm xỉa, ta là Nguyệt Thần tộc, hiện tại Lý Thiên Mệnh vào cung, cũng không ai phản ứng ta, ta thì ẩn vào đi, nhìn ta có thể hay không tìm tới hắn, cùng hắn nói một chút tình huống của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không được, Khương Phi Linh lắc đầu nói. Không được cũng phải được, ta lại không thuộc sự quản lý của ngươi. Dù sao ta cảm thấy, ngươi cất giấu là không đúng, có việc liền phải làm cho đối phương biết. Hắn có hiểu rõ tình hình quyền. Ta trước kia không hiểu chuyện kém chút hại ngươi, ta đi vào một lần, coi như báo đáp ngươi đi. Huy Dạ Thi nói. Nói xong, nàng đứng dậy, hơi vung tay, mười phần tiêu sái, sải bước, hướng về Nguyệt Thần Thiên Thành mà đi. Để cho nàng đi thôi, nếu như nàng có thể tìm tới Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh nhắm mắt lại. Có chút sinh khí, nàng nói. Bởi vì Huy Dạ Thi, Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không phải. Nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cái kia là bởi vì cái gì? Muốn sống, lại thật là khó. Thiên đạo giống như đối với ta không công bằng, lại rất công bình, dạng này khiến người ta bài bố cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Khương Phi Linh nói. Sẽ khá hơn, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hy vọng tốt lúc thức dậy, ta vẫn là chính mình đi. Nàng nói. Dưới ánh trăng, nàng nắm chặt song quyền. Rời đi Chu Tước Quốc mấy năm qua này. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nàng cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ có nghiến răng nghiến lợi, cũng sẽ có không cam lòng thời điểm. Trong tay của nàng, nắm thiên linh chi luyến, đây là nàng lần lượt, sống sót môi giới. Huy Dạ Thi tiến vào. Các nàng nhìn ra xa, nhìn thấy màn này. Đúng vào lúc này, các nàng trong mắt Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, nguyên bản, trời trong gió nhẹ, bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, kết giới này, bắt đầu chấn động, rối loạn. Chậm rãi đi hướng sụp đổ. Kết giới hạch xảy ra vấn đề, có thể là hắn, xem ra muốn cá chết rách lưới. Khương Phi Linh nói. Sớm biết, thì không cho Thi Thi tiến vào. Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Ừm, tình huống càng nguy cơ. Hắn khả năng, là muốn dẫn bồ đề đi vào. Nếu như bồ đề tại phụ cận, hắn hẳn là có thể thấy được. Hai người liếc nhau, tâm tình bắt đầu khẩn trương lên. Coi như Lý Thiên Mệnh có thái nhất tháp. Nàng vẫn là lo lắng. Linh Nhi, Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên thanh âm biến đến khàn khàn, khẩn trương. Ngươi nhìn bên kia. Theo Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt, Khương Phi Linh mờ mịt nhìn qua. Rừng cây một bên khác, rừng rậm phía dưới, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu cô nương, ngồi ở trên một nhánh cây, tới lui bắp chân, nhìn lấy Nguyệt Thần Thiên Thành phương hướng. Nàng tuổi không lớn lắm, trong tay còn ôm lấy một cái tử sắc tiểu nhân ngẫu nhiên nhi. Là quỷ thần, Lâm Tiêu Tiêu nói. Đây là thái cổ tà ma phán đoán. Chỉ có bồ đề, mới có thể đem quỷ thần, mang đến nơi đây, điều này nói rõ, bồ đề tại phụ cận. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Xuyệt, đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích. Các nàng cất giấu, chăm chú nhìn chằm chằm cô bé kia. Cái kia toàn thân trắng như tuyết tiểu cô nương, cũng không nhìn thấy các nàng. Đúng vào lúc này. Tiểu cô nương kia đủ kiểu nhàm chán, nhảy xuống nhánh cây. Nàng vuốt vuốt ngẫu nhiên ném trên mặt đất, Khương Phi Linh các nàng cái này mới nhìn rõ ràng, đây không phải là một cái con rối, mà chính là một cái, đã chết đi Nguyệt Thần tộc trẻ sơ sinh. Khả năng đã chết đi đã lâu, cho nên toàn thân, đều đã là tử sắc. Giống, cô bé kia tại rơi xuống đất thời điểm, hóa thành một đầu màu bạc cự lang, sau đó, há miệng đem cái kia trẻ sơ sinh nuốt vào. Một trận nhấm nuốt, liền xương cốt, đều không phun ra. Bốn cái đại nguyệt sư, so Lý Thiên Mệnh dự tính phải nhiều. Những người này vừa ra tới, thì gặp mặt Nguyệt Thần vô xương, cái chết. Khi bọn hắn khó có thể tin, mà lại giận không nhịn nổi thời khắc, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ không thèm đếm xỉa sinh tử chém giết, không còn cách nào khác. Thế nào lại là ngươi? Hắn cũng là cái kia Lý Thiên Mệnh. Hắn giết vô xương. Một cái bệ hạ tân thu tuổi trẻ, sủng phi, xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Trì, một bên phá hư kết giới hạch, một bên giết người. Dù là có quá nhiều khó có thể tin, bốn người bọn họ đều thẳng tiếp đem thức thần, theo kiếp vòng bên trong dẫn xuất. Bốn người cùng nhau, khoảng chừng 24 thức thần,
mỗi cái đều là bát thánh thiên chi cảnh giới. Khác giết chết, giao cho bệ hạ. Chúng ta ngăn lại hắn, các ngươi hai cái, đi trước ngăn cản hắn cộng sinh thú, phá hư kết giới hạch. Đất đèn hỏa quang ở giữa, bốn người bọn họ thì làm xong an bài. Nguyệt thần vô xương là bọn họ nhiều năm hảo hữu. Bây giờ gặp nàng chết thảm trước mắt, bốn vị này lồng ngực, cơ hồ đều muốn nổ tung. Nguy cơ lại đến. Không chỉ là bọn hắn, cung điện kia trong cửa lớn, lúc này thời điểm còn bay ra một cái ăn mặc nhếch nhác nam tử. Hắn đầy mặt đỏ sậm, liếc một chút đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Chính là cửu tôn thiên ngự thú sư, Liễu Thanh Hoan. Hai người vây giết, hai người khác mang theo 12 cái thức thần, đi ngăn cản tiên tiên cùng Lam Hoang, còn có một cái cửu tôn thiên cao thủ xuất hiện. Bày ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, tiếp tục ẩn tàng thức thần, bảo đảm không có sơ hở nào. Đầu thứ hai, không thèm đếm xỉa hết thảy, đem giết người, phá kết giới hạch làm mục tiêu. Nếu như lựa chọn điều thứ nhất, căn bản không có khả năng đạt thành cái này mục tiêu. Đầu thứ hai mạo hiểm lớn, nếu như bại lộ, Dạ Lăng Phong rất có thể nhất định xong đời. Muốn làm loại này lựa chọn, cần rất lớn bá lực. Làm cường địch đột kích thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán, quyết định thật nhanh, lựa chọn đầu thứ hai. Cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định phải đem cái này 5 cái đối thủ, toàn bộ giết sạch. Mà lại, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Các vị, không có đường lui, dốc hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh nặng quát một tiếng. Biết, dù sao có thanh linh tháp tại, không chết được. Huỳnh hỏa bọn họ lần này tiến hóa, đạt đến hơn 4.000 ngôi sao, làm cho chúng nó đơn thể chiến đấu lực tăng vọt, viễn siêu thức thần. Dù là Lý Thiên Mệnh có 10 cái thức thần, bọn họ vẫn kéo gần lại rất nhiều, cùng Lý Thiên Mệnh chi ở giữa chênh lệch. Lại thêm thần hỏa kiếp, bôn lôi kiếp chờ một chút mệnh kiếp thủ đoạn, kỳ thật bọn chúng đơn thể chiến đấu lực, cơ hồ đều có thể tới gần bát thánh thiên trình độ. Huỳnh hỏa hơn 4.700 ngôi sao, loại này điểm sao số lượng, tại trật tự chi địa đều không thể khinh thường. Chém giết Nguyệt thần vô xương, bọn họ cơ bản không dùng bao nhiêu chiến đấu lực. Bây giờ tại Lý Thiên Mệnh một tiếng, dốc hết toàn lực, hiệu lệnh phía dưới, tứ đại cộng sinh thú, ngoại trừ Lam Hoang vì phá hư kết giới hạch chủ lực bên ngoài, còn lại 3 cái, đều bạo phát. Cái kia khởi nguyên thế giới thụ, tứ đại bông hoa, tứ đại thần thông đủ dùng. Thánh quang đằng mạn, phệ huyết kiếm vũ, vĩnh dạ ma chú, tam hồn ma âm đồng thời thi triển, bao trùm tất cả nguyệt thần thiên chỉ phạm vi. Nó thánh quang đằng mạn số lượng to lớn, thi triển hai cảnh thần quyết cấp bậc roi pháp, thánh quang bay múa đầy trời. Mặc kệ đối phương có mấy cái thức thần, nó đều dây dưa đi lên. Tại nó yểm hộ dưới, cái kia phóng tới Lam Hoang hai cái đại nguyệt sư, bị Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu phân biệt ngăn lại. Một đầu cộng sinh thú, cũng dám ngăn trở ta. Đối phương cười nhạo. Quang là chính hắn, đều có 6 cái thức thần. Bát thánh thiên cảnh giới, ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả đối chiến, ngự thú sư cộng sinh thú đơn thể tuy nhiên mạnh, có thể tổng thể số lượng không bằng thức thần. Tại loại này tinh anh giai cấp quyết đấu, ngự thú sư, chưa hẳn có thể đánh được thức thần tu luyện giả. Lại càng không cần phải nói, thì một cái cộng sinh thú, đều dám ngăn trở tới. Ha ha, còn dám tại kê ra trước mặt đựng, lập tức để ngươi hoa cúc rực rỡ. Huỳnh hỏa hỏa diễm phân thân hơn vạn, nó cố ý để thân thể thu nhỏ, phân thân đồng dạng đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dạng này quả thực có thể đem người cuốn lấy. Mặc kệ là phần thiên vũ linh còn là tử vong luyện ngục, cái này hai đại thần thông phối hợp tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, khóa chặt một cái đại nguyệt sư. Cùng lúc đó, vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm hai đại thần thông, một cái bạo loạn, một cái mê hồn, đối cái này 4 cái đại nguyệt sư, đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Loại ảnh hưởng này, sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Một bên khác, Miêu Miêu thì càng đơn giản hơn. Nó hóa thân đế ma hỗn độn, lôi đình thần thông oanh tạc, cùng một cái khác đại nguyệt sư tử chiến. Đối phương không yếu, có thể Miêu Miêu thần thông hỏa lực quá mức hung mãnh, dẫn đến nàng trong lúc nhất thời, cũng không có thể ngăn cản Lam Hoang. Đương nhiên, đơn độc một cái cộng sinh thú, muốn ngăn trở bát thánh thiên thức thần tu luyện giả còn là rất khó. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu đều có bị đối phương trúng đích, áp bách, thậm chí Miêu Miêu còn bị bổ mấy kiếm, da chóc thịt bong. Đáng tiếc có thanh linh tháp tại, thương thế mãnh liệt khỏi hẳn, cơ bản tương đương lông tóc không thương. Nói thật, cái này thanh linh tháp, cực lớn tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu không, bọn họ chịu không được bao lâu thời gian. Đương đương đương, Huỳnh hỏa kiếm vũ,
cùng đối phương trường kiếm kịch liệt đụng nhau. Thức thần tu luyện giả yếu hạng, cũng là thức thần không thể đơn độc rời đi tu luyện giả quá xa. Cho nên, coi như mỗi cái đối thủ, đều có 6 cái thức thần. Bọn họ thức thần, đều không cách nào đơn độc vượt qua Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Hai bọn chúng, thừa nhận áp lực cực lớn, toàn lực tử chiến. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm lăn lộn, kiếm khí quét ngang, lôi đỉnh oanh tạc, roi dài gào thét. Huỳnh Hỏa huyễn ảnh trùng điệp, Miêu Miêu tốc độ nhanh, thần thông vô lại. Đơn đấu bát thánh thiên thức thần tu luyện giả, muốn bắt lại đối thủ, gần như không có khả năng, nhưng đối phương cũng rất khó thời gian ngắn, chế phục có thanh linh tháp bọn họ. Cái này cho Lý Thiên Mệnh, tranh thủ đến thời gian quý giá. Ở trước mặt hắn, còn có hai cái đại nguyệt sư, đang toàn lực trấn áp hắn. Mắt thấy cái kia Liễu Thanh Hoan rất có thể sẽ động thủ, Lý Thiên Mệnh tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn chỉ muốn dùng lại lần nữa thời gian ba cái hô hấp, lại giết hai người. Hai vị này đối thủ, một cái thức thần, chính là 6 thanh lập lòe 300 mét cự kiếm, như là đám mây tạo thành, chính là, lăng tiêu cự kiếm. Một cái khác thức thần, thì là thực vật hệ, gọi là thực mộng hoa. Cái này 6 cây thực mộng hoa có to lớn bông hoa, cái kia bông hoa lại như là dã thú đầu, có một trương miệng to như chậu máu. Há miệng khẽ cắn, tựa hồ cũng có thể xé rách hồn phách. Cái này thực mộng hoa có rất mạnh linh hồn năng lực tiến công, nó cắn xé. Không chỉ đối thức thần thương tổn rất lớn, đối mệnh hồn cũng có lực sát thương. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp tọa trấn mệnh hồn, cho nên cái này thực mộng hoa, rất khó đối bản thể của hắn, hình thành lực sát thương. Hết thảy 12 cái thức thần, 6 thanh kiếm lăng không đâm xuyên, phối hợp cái kia đại nguyệt sư kiếm pháp, sau đó thực mộng hoa thì điên cuồng cắn xé mà đến, muốn cắn Lý Thiên Mệnh tứ phương thần kiếm. Lý Thiên Mệnh, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, tiếp nhận bệ hạ thẩm phán. Ngươi như nghe lời, bệ hạ nói không chừng có thể theo nhẹ xử lý. Khác ngoan cố chống lại, ngươi không có bản sự này. Hai người một bên ngôn ngữ, một bên động thủ, hai bên vây quanh, rõ ràng lòng tin 10 phần. 4 cái đại nguyệt sư liên hợp xuất thủ, muốn là bắt không được một cái 17 tuổi tiểu hài tử, vậy coi như thật, não tử đều muốn nổ tung a. Bọn họ vốn lòng tin tràn đầy, lại vạn vạn không nghĩ đến, tại bọn họ lời nói âm vừa hạ xuống xong. Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú cùng một chỗ phản kháng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, kiêu dũng thiện chiến, kinh hãi bạo nhãn cầu. Thế mà, càng khiến người ta nội tâm cuồng loạn, hét lên kinh ngạc, liền thần hồn đều chấn động người, là Lý Thiên Mệnh. 12 đại thức thần áp chế dưới, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm vọt tới trước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, toàn thân tinh luân nguyên lực so sánh bát thánh thiên, không tính cường đại. Có thể trên người hắn lại bạo phát ra kinh khủng thức thần chi lực. Trong lúc nhất thời, kiếm khí gào thét, thiên địa cộng minh. Ra, cong 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 cong, liên tục 6 thanh kiếm tức điên nứt. Hai vị đại nguyệt sư ngốc trệ nhìn đến, cái kia Lý Thiên Mệnh trên thân, liên tiếp xông ra khác biệt thức thần trường kiếm. Trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm. Thái hư trụ vương kiếm, vô lượng giới vương kiếm. 6 kiếm hoàn toàn khác biệt. Có tinh thần sáng chói, có rộng lượng như thiên nhất giới diện, có chúng sinh hội tụ, có như chết phong luân hồi, có đến từ thời gian, có cắt chém không gian. Lại phối hợp ban đầu 4 thanh kiếm, trong lúc nhất thời, 10 đại kỳ nguyên thần kiếm, toàn bộ hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Dù là mỗi một thanh kiếm, đều so lăng tiêu cự kiếm muốn nhỏ, thế nhưng là càng thêm phong mang, càng thêm huyền ảo cẩn trọng. Bởi vì hồn phó quan hệ, bọn họ cũng càng thêm ngưng thực. 4, thêm 6, 10, 10 thanh kiếm. 10 cái thức thần. Hai vị này đại nguyệt sư, tại chỗ thét lên. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chứng kiến, 10 cái kiếp vòng, đối với thức thần tu luyện giả tâm linh rung động. Bọn họ thét lên, thất thanh, thậm chí trên tay chém giết động tác, hoàn toàn biến hình. Cả người đều ở trong cuộc đời, lớn nhất khó có thể tin ngốc trệ bên trong. Bao quát thánh nguyệt sư ở bên trong 5 cái đối thủ, đều thấy được thập đại thức thần sinh ra. Bọn họ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn cho là mình tính sai. Lăng tiêu cự kiếm, thực mộng hoa, cái này 12 cái thức thần, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Không có khả năng. Cửu nguyệt thần nữ đản sinh thời điểm, tại chỗ 5 người, đều cho rằng không có khả năng. Thẳng đến bọn họ tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Một cái huyết thần khế ước ngự thú sư, có 10 cái kiếp vòng. Trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn.
liền cái ót, đều là chết lặng. So với Huy Nguyệt Hải phản ứng, bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không muốn để cho người khác biết cái này thập đại thức thần sự tình. Cho nên, một khi lấy ra đến, nhất định phải giết người, mà lại muốn giết đến nhanh chuẩn hung ác. Hắn một câu nói nhảm đều không có. Mười đại kỷ nguyên thần kiếm vừa ra, một đôi đông hoàng kiếm nơi tay, một người mười kiếm, toàn bộ thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Thập đại thức thần, đồng thời phối hợp đông hoàng kiếm, sẽ chỉ đem nguyệt dạ tiểu sát kiếm uy lực, lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Loại này coi trọng tự thân cùng thức thần phối hợp kiếm pháp, cực kỳ thích hợp Lý Thiên Mệnh. Mỗi một cái thức thần trường kiếm, đều có thể gia tăng một loại kiếm thế khác biệt biến hóa. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh có thể nhất tâm nhị dụng, cơ hồ tương đương 12 người, đồng thời thi triển một kiếm. Mỗi một người kiếm thế đều không giống nhau, từ đó hình thành hoàn mỹ phối hợp. Hải thượng sinh minh nguyệt. Cái này nhất sát, cơ hồ có 12 loại hoàn toàn khác biệt minh nguyệt kiếm khí. Tăng thêm đằng sau 6 thanh kiếm sau, có trăng sáng bốc lên, trong đó chòm sao hội tụ, có thì như một chương trong suốt đĩa tròn. Thậm chí còn hội tụ có, cùng loại khương phi linh thời không chi lực. Giết! Lý Thiên Mệnh sáng chói sáng lóng lánh. 12 kiếm thành kiếm trận, hướng về hai cái đại nguyệt sư phủ đầu bao phủ. Cái kia thánh nguyệt sư Liễu Thanh Hoan, lúc này vừa kịp phản ứng, cũng đã hơi trễ. Chớ nói hắn, bị Lý Thiên Mệnh công kích hai người, thẳng đến kiếm trận phía trên, bọn họ mới kinh hồn thất thố, hốt hoảng ứng đối. Đừng động thủ, ngươi là tuyệt thế kỳ tài, chúng ta không dám động tới ngươi. Ngươi là cái kế tiếp cửu nguyệt thần nữ. Bọn họ thất thanh hô to, chỉ có thể dùng thức thần tới chặn kiếm. Chỉ là bọn hắn rất kỳ quái, Lý Thiên Mệnh vì cái gì, liền không thể nghe bọn hắn nói chuyện đâu. Bọn họ đều từ bỏ chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản nhìn không được, Lý Thiên Mệnh tất sát chi kiếm. Hắn vì thế dùng tới hết thảy lực lượng. Đương 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 đương. Tại Đông Hoàng kiếm cùng 10 đại kỷ nguyên thần kiếm xuyên thấu phía dưới, mặc kệ là Lăng Tiêu cự kiếm vẫn là Thực Mộng Hoa, hoàn toàn bật nát. Phốc phốc, kiếm vỡ vụn, hoa xé rách. Đừng, đừng, đừng giết a, hiểu lầm. Hai người lớn tiếng thét lên. Thế mà, bọn họ chỗ đã thấy, chỉ có Lý Thiên Mệnh lạnh lùng ánh mắt. Không có ý tứ, ta không muốn chết, cũng không muốn khiến người ta bài bố. Cho nên, chỉ có thể các ngươi chết rồi. Hôm nay Hy Hoàng đều có thể bài bố chính mình, hắn suy đoán trật tự thiên tộc, sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Lớn nhất gần một chút tao ngộ, để hắn hiểu hơn. Tại cường giả trước mặt, cái gì thiên tài đều là chê cười. Không có có chỗ dựa, cũng là mang ngọc có tội. Không muốn chết, không muốn làm khôi lỗi, vậy thì phải thông minh, còn phải hung ác. Phốc phốc phốc, tại nguyệt dạ tiểu sát kiếm bạo sát phía dưới, hai cái này đại nguyệt sư, bước nguyệt thần vô xương theo gót. Trên cơ bản, Lý Thiên Mệnh thập đại thức thần trường kiếm vừa mới hiện ra, bọn họ đều bị dọa đến gần chết. Chiến đấu dũng khí, tiếp cận là không. Đương nhiên, lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại 10 đại kỷ nguyên thần kiếm nguyệt dạ tiểu sát kiếm cường độ, thì coi như bọn họ toàn lực phản kháng, đều chưa hẳn chống đỡ được. Đông Hoàng kiếm sở hướng, hai bộ thi thể, mờ mịt ngã xuống. Còn thừa lại ba cái, Lam Hoàng, tăng thêm tốc độ. Lý Thiên Mệnh một khắc đều không có dừng lại, nắm Đông Hoàng kiếm, sát khí lẫm liệt, xông về hắn mạnh nhất đối thủ. Cửu Tôn Thiên, Thánh Nguyệt Sư. Liễu Thanh Hoan cũng không tính chậm. Tại Lý Thiên Mệnh thập đại thức thần vừa ra thời điểm, hắn thì động thủ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh giết người quá nhanh, hắn mới từ cung điện đi ra, không ngăn trở kịp nữa. Trước mắt nhìn, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, Tiên Tiên dựa vào mệnh kiếp cùng thần thông, lại có Thanh Linh Tháp, còn có thể cuốn lấy hai vị kia đại nguyệt sư. Lam Hoàng cùng Tiên Tiên sợi rễ, còn đang toàn lực hút nước. Theo thời gian trôi qua, kết giới hạch phá hư trình độ, càng lúc càng lớn. Bên ngoài đã truyền đến thanh âm huyên náo. Cục diện gấp gáp tới trình độ nào, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Hắn hiểu hơn. Hiện tại thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều xuất hiện, hắn chẳng những muốn phá hư kết giới hạch, hắn còn muốn đem tất cả thấy qua người, đều giết sạch. Cái này Thánh Nguyệt Sư, Liễu Thanh Hoan, hẳn phải chết. Mang dạng này sát cơ, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cùng danh tự Mùi Khai Liễu Thanh Hoan, đụng vào nhau. Gia hỏa này đồng dạng nghiện rượu như mạng, nhưng hắn cùng Lý Vô Địch, Âu Dương Kiếm Vương khác biệt. Hắn là địch nhân. Cho dù là hiện tại, thập đại thức thần hiện thân,
Liễu Thanh Hoan nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy uy hiếp. Ngươi có nhiều như vậy thức thần, trực tiếp chiếu cáo thiên hạ không phải, ngươi tại cái này giết người, phá hư kết giới, xính cái gì anh hùng? Liễu Thanh Hoan trầm giọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn ngăn cản ta, đánh vỡ kết giới hạch A. Lý Thiên Mệnh nói. Đây không phải nói nhảm sao, liền xem như trật tự thiên tộc tại cái này dương oai, đối nguyệt thần tộc bất lợi, lão tử đều phải vặn phía dưới đầu của hắn. Liễu Thanh Hoan nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh liền hiểu. Không quan tâm hắn là nguyệt thần tộc, vẫn là bản nguyên thú tộc, hắn đều là địch nhân của mình. Có lẽ hắn thật không dám giết chính mình, nhưng là, hắn nhất định sẽ ngăn cản, chính mình phá hư kết giới hạch. Cái kia là đủ rồi. Trên thực tế, Liễu Thanh Hoan đã tại ngăn cản hắn. Hắn là bản nguyên thú tộc, hắn cộng sinh thú mới vừa rồi còn tại bên trong cung điện kia, sớm tại Lý Thiên Mệnh giết Đại Nguyệt Sư thời điểm, đã vọt ra. Bọn họ không thấy Lý Thiên Mệnh, mà chính là trực tiếp hướng Lam Hoang mà đi. Đối Liễu Thanh Hoan tới nói, ngăn cản Lam Hoang phá hư kết giới hạch, mới là trọng yếu nhất. Cái này hai đầu cửu tôn thiên cộng sinh thú, tự mình đi trấn áp Lam Hoang. Lam Hoang xương đầu cứng đi nữa, cái kia đều nhìn không được. Cho nên, mặc kệ người này có dám hay không giết 10 cái kiếp vòng thiên tài. Hắn cản ở trước mặt ta, cũng là sẽ để cho ta, vạn kiếp bất phục. Phá hư kết giới hạch, mới có thể để cho Bồ Đề cùng Hy Hoàng giết. Chính mình cùng Viêm Hoàng nhân tộc, mới có sinh lộ. Thập đại thức thần tiết lộ, đi hắn cho rằng nguy hiểm hơn trật tự thiên tộc, càng là một loại vạn kiếp bất phục. Đến từ Lý Vô Địch, vật thí nghiệm, nhắc nhở, bao giờ cũng đều bị Lý Thiên Mệnh minh bạch. Hắn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ tình cảnh, đến cỡ nào nguy hiểm. Nghĩa phụ mất tích, càng là cho hắn biết, thế đạo này tàn khốc. Trật tự tinh không là hằng tinh nguyên chiến trường, nơi đó cạnh tranh, người ở đó, đều là đời đời chinh chiến sống sót. Bọn họ sinh tồn quy tắc, sẽ chỉ càng bưu hãn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, thời gian cấp bách bên trong, Liễu Thanh Hoan thành cản đường người, đó chính là tử thù. Làm hắn hai đầu cộng sinh thú, đã xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, đi bắt Lam Hoang thời điểm, tình thế đã đến lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Những cường giả khác, bao quát Hy Hoàng, Đế Sư, nhất định rất nhanh xuất hiện. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú, đều lâm vào vũng bùn. Lam Hoang tiến trình thức thì bị cái kia hai đại cộng sinh thú, trực tiếp cắt đứt. Cái này dừng lại một cái, phiền phức chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cái kia hai cái cộng sinh thú, hình thể đều 10 phần to lớn. Bọn họ đều có 3.000 điểm sao, tuy nhiên không bằng huỳnh hỏa, nhưng tại Nguyệt Chi thần cảnh, xác thực tính toán phi thường cao. Trong đó một đầu, toàn thân màu xanh lam, mọc đầy gai nhọn một dạng lông tóc, giống như là dao long, lại như là loại chó. Nó có một đôi to lớn răng nanh, giống như là hai thanh trường kiếm, một đôi u tròng mắt màu xanh lam cực kỳ lạnh lẽo. Nó là một loại thủy thuộc tính cộng sinh thú, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, cái kia lớn như vậy hình thể, văng lên đầy trời bọt nước, tốc độ kia mãnh liệt, nhập nước sau, lập tức cắn Lam Hoang sau lưng quỷ núi, lấy lực lượng khổng lồ, đem sinh sinh quăng đi ra. Đây là, Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển. Một đầu khác, đồng dạng là loại chó cộng sinh thú. Hắn toàn thân vì hỏa hồng sắc, thiêu đốt lên nóng rực liệt diễm, thiêu đốt vô cùng. Hắn sườn bộ càng là dài ra 8 cái to lớn hỏa rực, cháy hừng hực lấy, tại Lam Hoang vừa bị quăng lúc đi ra, nó thì đột nhiên phun ra hỏa cầu thật lớn, đập vào Lam Hoang trên thân, đã dẫn phát hỏa diễm bạo phát. Đây là, Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Một nước một hỏa, hai đại thần cầu, đồng thời xuất thủ. Đây đều là cửu tôn thiên lão cầu. Tại bọn họ trước mặt, Lam Hoang đừng nói tiếp tục nuốt nước, liền sống sót cũng khó khăn. Khi chúng nó sủa inh ỏi lấy, thần thông oanh tạc, nhục thân cắn xé, một trước một sau vây giết Lam Hoang thời điểm, một chút cũng không có lưu tình. Tại bọn chúng tàn bạo công kích phía dưới, Lam Hoang cấp tốc bị thương. Muốn không phải da dày, còn có thanh linh tháp, nó hai cái đầu rồng, đoán chừng đều phải để Đại Hoang Định Hải thần cậu cùng Bát Hoang Dung Lô thần khuyển cho cắn xuống đến. Lam Hoang muốn xông về đáy nước. Có thể cái kia Đại Hoang Định Hải thần cẩu, cũng là biển cả chi khuyển. Chỉ cần Lam Hoang đi vào, nó liền đem Lam Hoang cho đẩy ra ngoài, vùng ra bờ đi lên. Phối hợp Bát Hoang Dung Lô thần khuyển, một bên thủy hỏa oanh tạc, một bên hung tàn cắn xé. Chó cậy chủ nhân. Có chủ nhân tại chỗ, bọn họ cắn đến so bên đường chó hoang còn hung. Theo Lam Hoang trên thân xé rách xuống một miếng khối thịt, vậy mà trực tiếp hướng trong mồm nuốt.
ngũ trọng chênh lệch cảnh giới, 2-1, để chúng nó cắn đến vui sướng, 10 phần đắc thế, không ngừng giễu cợt. Đây là cái gì rồng? Song đầu long a. Mùi vị không tệ a. Hơn 4,500 ngôi sao, uổng công tốt như vậy vũ trụ thần nguyên, chúng ta thấy thèm lâu như vậy, bệ hạ vậy mà nếm thử cho cái này vài đầu kẻ bất lực. Chà đạp. Rất hiển nhiên, Hy Hoàng cho Lý Thiên Mệnh tứ tinh vũ trụ thần nguyên sự tình, bọn họ là biết đến. Bởi vì những bảo bối kia, bọn họ làm Nguyệt Chi thần cảnh mạnh nhất cộng sinh thú, đã khát vọng quá lâu. Vì những thứ này vũ trụ thần nguyên, Liễu Thanh Hoan không chỉ một lần thỉnh cầu, chỉ là Hy Hoàng đều không có đáp ứng. Bây giờ nhìn đến những tiểu tử này, vậy mà tại chính mình nhìn thủ trên địa bàn Dương Oai, bọn họ đã sớm nổi giận. Thập đại thức thần vừa ra, bọn họ những lão gia hỏa này, cũng không dám giết người. Nhưng mượn cơ hội này, vung một ngụm ác khí, cái kia vẫn là có thể. Tiểu gia hỏa, để các gia gia dạy ngươi, làm sao làm tốt cộng sinh thú. Bọn họ một trước một sau, một cái cắn đầu, một cái cắn cái đuôi, khoái ý trêu đùa Lam Hoang. Có bọn họ xuất thủ, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới tạm thời không lại dung chuyển, cục diện lập tức ổn định lại. Các loại có những người khác tiến đến, Lý Thiên Mệnh liền sẽ triệt để thất bại, thậm chí thập đại thức thần bại lộ. Lam Hoang hai quyền khó địch bốn tay. Trong lúc nhất thời, nó kêu đau đớn liên tục. Cố nhiên phẫn nộ phun lửa, có thể cảnh giới cùng người đếm phía trên áp chế, để nó khó có thể lo trước lo sau. Hướng mặt trước vừa có thể địch nổi, đằng sau thì có đánh lén, tại nó trên thân lưu lại vết thương. Giống, tiểu gia hỏa rất ít bị ngược thành dạng này. Cho dù có thanh linh tháp, loại kia thủy hỏa cùng một chỗ tàn phá bừa bãi đau đớn, vẫn còn có chút bị không ngừng. Mà lại cái này hai đầu lão cẩu đều là lão âm dựng lên, ra tay gọi là một cái tàn nhẫn. Lấy Lam Hoang chiến đấu năng lực, kháng trụ một đầu vẫn còn, bị vây công bao bọc, nó chỉ có thể để mắt tới cái kia, đại hoang định hải giao khuyển. Hai đầu cự thú ngã lăn ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, khắp nơi oanh minh, sóng nước lật trời. Chỉ là mỗi thời mỗi khắc, Lam Hoang cơ hồ đều tại chịu khổ. Quy ca, cái này có thể để tiên tiên đều nhanh tức hộc máu. Nó vốn đang giúp đỡ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, lúc này thời điểm không thể không đem tất cả thủ đoạn, bao quát hắn to lớn khởi nguyên thế giới thụ bông hoa, toàn bộ thay đổi, công về phía nước này chó, hỏa cầu. Như thế, cuối cùng cho Lam Hoang chia sẻ một số áp lực. May mà là bọn họ điểm sao càng cao, huyết mạch càng mạnh. Bằng không chỉ dựa vào đơn thể, thì ngạnh kháng siêu việt ngũ trọng đối thủ, không bị lập tức cắn chết, đều tính toán may mắn. Có tiên tiên thêm vào, cái kia bát hoang dung lô thần khuyển nhìn sang, vui vẻ. Một cái cây, cũng dám đến trêu chọc ta, đây không phải cho ra ra ta đưa củi lửa đã đến rồi sao? Nó buông lỏng ra cắn xé Lam Hoang miệng, thân thể khổng lồ kia đánh tới tiên tiên. Thần thông thi triển, vô số biển lửa theo hắn trên thân. Hướng về khởi nguyên thế giới thụ lan tràn mà đến, dẫn đến tiên tiên rất nhiều lá cây, cành, trên cây khô, cũng bắt đầu bị bỏng. Thậm chí, liền cái kia bốn đóa hoa đều bị ngọn lửa chìm ngập, đốt cháy. Phanh phanh phanh, bát hoang dung lô thần khuyển điên cuồng va chạm nó thân cây, muốn đem tiên tiên nhổ tận gốc. Bọn họ cái này hai đầu cộng sinh thú đơn thể chiến đấu lực, so Huỳnh Hỏa bọn họ đối mặt hai cái đại nguyệt sư đều cường. Trong lúc nhất thời, tiên tiên cùng Lam Hoang, chớ nói tiếp tục phá hư kết giới hạch. Bọn họ tự thân tình cảnh, đều vô cùng nguy hiểm. Đây hết thảy, Huỳnh Hỏa đều nhìn ở trong mắt. Trong hai mắt của nó, thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Đệ đệ muội muội bị khi phụ, nó đầy mình đều là lửa giận. Lão cẩu, hôm nay kê ra ta không lột ra các của các ngươi, ta quản ngươi nhóm gọi tổ tông. Nó rít lên một tiếng, vô cùng chói tai. Co vào, tập hợp một chỗ. Tại nó câu nói này phía dưới, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng tiên tiên đều ý thức được, từng người tự chiến, ngược lại là để từ bỏ bọn chúng đoàn đội ưu thế. Hướng muội tử bên kia tới gần. Tiên tiên có thể gánh chịu một loại, khu vực tác dụng. Lam Hoang am hiểu trùng kích, nó thì am hiểu phòng thủ. Tiên tiên quả thật có chút sợ lửa diễm. Nếu như nó cùng bát hoang dung lô thần khuyển đơn đấu, vậy khẳng định bị động, hoàn toàn sẽ bị nhổ tận gốc. Nếu như Huỳnh Hỏa bọn họ có thể giữ vững nó, lấy nó làm căn cơ lượn vòng, chỉ cần nó tồn tại, địch nhân thì khó chịu. Trong lúc nhất thời, bọn họ bốn cái tâm linh tương thông. Tại Lý Thiên Mệnh không có giúp thời điểm bận rộn, tự cầu sinh lộ.
Lam Hoang ra sức lật ngược Đại Hoang Định Hải giao khuyển, tạm thời không đi nghĩ kết giới hạch, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Chín tầng quỷ biển xoay tròn bên trong, nó bỏ rơi Đại Hoang Định Hải giao khuyển, hướng về tới tiên tiên bên cạnh, trước tiên nhào về phía cái kia bát hoang dung lô thần khuyển. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu đã linh hoạt trở về. Ầm ầm, Miu Miu tốc độ mãnh liệt, hai cái càn khôn điện mâu bạo phát, huyết sắc lôi đình lóe lên liền đến, cái kia hai cái dài đến 100 mét điện mâu, trong nháy mắt đâm vào cái kia bát hoang dung lô thần khuyển trên cánh. Phốc phốc, xuyên thủng về sau, hình thành nổ tung, nổ bay rất nhiều huyết nhục. Bát hoang dung lô thần khuyển, nguyên bản còn đang đùa bỡn bọn họ, giờ phút này lại lăn trên mặt đất, trên miệng còn bị Lam Hoang Tinh Ma chi kiếm cho bổ một nhát, nhất thời máu me khắp người, phát ra một trận kêu thảm. Ta đạp mã để ngươi, cậy già lên mặt. Tại nó gào thảm thời điểm, Huỳnh Hỏa cái kia lớn chừng bàn tay thân thể, đột nhiên xuất hiện tại bát hoang dung lô thần khuyển trước mắt. Song kiếm đâm xuyên, đệ nhất kiếm địa ngục luân hồi kiếm, bị cái kia bát hoang dung lô thần khuyển dùng mí mắt ngăn trở. Đệ nhị kiếm thiên đạo luân hồi kiếm, lại tại gào thét bên trong, đâm vào hắn nhãn cầu, trong nháy mắt dẫn phát huyết nhục nổ tung. Luyện ngục mệnh hỏa chi thần thông hối tụ trong một kiếm này, tại chỗ xé rách lửa này chó một con mắt. Lão cẩu, còn cắn sao? Huỳnh Hỏa cái kia lục đạo hỏa liên thần thông, đánh vào hắn miệng, lại lần nữa phát sinh một lần nổ tung. Nó cùng Miu Miu trở về quá nhanh. Cái này bát hoang dung lô thần khuyển còn tại đắc ý, bỗng nhiên đụng phải hai cái này nhỏ bé đối thủ, lực lượng mạnh hơn, đánh không chúng bọn họ, đều có chút giật gấu vá vai. Bất quá, tại Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu động thủ đồng thời, mặt khác ba địch nhân đều giết tới. Lúc này thời điểm, bọn họ đoàn đội bổ sung phối hợp ưu thế thì đi lên. Đối mặt hai cái đại nguyệt sư, tiên tiên cùng Miu Miu phối hợp. Một cái dùng tam hồn ma âm ảnh hưởng thức thần, dùng thánh quang đằng mãn ngăn cản, quấn quanh, một cái dùng thần thông oanh tạc. Miu Miu còn lấy đế ma hỗn độn trạng thái, cùng hai cái đại nguyệt sư tới gần chém giết. Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa, thì tại tiên tiên vĩnh dạ ma chú cùng phệ huyết kiếm vũ, còn có đại bộ phận màu đen sợi dễ hiểm hộ dưới, phân biệt cùng nước chó dây dưa. Bọn họ cùng đối thủ thuộc tính giống nhau, nhưng mặc kệ là luyện ngục hỏa vẫn là Lam Hoang thể chất, kỳ thật đều hung tàn hơn, không quá sợ đối thủ. Dạng này vừa đánh nhau, dù là đều là sinh tử chiến, mà dù sao miễn cưỡng chống được. Sẽ không cùng trước đó như thế, bị động như vậy. Nhất là Huỳnh Hỏa, bởi vì vừa mới thừa dịp bát hoang dung lô thần khuyển tự đại làm bậy, đánh lén nó một thanh, đem bị thương, hiện tại đánh lên dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu nhất, Huỳnh Hỏa bên này là trên chiến trường, duy nhất chiếm thượng phong điểm. Cái kia bát hoang dung lô thần khuyển quái khiếu, nộ hống, thần thông loạn nổ, nhưng đáng tiếc là, Huỳnh Hỏa thân thể thu nhỏ, là rất hữu dụng thủ đoạn. Nó thì cùng gia hỏa này trên người con dẹp giống như, hết lần này tới lần khác còn lực lượng to lớn, nắm giữ vũ trụ hỏa nhận. Xem kiếm. Phốc phốc phốc. Thần hỏa kiếp chỗ đến, bát hoang dung lô thần khuyển toàn thân phun huyết, khắp nơi đều là vết thương. Thảm nhất thời điểm, liền Huỳnh Hỏa ở nơi nào đều không nhìn thấy. Còn trang bức sao? Bát hoang dung lô thần khuyển tại nó chấn áp xuống, chỉ có thể âm ngoan gào thét, tìm kiếm phản sát cơ hội. Thế mà, tiên tiên rất thông minh. Nó trực tiếp ngăn cách bọn chúng chiến trường, để cho mình bốn cái có thể phối hợp, lại làm cho đối thủ chỉ có thể từng người tự chiến. Lại thêm cái kia hai cái đại nguyệt sư, cũng không có quá ác, Lý Thiên Mệnh thập đại thức thần để bọn hắn rối loạn đến bây giờ, cho đến nay, bọn họ đều chỉ dám ngăn trở Lam Hoang bọn họ phá hư kết giới hạch. Cũng không dám tránh thức hạ sát thủ. Bọn họ sợ Lý Thiên Mệnh, lại là một cái cửu nguyệt thần nữ. Về sau hắn trả thù chính mình, làm sao bây giờ? Chống đỡ, khác để bọn hắn tiếp tục phá hư kết giới hạch, là có thể. Bên trong một cái đại nguyệt sư nói. Thế nhưng là, ba người bọn hắn, đều chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay a. Một cái khác ánh mắt đẫm máu và nước mắt nói. Các loại bệ hạ vì bọn họ lấy lại công đạo đi. Chúng ta không thể trêu vào. Hoặc là, nhìn xem Thánh Nguyệt Sư làm sao phân phó. Bọn họ trong miệng Thánh Nguyệt Sư, chính là hiện tại cùng Lý Thiên Mệnh chém giết Liễu Thanh Hoan. Bọn họ tại một cái khác trên chiến trường. Tứ đại cộng sinh thú chém giết, phát sinh hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy rõ ràng. Huỳnh Hỏa bọn họ có thể lập tức kịp phản ứng, ôm nhau chiến đấu. Dạng này nhạy bén, còn có bọn họ bốn cái lẫn nhau ở giữa cảm tình. Để Lý Thiên Mệnh tâm lý 10 phần trấn an. Có lẽ lúc trước,
bọn họ lẫn nhau ở giữa, có thể là đối lập. Nhưng là hiện tại, ta tựa như là một sợi dây thừng, đem bọn nó đều quấn quanh ở cùng nhau. Không chỉ là kề vai chiến đấu, càng là tâm linh giống nhau, đồng sinh cộng tử. Cái này quá tốt đẹp. Đương nhiên, nhìn đến Lam Hoang cùng Tiên Tiên thụ thương, Lý Thiên Mệnh tâm lý cũng đau đến run rẩy. Hiện tại phá hư kết giới hạch quá trình, bị Liễu Thanh Hoan cùng hắn cộng sinh thú ngăn chặn, Lý Thiên Mệnh đã đến gần vô hạn thất bại. Kỳ thật, Huỳnh Hỏa bọn họ bên kia, cũng nhìn không được bao lâu. Đối thủ của bọn nó hoặc là thức thần quá nhiều, hoặc là cảnh giới quá cao. Ta có thể đem chiến trường hướng bên kia lôi kéo, dùng ta thập phương kỷ nguyên thần kiếm, phân ra một bộ phận đi trợ giúp bọn họ. Đây là Lý Thiên Mệnh, ngay từ đầu ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn đến Huỳnh Hỏa bọn họ tạm thời chịu đựng lấy, thấy bọn nó đều tại ương ngạnh chiến đấu, vì chính mình tranh thủ thời gian. Ngươi đừng quản chúng ta, dùng ngươi thức thần, mở ra lỗ hổng. Thông qua tâm linh câu thông, Huỳnh Hỏa đối với hắn quát. Nó cũng gấp a, càng là cuống cuồng, càng là cần đánh vỡ cục diện. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, Hy Hoàng cùng đế sư, liền sẽ xông tới. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cái kia Liễu Thanh Hoan vẫn dương dương tự đắc, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, híp mắt nói. Thằng hung mãnh a, thật là một cái nhân tài, làm sao lại không làm điểm chuyện tốt đâu. Cùng Nguyệt Thần tộc đối nghịch, người có thể có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh lười nhác đáp lại hắn. Gia hỏa này luôn mồm đều là Nguyệt Thần tộc, xem ra là giữ cửa phòng thủ tới nghiện. Được, ta liền bồi ngươi luyện một chút. Lúc nói chuyện, Liễu Thanh Hoan trong tay, xuất ra một thanh khổng lồ chiến đao. Cái kia chiến đao có cán dài, nắm trong tay, phong sinh thủy khởi. Trong đó một mặt là màu lam, biển cả cuồn cuộn, mặt khác lại vì màu đỏ thắm, hỏa diễm thiêu đốt. Một cây đao này, quả thực thủy hỏa một thể. Đây là Thiên Cương Địa Sát đao. Thiên Cương làm lửa, Địa Sát vì nước. Trong đó bộ ẩn chứa trật tự thần văn, mặt ngoài nhìn không ra. Nhưng rất rõ ràng, thanh này trật tự thần binh dung hợp, nguyên tố thần tai, tối thiểu thì có hai loại. Cái này Thiên Cương Địa Sát đao, tầng thứ so Lý Thiên Mệnh thấy qua còn lại trật tự thần binh cũng cao hơn, khả năng đã đạt tới tam giai trật tự thần binh, trình độ. Loại tầng thứ này binh khí, trật tự thần văn đều rất mạnh. Hắn vung vẩy thời điểm, thủy hỏa ngang dọc. Dạng này một thanh chiến đao, có thiên địa thần khoáng, độ cứng, vừa có nguyên tố thần tài uy lực, đối tự thân chiến đấu lực tăng thêm, hiển nhiên phi thường cao. Liễu Thanh Hoan vung vẩy Thiên Cương Địa Sát đao, dưới chân chấn động, hướng về Lý Thiên Mệnh vung chạm mà đến. Hắn nhưng lại không biết, bên người có thập phương kỷ nguyên thần kiếm Lý Thiên Mệnh, hắn chỗ lấy không có sử dụng thức thần, đi trợ giúp chính mình cộng sinh thú, cũng là đem Liễu Thanh Hoan trở thành đột phá khẩu. Liễu Thanh Hoan, người cái này chó giữ nhà bất tử, ta thì phí công nhọc sức. Kỳ thật nghe nói hắn là bản nguyên thú tộc, Lý Thiên Mệnh còn có một chút hảo cảm. Dù sao, hắn chỉ là đối Nguyệt Thần tộc rất không kiên nhẫn. Có thể ngắn gọn vài câu, đều có thể nghe được, gia hỏa này trong mắt chỉ có hiệu chung, quỷ liếm. Cái kia liền không có cách nào. Ông, hắn thẳng hướng Liễu Thanh Hoan, trường kiếm múa, bên người thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đồng thời gào thét. Thập đại thức thần. Đây quả thực là khoáng cổ thước kim hình ảnh. Nói thật, Liễu Thanh Hoan đều rung động. Nguyệt Thần Thiên Thành là, Liên Liên, tâm huyết, người thiên phú lại dọa người, mơ tưởng phá hư. Chiến đao vung chảm, tam cảnh thần quyết. Thiên Hà Dung Lô đao pháp. Đao pháp này, đến từ Nguyệt Thần tộc tiền bối chân truyền. Thiên Hà âm lãnh, lò luyện thiêu đốt. Một đao có thể giết ra hai loại đao ý, thủy hỏa hỗn hợp, hoàn mỹ phù hợp Liễu Thanh Hoan phẩm chất riêng. Đao thứ nhất, lưỡng giới đao ngục. Một đao chặt chém thời điểm, giết ra hai thế giới, một cái thế giới hỏa diễm thiêu đốt, một cái thế giới hàn chiều mãnh liệt. Tiểu hài tử, thúc thủ chịu trói đi. Liễu Thanh Hoan cười lạnh. Tại hắn cười lạnh ở giữa, thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp Lý Thiên Mệnh, lại đến một chiêu hải thượng sinh minh nguyệt. Đây là chu giết hai cái đại nguyệt sư một chiêu, lần này thi triển rõ ràng càng mạnh. Ngàn vạn trăng sáng sinh ra, kiếm trận bao phủ. Cùng Liễu Thanh Hoan Thiên Hà Dung Lô đao pháp giết đến cùng một chỗ. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, bao phủ toàn trường. Liễu Thanh Hoan nắm giữ cửu tôn thiên cảnh giới, Lý Thiên Mệnh lại nắm giữ thập đại thức thần. Đây quả thực là 11 chiến 1. Rầm rầm rầm. Hải thượng sinh minh nguyệt cùng lưỡng giới đao ngục, đao kiếm tương giao. Đông Hoàng kiếm,
bị cái kia thiên cương địa sát đao ngăn trở, thế mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Liễu Thanh Hoan lại ngăn không được toàn bộ. Tại cái kia kiếm trận tàn phá bừa bãi bạo loạn bên trong, hắn bị thập phương kỷ nguyên thần kiếm oanh tạc, bay rớt ra ngoài. Trên người hắn vừa mới hiện ra một thân chiến giáp, Lý Thiên Mệnh còn không thấy rõ ràng, liền đem nó xé rách thành phấn vụn. Đây là Liên Liên tặng cho ta lễ vật. Liễu Thanh Hoan ánh mắt đỏ lên. Hắn bỏ lên, thì cùng ma chướng giống như, cả người phẫn nộ, gào thét, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Liên Liên, có lẽ cũng là đế sư đi. Lý Thiên Mệnh thực sự không nghĩ ra được, một cái kia lạnh lùng nữ tử, nàng sẽ cùng cái này nhếch nhác ra hỏa, yêu thâm trầm như vậy. Một món lễ vật thì hủy đi, thì tức giận như thế. Ngươi, ngươi! Liễu Thanh Hoan lại lần nữa nhấc lên thiên cương địa sát đao. Hắn hai con mắt, một cái giận lửa đốt cháy, một cái sát khí lạnh lẽo. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Liễu Thanh Hoan trong tiếng gầm giống tức giận, cuồng bạo mấy lần, lại lần nữa đánh tới. Hắn trả tại ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Thời gian không nhiều lắm. Không chỉ là thời gian của mình, còn có Dạ Lăng Phong thời gian. Bởi vì cái kia cái gọi là huyết chỉ phá kiếp, Lý Thiên Mệnh phải cùng Hy Hoàng đi đến đối lập con đường. Đã như vậy, hắn chỉ có một khả năng mang đi Dạ Lăng Phong, cái kia chính là đánh tan Hy Hoàng. Như thế nào chiếm được thời gian? Chỉ có để Hy Hoàng phân thân pháp thuật. Nếu không, chỉ là Lam Nguyệt Chi Tâm, cũng có thể làm cho Lý Thiên Mệnh, liền đi ra thở một ngụm cơ hội đều không có. Không có cái gì không nên, Liễu Thanh Hoan, người cản trở ta cầu sinh đường. Phong bạo bên trong, Lý Thiên Mệnh chỉ nói câu này. Giờ khắc này hắn hiểu được, muốn làm tốt một cái nhân hoàng, muốn làm một cái, có thể bảo vệ tốt thân nhân người, nhất định muốn, sát phạt quyết đoán. Chống lại, chủ động xuất kích, mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Tâm linh gây nên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mười kiếm vần quanh, lại lần nữa ra tay. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm thiên nhai cộng thử thời. Kỳ thật cái này hai chiêu, là nối liền cùng một chỗ. Hải thượng sinh minh nguyệt là khởi thế, thiên nhai cộng thử thời chính là tuyệt sát. Thi triển đệ nhị kiếm thời điểm, trước hết thi triển đệ nhất kiếm. Tại minh nguyệt đản sinh thời điểm, cải biến kiếm thế. Hết thảy 12 kiếm, sinh ra vô cùng biến hóa, hội tụ một thể, tại thiên nhai cộng thử thời giờ khắc này, toàn lực bạo phát. Rầm rầm rầm, cái kia vô số đản sinh trăng sáng, hội tụ tại Lý Thiên Mệnh bên người, theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm tụ hợp. Ngưng kết thành một cái điểm. Nhiều như vậy kiếm thế, hội tụ một chút, có lẽ là bởi vì thời không chi kiếm uy lực, trực tiếp dẫn phát thời không xé rách. Đinh! Một kiếm xuyên qua, toàn trường rít lên. Không khí xé rách. Siêu siêu siêu. Kiếm ảnh lóe lên, quang mang nổ tung. Chết! Cái kia một đạo hội tụ vào một chỗ ánh trăng kiếm quang, phút chốc xé rách Liễu Thanh Hoan đệ nhị kiếm Thủy Hỏa Động Thiên. Thủy Hỏa Động Thiên cũng là thủy hỏa hai loại kiếm thế tụ hợp. Thế mà, đụng tới Lý Thiên Mệnh 12 kiếm tụ hợp, thực sự quá trò trẻ con. Cái kia thủy hỏa hỗn hợp động thiên, còn không thành hình, liền để Lý Thiên Mệnh ánh trăng kiếm ảnh, tại chỗ xuyên qua. Một chiêu này, Liễu Thanh Hoan tại chỗ ánh mắt tán loạn. Hắn phát hiện, chính mình chẳng những đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh thiên phú, càng đánh giá thấp hơn hắn giờ phút này giết người quyết tâm. Một lần sai lầm tính ra, để hắn triệt để sụp đổ. Phốc phốc, ánh trăng kiếm ảnh xuyên qua, ở tại ở ngực, giết ra một cái lỗ máu. Xuyên thủng hắn một kiếm này, tiếp tục đâm vào phía sau hắn đế sư hành cung bên trong. Ầm ầm, cái kia lớn như vậy cung điện, có rất nhiều kết giới phòng ngự, vậy mà để Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên qua, ầm vang sụp đổ. Đây là Liễu Thanh Hoan ngây người cả đời địa phương. Cùng hắn cùng một chỗ, tại chỗ tử vong. Hắn trừng to mắt, chống đỡ trong tay thiên cương địa sát đao, cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Sau cùng nằm sấp xuống dưới, máu tươi rải đầy đầy đất. Ta mặc kệ ngươi hiệu chung người nào, đời sau, không muốn cản ta đường. Lý Thiên Mệnh không có thời gian, nhiều liếc hắn một cái. Hắn lập tức quay người, hội tụ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đi chém giết sau cùng bốn địch nhân. Hai cái đại nguyệt sư, cùng hai đầu chó. Cái kia hai đầu chó, đã choáng váng. Tại huỳnh hỏa bọn họ ôm nhau về sau, Liễu Thanh Hoan cái này hai đầu cộng sinh thú, vừa đứng vững áp lực, phối hợp hai vị đại nguyệt sư, lại lần nữa phản công, áp chế Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Trong lúc nhất thời, tiên tiên nhánh dây, cành lá, bị đốt cháy, bị bổ chảm, tổn thất to lớn, vô cùng đau đớn. Lam Hoang liều chết đến cùng,
nhưng đạp thiên chi cảnh một trọng cảnh giới, chênh lệch đều rất lớn, cái kia đại hoang định hải giao khuyển dựa vào quanh thân tinh luân nguyên lực, đối với nó tạo thành nhất định áp chế. Miu Miu muốn đứng vững hai cái đại nguyệt sư cùng 12 cái thức thần, làm đối phương quyết tâm chém giết, nó đồng dạng hai quyền khó địch bốn tay. Nói tóm lại, đối thủ nhiều lắm. Chỉ là thức thần, đều có 12 cái. Hai đầu lão cẩu cùng nhau so Liễu Thanh Hoan còn mạnh hơn. Lam Hoang bọn họ sống đến bây giờ, toàn thân mình đầy thương tích, lại không bị giết chết, đều chỉ có thể nói, là Thanh Linh Tháp quá mạnh. Thời khắc nguy cơ, hết thảy chuyển cơ, đến từ Lý Thiên Mệnh dựa vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chém giết Liễu Thanh Hoan. Làm Liễu Thanh Hoan ngốc trệ ngã xuống thời khắc, huỳnh hỏa bọn họ nhiệt huyết dâng trào, nghênh đón hy vọng. Hai vị đại nguyệt sư cùng hai đầu lão cẩu, thì tâm lý cuồng loạn, tê tâm liệt phế. Ỷ vào nhiều người thật sao? Lý Thiên Mệnh mang theo thập đại thức thần, thêm vào chiến trường. Tối thiểu nhất cái này thập đại thức thần liên hợp lực sát thương, là đủ để cùng cái này tứ đại cộng sinh thú so sánh. Tuyệt cảnh lật bàn. Người điên rồi đi, mặc kệ người cái gì thiên phú, cùng chúng ta nguyệt thần tộc đối nghịch, người chính là cùng trật tự thiên tộc đối nghịch. Bên trong một cái đại nguyệt sư quát. Lý Thiên Mệnh không rên một tiếng, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Bị áp chế, bị trọng thương tứ đại cộng sinh thú, đạt được Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm trợ giúp, chỉnh thể thực lực cơ hồ trở tăng gấp hai nhiều. Nhanh! Lý Thiên Mệnh thúc giục gấp rút, một người bốn thú bốn kiếm đồng thời xuất thủ. Miu Miu đem hai cái đại nguyệt sư, nhường cho Lý Thiên Mệnh cùng thức thần, toàn lực trợ giúp Lam Hoang. Rầm rầm rầm! Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Lại thi triển một lần, thiên nhai cộng thử thời. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm rơi xuống, một chiêu bạo chém. Siêu siêu siêu. Kinh thiên kiếm khí, bá đạo kiếm trận, bao phủ tại hai vị này đại nguyệt sư trên đỉnh đầu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên thẳng qua mà qua. Phốc phốc phốc. Đối phương 12 cái thức thần, tại cường độ cao hơn thập phương kỷ nguyên thần kiếm trùng kích phía dưới, ào ào bật nát. Lý Thiên Mệnh toàn lực thi triển. Tại hai cái đại nguyệt sư trước mắt lướt qua. Phốc phốc, liên tục hai tiếng, hai người tại chỗ ngã xuống. Tăng thêm nguyệt thần vô xương, năm cái thủ hộ kết giới này hạch đại nguyệt sư, toàn bộ chiến tử. Một bên khác, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, vây giết hai đầu cửu tôn thiên 3.000 ngôi sao cộng sinh thú, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Hiện tại đến phiên bọn họ nhân số nhiều, hai đầu lão cẩu hai quyền khó địch bốn tay. Liễu Thanh Hoan vừa chết. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh là ai, bọn họ đều cừu hận, nổi giận, tử chiến. Chỉ là, bị khi nhục đã lâu huỳnh hỏa bọn họ, hiện tại chiếm cứ nhân số ưu thế, tăng thêm thiên tiên vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm hiệu quả tất cả đứng lên. Cộng sinh thú mệnh hồn không mạnh, tránh thức bị mê loạn thời điểm, chiến đấu lực hạ xuống rất lợi hại. Phốc phốc phốc, huỳnh hỏa lấy phần thiên vũ linh vũ trụ hỏa nhận, đem cái kia đại hoang lò luyện thần cầu tại chỗ cắt yết hầu. Nó thần thông tử vong luyện ngục cùng tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, toàn bộ oanh tạc tại cái này đại hoang lò luyện thần cầu trên thân. Lại thêm huỳnh hỏa cận chiến thi triển lục đạo sinh tử kiếm, giờ khắc này cái kia đại hoang lò luyện thần cầu, toàn thân bạo huyết. Đừng, đừng! Nó thê thảm giống to. Đáng tiếc, huỳnh hỏa không có lưu tình. Cuối cùng, cái kia lớn như vậy đầu lâu, bị huỳnh hỏa dùng phần thiên vũ linh, cứ thế mà cho cắt cắt xuống. Ai là gia gia? Huỳnh hỏa toàn thân nhuốm máu, lại hăng hái. Còn lại một cái chiến trường, đế ma hỗn độn cùng Lam Hoang liên thủ cắn xé, một trước một sau, đem cái kia đại hoang định hải giao khuyển đè xuống đất. Một cái lôi đình oanh tạc, một cái đao kiếm chặt chém. Làm Miu Miu đem càn khôn điện mâu, trực tiếp đâm vào cái này đại hoang định hải giao khuyển cổ họng, dẫn phát huyết nhục lúc nổ, bị đánh nửa ngày Lam Hoang, lấy cái đuôi phía trên tinh ma chi kiếm, phối hợp Miu Miu thi triển khai thiên thế giới chảm. Sơn thủy lực lượng hợp làm một thể, một chảm phía dưới, cái này trêu đùa Lam Hoang nửa ngày nước chó, đồng dạng bị chảm thủ. Hai cái to lớn đầu chó, lăn ở cùng nhau, trừng to mắt, tuyên cáo tử vong. Hống hống hống. Lam Hoang chồm người lên, hai cái đầu rồng giống giận rung trời, cùng gấu to một dạng, dùng một đôi long chảo nện gõ lấy ở ngực, phát tiết lấy bản tính của nó. Cái kia cuồng bạo thanh âm, chấn động đến Nguyệt Thần Thiên chỉ hơi nước lật trời. Từ đó gặp qua Lý Thiên Mệnh thập đại thức thần trường kiếm người hoặc là cộng sinh thú, toàn bộ chiến tử. Hoàn thành trận này sát phạt, kỳ thật tổng cộng thời gian cũng không tính là dài. Chỉ là hắn đánh cho quá hung quá mạnh, cơ hồ không nói nhảm. Cho dù là hiện tại,
Lý Thiên Mệnh tâm lý đều không có nửa phần thắng lợi vui sướng. Bởi vì, giết người chỉ là bách chuyện bất đắc dĩ. Kết giới hạch mới là mục đích của hắn. Nhanh điểm. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đem còn lại 6 thanh kỷ nguyên thần kiếm, cho thu vào kiếp phòng bên trong. Tốt. Hắn một người bốn thú, toàn bộ vọt vào Nguyệt Thần Thiên Chỉ bên trong. Người bên ngoài, còn tại hướng bên trong tới. Nói cho cùng, ta vẫn là không hy vọng, chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp, mà Thái Nhất Tháp bị Hy Hoàng trưởng khống. Nói như vậy, coi như tạm thời có thể bảo mệnh, vậy cũng quá bị động. Chỉ cần Bồ Đề tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, Hy Hoàng thì vĩnh viễn không thể rời đi tòa thành trì này. Nàng không thể rời đi, Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài mới có thể có tự do. Tốt nhất, liền nhân vật số 2, đế sư, đều không dám rời đi. Muốn là các nàng rời đi, ai có thể ngăn cản Bồ Đề đại khai sát giới? Bởi vì Hy Hoàng muốn phá kiếp, Lý Thiên Mệnh cũng là con mồi của nàng. Có Lam Nguyệt Chi Tâm tồn tại, Lý Thiên Mệnh muốn đào thoát nàng trưởng khống, kết giới hạch nhất định phải phá, Bồ Đề cũng nhất định phải tiến đến. Mà lại, ta còn có một cái trọng yếu nhất lo lắng. Cái kia chính là, Hy Hoàng có thể hay không đã biết, chính mình đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Nếu như mình không phối hợp, nàng đối Viêm Hoàng Đại Lục động thủ làm sao bây giờ? Tại Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ phản kháng tình huống dưới, dùng Bồ Đề đem nàng khóa tại Nguyệt Thần Thiên Thành. Tại Nguyệt Thần tộc làm loạn thời điểm, Lý Thiên Mệnh luôn có thể cải biến càng nhiều. Cục thế phát triển đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch. Mình tại Hằng Tinh Nguyên bạo phát đêm trước, phản chơi một vố, trọng yếu bực nào. Không chuyển di mâu thuẫn, liền sẽ bị Hy Hoàng đùa tới chết. Bây giờ ngăn cản người chết hết, bọn họ tốc độ cao nhất phá hư. Trong đó Lam Hoang cùng Tiên Tiên lấy hút vào hồ nước làm chủ, Huỳnh Hỏa thì lại lấy hỏa diễm đốt cháy, Miêu Miêu lấy lôi đỉnh oanh tạc, đều có thể đạt tới bốc hơi, phá hư hiệu quả,